Chương 1752 Hai Nguyên Ma Phương Hy Vọng Phần 2 Nguồn Mê truyện audio.com Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra thiên mệnh sừng hiệu quả, cùng là gây ra cao cấp bảo hiệu quả, ngạch được 8 miếng 7 cấp thành phố chi tâm, nhất kiện thần khí mảnh nhỏ. Thiên mệnh nhân vật chính cùng cao cấp bảo rương thưởng cho lấy được gấp trăm lần tăng phúc, ngoài định mức thu được 8 miếng 9 thành thị chi tâm. Miếng lục tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí mảnh nhỏ. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra thiên mệnh sừng hiệu quả, cùng là gây ra cao cấp bảo hiệu quả, ngạch được 8 miếng 7 cấp thành phố chi tâm, nhất kiện thần khí mảnh nhỏ. Thiên mệnh nhân vật chính cùng cao cấp bảo rương thưởng cho lấy được gấp trăm lần tăng phúc, ngoài định mức thu được 8 miếng 9 thành thị chi tâm. Miếng lục tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí mảnh nhỏ. Diệp Tu 4 lần cầu nguyện nội dung là cùng nhau thực hiện. Mỗi lần đều là 8 miếng 9 cấp thành thị chi tâm cộng thêm miếng lục tiên kiếm mảnh nhỏ. Đây là Diệp Tu để ý nhất thu hoạch. Kể từ đó, Diệp Tu mượn đến rồi 32 miếng 9 cấp thành thị chi, đây là thêm đầu. Phía sau lục tiên kiếm mảnh nhỏ, cũng là một hơi thở 4 miếng cùng nhau hiện lên. Hoàn toàn cũng làm người ta chấn động không hiểu. Thu được lục tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí toái, từ đó bắt lấy 9 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri nghiệp thêm được thu được thăng. Thu được lục tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí toái, bí bảo tiền thăng cấp tiến độ về một hiện nay tiến độ 1292, 320, 154, 320. Thu được lục tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí toái, từ đó bắt lấy 9 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri nghiệp thêm được thu được thăng. Thu được lục tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí toái, bí bảo tiền thăng cấp tiến độ về một hiện nay tiến độ 1295, 320, 156, 320. 4 kiếm tiên mảnh nhỏ toàn bộ dung hợp đi vào Diệp Tu lấy được 9 miếng lục kiếm mảnh nhỏ. Dĩ nhiên, trong đó có 2 lục tiên kiếm toái là Diệp Tu vạn bảo chi chủ thiên phú mô phỏng ra. Diệp Tu không nghĩ tới. Hắn nhanh như vậy, tự muốn đem lục tiên kiếm mảnh nhỏ tiến đến 10 quả, nếu là thật có 10 miếng lục tiên kiếm mảnh nhỏ. Cái kia Diệp Tu có thể thu thập hãm tiên kiếm cùng tuyệt kiếm mảnh nhỏ. Như vậy là một khởi đầu mới. 9 mảnh vụn lục tiên, vừa lúc làm cho tới không bạo quân nếm thử lợi hại. Diệp Tu cầm lên mới tinh lục tiên kiếm. Bên ngoài đã tụ tập 9 miếng mảnh nhỏ. Mà Diệp Tu bí bảo tài thần thần cách sở hữu hao tổn tinh thần khí năng lực. Năng lực này có thể cho bí bảo tài thần gia trì thiên thần, có thể để cho thiên thần khí tăng thêm 2 quả mảnh vụn lực lượng. Diệp Tu trực tiếp đối với lục tiên kiếm mảnh nhỏ khiến cho liền đã có được 10 miếng lục tiên kiếm mảnh vụn lực. Cái này liền cùng tru tiên kiếm mảnh nhỏ tương đương. Lục tiên kiếm giống nhau có mô phỏng tiên kiếm có thể cho lục tiên kiếm cũng mô phỏng ra 4 chui tiên đi ra. Kể từ đó, Diệp Tu nhiều thanh kiếm loại bảo vật đều có thể mô phỏng vì kiếm tiên. Diệp Tu rút kiếm dựng lên, bị thêm được đến cấp 12 tru tiên kiếm trận hung hăng thẳng hướng hư không bạo. Cái này chỉ thông tin cự thú, vốn là bị huyết thần ma tôn các loại, chờ, ma đạo tu sĩ tử ép khô. Không so với suy yếu, trái tim cùng trên đầu đều có vết thương trí mệnh miệng. Bây giờ Diệp Tu bật hết hỏa lực. Lúc này liền thắt cổ cái này chỉ thông tin cự thú. Bên ngoài trong nháy mắt liền thiên sang bách khổng. Diệp Tu hung hăng đem xuyên thủng. Lúc này chỉ dùng 1 ngày thời gian, liền diệt hư không bạo quân, hiệu suất này là phi thường không phải. Các loại, chờ, bụi bặm lắng xuống. Diệp Tu đứng sừng sững ở hư không thần ảnh IA phát bày bên cạnh thi thể. Trảm sát cái này chỉ thông tin cự thú. Làm cho Diệp Tu thu được không gì sánh được khoa trương chỗ tốt, các loại gợi ý như soát bình một dạng. Kích sát hư không bạo quân Leviathan cự thú rung rẩy chi nguyên không kẻ hủy diệt ổ bá chủ sát thủ hư thần ảnh Lapet, cỡ trung thông tin cự thú, tiếp xúc sát thần thương, 3, cướp đoạt thần hồn quả, cướp đoạt 25% thần hồn, kỳ mệnh ngoài định mức trừ giảm, thu được 75.000 điểm thần lực cùng 750 điểm toàn thuộc tính, 250 điểm điểm kỹ năng, 125 điểm hoàng kim điểm, 25 điểm thần cấp điểm kỹ năng. Vĩnh cửu kích sát hư không bạo quân Levi cự thú rung rẩy nguyên hư không hủy giả thần sào đánh đấm cự thú giết hư không thần ảnh Lapet, cỡ trung thông tin cự thú, gây ra cướp bóc vương thiên phú hiệu quả thưởng cho 250 ức tiền, 960 ức điểm S, 240 V đúc điểm chỉ huy lực, 120 điểm, 40 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 20 món truyền kỳ cấp nói, 2 miếng thần tính mảnh nhỏ thủy tinh, 1 miếng cách thủy tinh toái, cướp bóc thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 25.000 ức kim tệ, 9.6.000 ức kiểm nghiệm giá trị, 24.000 V đúc điểm chỉ huy, 120 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 40 thần cấp điểm kỹ năng, 20 tích tinh không thần, chỉ bảo cấp, 1 miếng hy hữu thần tính thủy tinh, tinh thần thần tính, 1 tính thủy tinh, thú thần tính, 1 thần cách thủy tinh không, kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái chí bảo cấp bảo, 10 cái sử thi bảo rương, ngũ truyền kỳ bảo rương, Diệp Tu đi qua sát thần thương cướp đoạt thần hồn hiệu. Cướp đoạt tới số lượng cao thần lực, thần cấp kỹ năng điểm cùng thuộc tính. Chỉ là thần cấp điểm kỹ năng thì có 65 điểm. Điều này làm cho Diệp Tu thần cấp điểm kỹ năng, một lần hành động đến rồi 600 điểm. Vậy hắn thăng cấp thần cấp kỹ năng thì có sức mạnh. Đồng thời còn có cướp bóc chi vương lấy được tài phú điểm kinh nghiệm cùng các đạo cụ. 25.000 ức kim tệ để Diệp Tu đạt được 103 vạn quy mô. Đến lúc đó chính là sinh thành 10 cái chí bảo cấp bảo hòa 3 cái cấp độ sử thi bảo rương. Mà tương quan đạo cụ thưởng cho cũng là làm cho Diệp Tu cất cánh nhịp điệu. Nhiều hơn 20 tích tinh không thần huyết. Cộng thêm trước đây 1 tích tinh thần huyết. Diệp Tu có thể lại bồi dưỡng được 7 vị đại thừa kỳ thần kim tiên. Đây cũng là một lớp niềm vui ngoài ý muốn. Huyết thần kim tiên đi qua tam cửu thiên kiếp, cơ sở tính đề thăng, lấy được thuộc tính cơ sở. HP 2400 điểm, cơ sở thương tổn 180 điểm, pháp thuật thương tổn 180 điểm. Thiên kiếp thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được HP 240.000 điểm, cơ sở thương tổn 18.000 điểm, pháp thuật thương tổn 18.000 điểm. Huyết thần kim tiên đi qua tam cửu thiên kiếp, thoát thai xương, thu được bộ dạng thưởng cho. 3 đỉnh cấp tiên cốt, một loại truyền kỳ cấp huyết mạch, một loại truyền kỳ binh chủng thiên phú. Thiên kiếp thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 30 khối lịch sử thi tiên xương tiên thiên hỗn độn tiên cốt, một thần cấp huyết mạch ma huyết mạch, một loại thần cấp binh chủng thiên phú thiên ma phân. Huyết thần kim tiên đi qua tam cửu thiên kiếp, sản sinh sinh linh vật, lấy được tương quan thưởng cho khối đỉnh cấp ma, 8 cái đỉnh cấp ma bảo. Thiên kiếp thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 2 khối cấp độ sử thi châu huyết thần ma châu, 8 cái sử thi ma đạo bảo vật thần lá cờ. Huyết thần kim tiên đi qua tam cửu thiên kiếp, bởi vì độ đặc thù thiên kiếp, được ngoài định mức tưởng một loại truyền kỳ thiên ma thiên phú. Chương 1753. 4 miếng lục tiên kiếm mảnh nhỏ. Canh thứ 3. Nguồn: Mê truyện audio.com. Mới đại thừa kỳ tu sĩ sinh ra. Bọn họ lập tức bị Diệp Tu đưa vào thần cách thánh cung thông quan. Bọn họ sẽ vì Diệp Tu mang đến càng nhiều hơn nguyện cùng tương quan thưởng cho kể từ đó. Thông tin cự thú có thể cho Diệp Tu mang tới tinh không huyết đã triệt để bó buộc. Huyết thần kim tiên cùng thiên sát kim tiên, thánh hồn kim số lượng cũng đến đỉnh. Mà kích sát thông tin cự thú mang tới biến hóa còn chưa kết thúc, vĩnh cửu kích sát hư không bạo quân Levi cự thú rung rẩy nguyên hư không hủy giả thần sào đánh đấm cự thú giết hư không thần ảnh Lapet, cỡ trung thông tin cự thú, gây ra cự thú sát giả thành tựu, căn cứ cự thú liệp sát giả thành tựu, thu được lệ. Nhất kiện lịch sử cấp bảo vật, 13 cấp bí cảnh, chỉ định hối đoái tràn cảnh. Cự thú liệp sát giả thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng, thu được nhất kiện bảo cấp bảo vật hư không hoàng quang, lớn chi hồn, 16820 linh cấp bí cảnh, có thể chỉ định hối đoái tràn. Chí bảo thêm cấp 6 bí cảnh. Đây là tặng không cấp 6 bí cảnh tấu A. Vậy thì thật là tốt, dùng ở thực nguyệt tinh thể bên trên. Thu được hư không hoàng quang, chí bảo cấp bảo vật, từ đó bắt được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức thêm được thu được nói. Thu được hư không hoàng quang, chí bảo cấp bảo vật, bí bảo tài thần thăng tiến độ 1, đi tới độ 1296, 320, 157, 320. Diệp Tu còn mượn hư không hoàng quang. Lần thứ 2 lạp thăng bí bảo tài thần thăng cấp vào. Diệp Tu trong lòng cũng có quy hoạch. Hư không hoàng quang cấp 6 bí cảnh. Vậy hắn tùy thời có thể làm ra một tòa cấp 6 thánh tới. Đó chính là 1024 thành thị quy mô tăng phúc Diệp Tu quyết định dùng ở thực nguyệt tinh thể bên trên. Đó là vì làm cho thực nguyệt tinh thể vượt lên trước 3600 thành thị quy mô cấp 6 không phải điểm kết thúc, Diệp Tu sẽ để cho bên ngoài tiếp tục thăng cấp. Đến lúc đó đại lượng thành thị số lượng đề thăng. Thực nguyệt tinh thể là có thể đạt được cao hơn tầng cấp Diệp Tu, nhưng là phải đưa hắn tinh chủ phó chức, chuyển hóa thành duy nhất chức. Hư không bạo quân thi thể, đó cũng là một bảo tàng. Hiện tại thần ma tôn, trắng ma tôn đều có thể từ trên thi thể được chỗ tốt. Huyết thần ma tôn đi qua hấp thụ cự thú tinh huyết, có thể tăng cao tu vi thi thần ma tôn, trắng cốt ma tôn các loại, chờ, ma đạo tu. Lại chỉ có thể đợi hư không bạo quân tử vong sau đó. Mới có thể lợi dụng bên ngoài thi thể dù sau khi còn sống. Hư không bạo quân lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Trắng cốt ma tôn là không có khả năng luyện hóa bên ngoài hài cốt. Bây giờ bên ngoài tử vong. Vậy cũng chỉ có thể làm cho trắng cốt ma tôn muốn làm gì thì làm. Diệp Tu đưa bọn họ đưa vào thông tin cự thú thể. Vô số ma đạo tu sĩ. Đem trong vòng 3 ngày, đem cái này chỉ cự thú thi toàn bộ thôn phệ. Vậy bọn họ sẽ được không gì sánh được to lớn, theo bọn họ bắt đầu thông tin cự thú thi thể biến. Diệp Tu dưới trướng các loại ma đạo tu sĩ bên trong, kỳ tu sĩ số lượng phòng. Hắn tại chúng thần thánh cung bên trong từng cái thần tượng các loại, chờ, bắt đầu tăng vọt. Trong đó cấm chú pháp thần thần tượng, đệ nhất cái cấp 10. Cấm chú pháp sư thần tượng. Cấp 10, mỗi ngày có thể bên ngoài ngưng tụ 36.000 lực, mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được 8 thần tính thủy tinh, pháp thần tính hoặc nguyên tố thần tính, mỗi ngày ngoài định mức thu được 4 thần chức thủy tinh, cấm chú pháp sư. Nên thần tượng có thể dung hợp thăng cấp, 2 tòa đồng loại 10 thần tượng, có thể dung hợp vì một tòa cấp 11 giống như. kèm theo hiệu quả. Thần tính chuyển chức, thần chức tấn, thần cấp cấm chú thần tính chuyển chức. Sở hữu đỉnh cấp ở trên pháp thần tính anh hùng, tiêu hao 6400 điểm lực, ở cấm thần trước tượng thần cầu mong, thu được cấm chú pháp sư thần chức, mỗi ngày giới hạn chuyển 20 người. Thần cấp cấm chú. Sở hữu cấm chú pháp sư thần chức anh hùng, có thể từ chú pháp sư thần tượng thu được một cái cấm chú, mỗi hạn định một cái. Thần chức thăng cấp. Thần tượng sở hữu giả, có thể chỉ mục tiêu thăng cấp kỳ chức đẳng cấp một lần, mỗi ngày cuối cùng thăng cấp 4, theo thần tượng đẳng cấp đề thăng mà thăng cấp. Ghi chú. Nên thần tượng vì đánh bại cấm chú pháp phía sau lấy được thần, có thể từ hư không ngưng tụ thần lực. Đại bổ sung mãn thần, có người nói cao cấp thần tượng có thể ngưng tụ thần tính mảnh thủy tinh vỡ chính là thần chức thủy tinh toái. Diệp Tu thuộc hạ, giống như huyết thần kim tiên, thánh kim tiên, hỗn độn tiên các loại, chờ, đều có thể có cấm chú pháp chức. Cái này đều là cùng bọn chúng phù hợp. Sở dĩ thông quan cấm chú pháp sư thần chức cung tu sĩ là nhiều. Bây giờ số lượng đột phá 960 người. Mà chỉ cần có 512 người lấy thông quan cấm chú thần chức thánh cung, là có thể sở hữu cấp 10 cấm chú pháp sư thần tượng. Diệp Tu hôm nay cấm chú pháp thần tượng, liền cấp 10. Hơn nữa bên ngoài tiến độ khoảng cách cấp 11 cũng không xa. Bây giờ cấm chú pháp sư thần tượng đạt được cấp 10 không? Bên ngoài tương quan thuộc tính tăng nhiều. Bất kể là thuộc tính cơ sở, vẫn là kèm theo hiệu quả, cái kia đều cũng có bay vọt về chất. Giống như thuộc tính cơ sở, mỗi ngày tăng thêm 36.000 điểm lực. Đây chính là tương đương khoa trương. Một cái tượng thần là có thể bù đắp được 360 tọa cấp 10 thành thị. Trừ cái đó ra, còn có mỗi ngày 8 miếng thần tính cùng 4 thần chức tinh sản xuất. Treo ở thần võ bảo khố bên trên, mỗi ngày đều có đại lượng người chơi tới hối đoái. Diệp Tu quan tâm đến. Cái tòa này thần tượng bây giờ còn bổ sung thêm thần tính chuyển, thần chức thăng cấp, thần cấp cấm chú có thể. Thần tính chuyển chức, không cần dùng thần chức thủy tinh là có thể làm cho người chơi sở hữu cái này một thần chức. Này bằng với là mỗi ngày nhiều 20 cái danh ngạch. Bây giờ địa cầu trong người chơi, sở hữu pháp thần cách người chơi vẫn là rất nhiều. Bọn họ không ít còn chưa đổi được cấm chú pháp sư thần chức thủy tinh. Chỗ hỏng còn rất lớn. Bây giờ có chuyển chức phương thức, bọn họ đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Dồn dập nghĩ biện pháp hoàn thành chuyển chức. Diệp Tu dưới trướng, một hơi thở là hơn ra khỏi 20 cấm chú pháp sư. Bọn họ sở hữu hủy diệt cấm chú năng lực, đây chính là siêu cường chiến lực. Kể từ đó, cấm chú pháp sư thần tượng có thể mỗi ngày vì Diệp Tu thêm 24 cấm chú sư người chơi. Hiệu suất này so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Diệp Tu thập phần kinh hỉ. Thần cấp cấm chú năng lực lại là tăng cường rất nhiều cấm chú pháp sư chiến lực không? 8 mỗi người tăng thêm một cái thần cấp nguyền rủa. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, còn có đại lượng cấm chú pháp sư còn chưa thu được cấp cấm chú đâu. Đó là một cực tốt cơ hội. Coi như đã có thần cấp cấm chú, người chơi cũng căn bản sẽ không ngại thần cấp cấm chú số lượng nhiều. Bọn họ dồn dập tới sát chúng thần thánh cung bên trong. Những thứ này cấm chú pháp sư người chơi, toàn bộ đều là tới chết.in. Đại lượng cấm chú pháp sư hội tụ một đường. Số lượng vừa vặn vượt ngàn. Hầu như tất cả đều là áo bào trắng quân đoàn hoặc giết thần quân đoàn cao thủ. Thế giới nhiệt hạch bình dẫn đầu. Hắn đệ nhất cái đánh dấu. Lập tức từ cấm chú pháp sư thần tượng bên trên thu được tương quan cấm chú. Ta chết.in thu được diệt thế chi thương, cái này hình như là tu đại lão thần cấp nguyền rủa, cái này cũng một chút. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1754. Cự thú bí cảnh. Canh thứ tư. Nguồn. Mê truyện audio.com. Thế giới nhiệt hạch bình lại càng hoảng sợ. Hắn từ cấm chú pháp sư thần tượng bên trên thu được Diệp Tu thần cấp cấm chú. Đây là hắn lấy được cái thứ hai thần cấp cấm chú. Thế giới nhiệt hạch bình phát hiện, hắn từ Diệp Tu cái kia lấy được thần cấp cấm chú, có thể sánh bằng chính hắn học được mạnh hơn nhiều. Còn lại người chơi dồn dập chết.in. Cũng đều là từ Diệp Tu hội thần cấp cấm chú bên trong máy móc lựa chọn sử dụng. Diệp Tu biết hơn 10 chủng thần cấp cấm chú. Mỗi một chủng uy lực đều là hủy thiên diệt địa, kể từ đó, địa cầu người chơi nhóm thực lực tăng vọt. Ha ha, học xong thần cấp cấm chú, cái kia hủy diệt cấm chú lực là có thể đạt tới cảnh giới. Lần hủy diệt cấm là có thể phá hủy một tòa cấp thấp thành thị. Các huynh đệ, chúng ta sống lại tự bạo lưu là muốn nghịch thiên tấu a, có cấp cấm chú, đẳng cấp chơi, chỉ có thể bị chúng ta nghiền ép. Cái này sống ta cất cánh, từ hôm nay trở đi. Thực lực ta lại đạt được mới tầng thứ. Những thứ này cấm chú pháp sư môn từng cái đều là thực lực tăng. Diệp Tu nhìn rất là thỏa mãn. Cấm chú pháp sư môn chiến lực tăng vọt. Bọn họ không ba là có thể trở thành Diệp Tu dưới trướng trung lực lượng. Về sau mới tấn thăng cấm chú pháp sư, đều có thể từ cái tòa này thần tượng bên trên thu được lực lượng. Kể từ đó, bọn họ có thể quét ngang vô địch. Trừ cái đó ra, cấm chú pháp sư thần tượng còn kèm theo thần chức tấn năng lực. Một ngày là có thể để cho hai người thăng cấp thần chức. Diệp Tu ngày hôm nay ưu tiên lựa chọn chính là Thế Nhiệt Hạch Bình cùng các vị siêu cấp pháp thần, bọn họ vốn là đem cấm chú pháp sư thần chức lên tới trung cấp. Cái này sống thần chức thăng cấp, bọn họ thì có cao cấp thần chức. Đây là để cho bọn họ trước giờ thể nghiệm cao cấp thần chức uy lực. Hiện giai đoạn, bởi trấn thủ thần chức Thánh Cung là chân thần ảnh. Bọn họ không cách nào trả tiền mặt chân thần. Liền không khả năng thông quan thần chức Thánh Cung, thật, không cách nào đi qua thần chức Thánh Cung, thật, thần thăng cấp tới thăng cấp chức. Có thể Diệp Tu trước giờ cho bọn hắn loại này cơ hội, kể từ đó. Dưới trướng hắn cấm chú pháp sư, đang từ từ xếp hàng dưới tình huống, cũng là có thể đề thăng thần chức đẳng cấp. Tiến độ này vẫn là tương đối phấn khởi. Đối với cấm chú pháp sư thần tượng, cấp 10, sử dụng chân lý thăm dò, bên ngoài thư, đồng thời lấy được 200 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được nói, Diệp Tu từ cấp 10 cấm chú pháp sư thần tượng bên trên lấy được ước chừng 200 điều chân lý điều số lượng. Nhiều như vậy chân lý điều số lượng, quả thực dọa người. Đây cũng là đột phá cấp 10. Thần tượng mang tới chân lý điều số lượng càng nhiều, cái kia cấp 11 sợ rằng càng nhiều. Làm cho các tu sĩ sớm một chút thông quan càng nhiều hơn cấm pháp sư thần chức thánh, ta có thể cấm chú pháp sư thăng cấp đến 11. Diệp Tu có lớn hơn giả tâm, mà theo đại lượng tu sĩ thông quan, hắn chúng thần thánh cung bên trong, còn lại vài tòa thần tượng đẳng cấp cũng là đang bay tăng vọt. Thiên thần xạ thủ thần tượng 8, mỗi ngày có thể ngạch ngưng tụ 9600 điểm thần lực, mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được 2 tính thủy tinh, xạ thủ thần tính hoặc thiên thần thần tính, mỗi ngày có thể ngạch thu được 1 miếng thần chức thủy tinh, thiên thần xạ thủ, nên thần có thể dung hợp thăng cấp, 2 tòa đồng loại 8 thần tượng, có thể hòa hợp 1 tòa 9 cấp. Ghi chú. Nên thần tượng vì đánh bại thiên thần xạ phía sau lấy được thần, có thể từ hư không ngưng tụ thần lực. Đại bổ sung mãn thần, có người nói cao cấp thần tượng có thể ngưng tụ thần tính mảnh thủy tinh vỡ chính là thần chức thủy tinh toái. Thiên thần xạ thủ đối ứng là Tru Thiên Kim Tiên. Loại này tu sĩ là Diệp Tu bồi dưỡng trọng điểm. Chân lý điều số lượng, đại bộ phận quán chú ở tại bọn hắn lên. Bồi dưỡng ra được Tru Thiên Kim Tiên, số lượng cũng đến rồi 160 người ở trên. Diệp Tu cũng liền thu được 8 thiên thần xạ giống như. Đối với thiên thần xạ thủ thần tượng, 7 cấp, sử dụng để ý thăm dò, thành công thu được bên ngoài tin tức, đồng thời thu hoạch 49 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được đề thăng. Đối với thiên thần xạ thủ thần tượng, cấp 8, sử dụng để ý thăm dò, thành công thu được bên ngoài tin tức, đồng thời thu hoạch 64 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được đề thăng, cái này sóng chỗ tốt quá lớn. Diệp Tu lại tăng lên đại lượng chân lý điều mấy ngày thần tế ti thần tượng. 8, mỗi ngày có thể ngạch ngưng tụ 9600 điểm thần lực, mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được 2 tính thủy tinh, tế ti thần tính hoặc thiên thần thần tính, mỗi ngày có thể ngạch thu được 1 miếng thần chức thủy tinh, thiên thần tế ti, nên thần có thể dung hợp thăng cấp, 2 tòa đồng loại 8 thần tượng, có thể hòa hợp 1 tòa 9 cấp. Ghi chú. Nên thần tượng vì đánh bại thiên thần tế phía sau lấy được thần, có thể từ hư không ngưng tụ thần lực. Đại bổ sung mãn thần, có người nói cao cấp thần tượng có thể ngưng tụ thần tính mảnh thủy tinh vỡ chính là thần chức thủy tinh toái. Thiên thần tế ti đối ứng có thần phù kim tiên cùng thần kim tiên. Lưỡng chủng tu sĩ đều có thể cùng thần chức phù hợp. Bên ngoài cộng lại số lượng, cũng liền khá kinh người rồi. Bởi đạt tới 20 người khoảng cách 256 người chênh lệch không phải. Có thể cái tòa này thần tượng, tiếp theo giai đoạn là có thể lên tới 9 cấp. Đối với thiên thần tế ti thần tượng, 7 cấp, sử dụng để ý thăm dò, thành công thu được bên ngoài tin tức, đồng thời thu hoạch 49 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được đề thăng. Đối với thiên thần tế ti thần tượng, cấp 8, sử dụng để ý thăm dò, thành công thu được bên ngoài tin tức, đồng thời thu hoạch 64 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được đề thăng. Theo thường lệ đối với thiên thần tế ti thần tượng tiến hành phân tích, Diệp Tu chân lý điều số lượng càng ngày càng nhiều. Chỗ tốt tự nhiên càng lúc càng lớn. Chết thần Vu yêu thần giống như 9 thần tượng, mỗi ngoài định mức ngưng tụ 18000 điểm thần lực, thiên có thể ngoài định mức 4 thần tính thủy tinh, pháp thần thần tính hoặc tử thần 560 thần tính. Thiên có thể ngoài định mức thu được 2 miếng thần chức thủy, chết thần Vu, nên thần tượng dung hợp thăng cấp, 2 tòa đồng loại 9 cấp thần tượng, có thể hòa hợp 1 tòa cấp 10 thần tượng. Ghi chú. Nên thần tượng vì đánh bại chết thần Vu phía sau lấy được thần, có thể từ hư không ngưng tụ thần lực. Đại bổ sung mãn thần, có người nói cao cấp thần tượng có thể ngưng tụ thần tính mảnh thủy tinh vỡ chính là thần chức thủy tinh toái. Chết thần Vu yêu thần giống như là Diệp Tu đỉnh đầu thần trung. Ngoại trừ cấm chú pháp sư ở ngoài đẳng cấp tối cao bên ngoài đẳng cấp đạt tới 9 cấp, đây cũng là bởi vì ma đạo tu sĩ đều thích hợp chết vu yêu thần chức. Diệp Tu hợp lý phân phối. Có thể dùng thông quan chết thần vu yêu thần chức tu sĩ số lượng, vừa vặn đạt đến 260 người. Đúng lúc đem cái chết thần vu yêu thần giống như vọt tới 9 mà không đến cấp 10. Sẽ không có dường như cấm chú pháp sư thần tượng giống nhau năng lực. Diệp Tu tới mục tiêu. Chính là đem cái chết thần vu yêu thần giống như. Cũng một hơi thở vọt tới cấp 10. Cái này tòa thứ 5 cởi mở thần chức thánh cung. Thông quan tiến độ ngược lại đi ở hàng đầu. Đối với chết thần vu yêu thần giống như, cấp 8, sử dụng để ý thăm dò, thành công thu được bên ngoài tin tức, đồng thời thu hoạch 64 điều chân lý điều số lượng chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được đề thăng. Đối với chết thần vu yêu thần giống như, 9 cấp, sử dụng để ý thăm dò, thành công thu được bên ngoài tin tức, đồng thời thu hoạch 81 điều chân lý điều số lượng chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được đề thăng. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1755. Cao cấp thần tượng, canh thứ 5. Nguồn: Mê truyện audio.com. Những tượng thần này đều cung cấp cho ta đại lượng chân lý điều số lượng, ta đây chân lý điều số lượng có thể quán chú càng tu sĩ. Diệp Tu thần tượng. Bây giờ đẳng cấp đều tăng lên điên cuồng. Cuối cùng một tòa chính là thần long kỵ sĩ thần tượng, thần long kỵ sĩ thần tượng. 7. Mỗi ngày có thể ngạch ngưng tụ 4800 điểm thần lực, mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được một tính thủy tinh, kỵ sĩ thần tính hoặc long thần thần tính, mỗi ngày có thể ngạch thu được 5 miếng thần chức mảnh thủy tinh vỡ, thần long kỵ sĩ, thần tượng có thể dung hợp cấp, hai tòa cùng là 7 cấp thần tượng, có thể dung hợp vì một tòa 8 thần tượng. Ghi chú. Nên thần tượng vì đánh bại thần long kỵ phía sau lấy được thần, có thể từ hư không ngưng tụ thần lực. Đại bổ sung mãn thần, có người nói cao cấp thần tượng có thể ngưng tụ thần tính mảnh thủy tinh vỡ chính là thần chức thủy tinh toái. Thông quan thần long kỵ sĩ thần chức thánh cung tu sĩ số lượng là ít nhất. Bởi vì cùng với phù hợp chỉ có thiên sát kim tiên còn tốt, thiên sát kim tiên thôn phệ hư không bạo quân tủy. Có đại lượng thiên sát ma tôn tiến giai thành thiên sát tiên. Vì thế Diệp Tu còn cố ý phối trí không ít thật điều số lượng. Trợ giúp càng nhiều hơn thiên sát ma tôn thông quan. Nhờ vào đó, thông quan thần long kỵ sĩ thần chức thánh cung tu sĩ số lượng mới chỉ có vượt lên trước 100 người. Khiến cho đẳng cấp đạt được 7 cấp, đối với thần long kỵ sĩ thần tượng, cấp 6, sử dụng để ý thăm dò, thành công thu được bên ngoài tin tức, đồng thời thu hoạch 36 điều chân lý điều số lượng chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được đề thăng. Đối với thần long kỵ sĩ thần tượng, 7 cấp, sử dụng để ý thăm dò, thành công thu được bên ngoài tin tức, đồng thời thu hoạch 49 điều chân lý điều số lượng chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được đề thăng, bởi vì thần long kỵ sĩ thần tượng là từ 5 cấp thăng tới. Diệp Tu giải thích 2 lần. Hắn một hơi thở thu được 85 điều chân lý điều số lượng trong khoảng thời gian này. Diệp Tu đã định trước có thể từ thần tượng bên trên phân tích đến lượng chân lý điều. Mà thần long kỵ sĩ thần tượng đẳng cấp đạt được 7, thông quan nhân số vượt lên trước 64, cái kia chúng thần chi vương thần tượng thì đạt đến yêu cầu. Cấp 43 thần tượng, dung hợp vì cấp 4 thần tượng chúng thần chi vương thần tượng. 4. Mỗi ngày có thể ngạch ngưng tụ 16.000 thần lực, mỗi ngày ngưng tụ 8 miếng chỉ thần tính thủy tinh cùng 8 miếng định thần chức thủy, nên thần tượng hợp thăng cấp, 4 đồng loại 4 thần tượng, có thể dung hợp vì 15 cấp thần tượng. Kèm theo hiệu quả. Chúng thần chi vương, chúng thần thuộc về, chúng thần hiển lộ hóa thần cách thủy tinh, lực hội tụ. Chúng thần chi vương. Tái thế tu la mỗi thông quan 14 tòa thần chức thánh, liền có thể thu được tòa chúng thần giống như, một level, có thể tiến hành dung hợp thăng cấp. Chúng thần trở về vị trí cũ. Căn cứ chúng thần chi vương thần tượng đẳng cấp, có thể căn tái thế tu la từ có thần. Tạo phụ thuộc thần tượng, hiện nay vì 4, có thể tạo 4 phụ thuộc thần tượng, xác định cấm chú pháp, tu la chiến thần. Bí bảo tài thần, còn có một ngạch chưa xác định. Chúng thần hiển hóa. Căn cứ tạo phụ thuộc thần, có thể dùng thần tượng biến hóa, trở thành phân theo hành động. Có cùng bản thể liên hệ chiến lực. Thần cách thủy tinh. Căn cứ chúng thần chi vương thần tượng đẳng cấp, mỗi ngày sản xuất nhất định đến trống rỗng thần chức tinh mảnh nhỏ, trước mỗi ngày sản xuất 2 trống rỗng thần chức thủy mảnh nhỏ. Thần lực hội tụ. Mỗi tòa phụ thuộc thần tượng đều ngoài định mức vì chúng thần vương thần giống như cung cấp 10% thần lực cùng quan thần tính lực lượng lấy được. Ghi chú. Nên thần tượng vì đánh bại sở hữu thần trong thánh cung thần chỉ ảnh hậu lấy được giống như, có thể từ đó ngưng tụ thần, đại đại bổ sung thần lực, có người nói cao cấp thần tượng có thể ngưng tụ tính mảnh thủy tinh vỡ đến thần chức thủy tinh phiến. Diệp Tu đem chúng thần chi vương thần tượng thăng cấp đến 4, đây chính là trọng đầu hí. Bởi chúng thần chi vương thần tượng là 4 hợp 1. Cái kia lại muốn thăng cấp. Còn lại 5 tòa thần tượng, nhất định phải đều đạt được 9 ở trên. Cái này độ khó có thể là rất cao. Diệp Tu cũng là chỉ có thể triển vọng một cái. Đồng thời từ chúng thần chi vương thần tượng bên trên lấy được để ý điều số lượng, cũng dị thường nhiều. Đối với chúng thần chi vương thần tượng, 4, sử dụng để ý thăm dò, thành công thu được bên ngoài tin tức, đồng thời thu hoạch 256 điều, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính thu được đề thăng. 4 chúng thần chi vương thần. Lấy được chân lý điều số lượng so với cấp 10 cấm chú sư còn nhiều hơn. Bởi vì khó khăn kia càng lớn. Kể từ đó, một tòa chúng thần chi vương thần tượng hầu như là có thể làm cho Diệp Tu nhiều quán chú một vị sữa. Cất cánh. Mà chúng thần chi vương thần tượng còn có 4 tòa phụ thuộc thần tượng. Cấm chú pháp thần thần tượng. Phụ thuộc thần tượng, 4, cùng chúng thần chi vương thần tượng đồng cấp, mỗi ngày có thể ngoài định mức tụ 6400 điểm thần lực, mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được một thần tính thủy tinh, thần tính hoặc nguyên tố thần tính, mỗi ngày có thể ngoài định mức lấy được 5 miếng thần chức thủy mảnh nhỏ, cấm chú pháp sư. Ghi chú. Cấm chú pháp thần thần tượng vì chúng thần chi thần giống phụ thuộc giống như, có thể cụ hiện phân thân, trở nên vương lực. Cấm chú pháp thần thần tượng thành tựu phụ thuộc thần tượng. Bên ngoài cấp bậc là theo chúng thần chi vương thần tượng đi. Cái này sóng bên ngoài lên tới 4. Chỗ tốt thật to. Đối với cấm chú pháp thần thần tượng, phụ thuộc thần tượng, 4, sử dụng chân lý thăm dò, thành công thu được bên ngoài thư, đồng thời thu hoạch 64 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính lấy được đề thăng, đối với phụ thuộc thần tượng tiến hành phân tích. Đồng dạng có thể thu được chân lý điều số lượng. Số lượng còn không ít. Diệp Tu lập tức tiến hành thao tác, lần thứ 2 cắt lấy phía sau vài tòa thần tượng đích thực điều số lượng. Tu La Chiến Thần thần tượng. Phụ thuộc thần tượng, 4, cùng chúng thần chi vương thần tượng đồng cấp, mỗi ngày có thể ngoài định mức tụ 6400 điểm thần lực, mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được một thần tính thủy tinh, thần tính hoặc Tu La thần tính, mỗi ngày có thể ngoài định mức lấy được 5 miếng thần chức thủy mảnh nhỏ, Tu La Chiến Thần. Ghi chú. Tu La Chiến Thần thần tượng vì chúng thần chi thần giống phụ thuộc giống như, có thể cụ hiện phân thân, trở nên vương lực. Đối với Tu La Chiến Thần thần tượng, phụ thuộc thần tượng, 4, sử dụng chân lý thăm dò, thành công thu được bên ngoài thư, đồng thời thu hoạch 64 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính lấy được đề thăng. Sao tiền? Bí bảo tài thần thần tượng. Phụ thuộc thần tượng, 4, cùng chúng thần chi vương thần tượng đồng cấp, mỗi ngày có thể ngoài định mức tụ 6400 điểm thần lực, mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được một thần tính thủy tinh, thần tính, mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được 5 miếng thần chức mảnh nhỏ, bí mật tài thần thần cách. Ghi chú. Bí bảo tài thần thần tượng vì chúng thần chi thần giống phụ thuộc giống như, có thể cụ hiện phân thân, trở nên vương lực. Đối với bí bảo tài thần thần tượng, phụ thuộc thần tượng, 4, sử dụng chân lý thăm dò, thành công thu được bên ngoài thư, đồng thời thu hoạch 64 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính lấy được đề thăng. Còn lại 2 tòa phụ thuộc thần tượng hưng thịnh, làm cho Diệp Tu kiếm đầy bồn đầy bát. Diệp Tu còn có thể lại xác định một tòa phụ thuộc thần. Điều này cần từ hắn thần cách bên trong chọn. Suy nghĩ đến chúng thần chi vương thần tượng đến tiếp sau còn có thể cấp. Diệp Tu liền lựa chọn Hoàng Tuyền Tử Thần thần cách. Mới phụ thuộc thần tượng lập tức sanh thành. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1756. Cấp 4 chúng thần chi vương thần tượng. Canh thứ 6. Nguồn. Mê truyện audio.com. Hoàng Tuyền Tử Thần thần tượng. Phụ thuộc thần tượng, 4, cùng chúng thần chi vương thần tượng đồng cấp, mỗi ngày có thể ngoài định mức tụ 6400 điểm thần lực, mỗi ngày có thể ngoài định mức thu được một thần tính thủy tinh, thần tính hoặc pháp thần tính, mỗi ngày có thể ngoài định mức lấy được 5 miếng thần chiếc thủy mảnh nhỏ, chết thần Vu yêu. Ghi chú. Tu La Chiến Thần thần tượng vì chúng thần chi thần giống phụ thuộc giống như, có thể cụ hiện phân thân, trở nên vương lực. Mới đứng lên phụ thuộc thần tượng. Cũng là trực tiếp có 4. Cái tòa này thần tượng có thể cung cấp đại lượng thần lực thần tính thủy tinh. Còn có ngoài định mức thần chức mảnh thủy tinh vỡ. Kể từ đó, toàn bộ chúng thần chi vương thần tượng mang tới chỗ tốt lớn. Diệp Tu còn cần tiêu hóa. Đối với Hoàng Tuyền Tử Thần thần tượng, phụ thuộc thần tượng, 4, sử dụng chân lý thăm dò, thành công thu được bên ngoài thư, đồng thời thu hoạch 64 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức nghiệp thuộc tính lấy được đề thăng, phân tích hết Hoàng Tuyền Tử Thần thần tượng. Diệp Tu tính toán một chút. Cái này sống hắn đi qua phân tích các loại thần tượng, một gia tăng rồi 1168 chân lý điều số lượng. Kể từ đó, hắn chân lý điều số lượng đạt tới 840 không điều. Diệp Tu có thể đồng thời quán chú 29 danh tu sĩ đồng thời, Diệp Tu chân lý tiên tri thần chức món, hắn đã nửa. hiệu suất này, đó là thật vậy cao. Nhiều như vậy chân lý 003 Diệp Tu chân lý tiên tri thần chức, cũng vốn có không gì sánh được cường đại số lượng. Một vòng bồi dưỡng 29 danh hợp đạo kỳ tu sĩ. Mỗi ngày đều có thể nuôi dưỡng 12 luân. Cái kia hợp đạo kỳ tu sĩ số lượng có thể điên cuồng bạo. Diệp Tu có thể nhờ vào đó thu được đại lượng nguyện lực. Mà giờ khắc này Diệp Tu cũng có đại lượng bạch cốt kim cùng thi thần kim tiên dựa vào thôn phệ thông tin thú huyết nhục xương, do đó đến hợp đạo kỳ đỉnh phong. Diệp Tu lập tức để cho bọn họ đi độ thiên kiếp, bạch cốt kim tiên đi qua tam cửu thiên kiếp, cơ sở tính đề thăng, lấy được thuộc tính cơ sở. HP 2400 điểm, cơ sở thương tổn 180 điểm, pháp thuật thương tổn 180 điểm. Thiên kiếp thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được HP 240.000 điểm, cơ sở thương tổn 18.000 điểm, pháp thuật thương tổn 18.000 điểm. Bạch cốt kim tiên đi qua tam cửu thiên kiếp, thoát thai xương, thu được bộ dạng thưởng cho. Ba đỉnh cấp tiên cốt, một loại truyền kỳ cấp huyết mạch, một loại truyền kỳ binh chủng thiên phú. Thiên kiếp thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 30 khối lịch sử thi tiên xương tiên thiên hỗn độn tiên cốt, một thần cấp huyết mạch ma huyết mạch, một loại thần cấp binh chủng thiên phú thiên ma phân, bạch cốt kim, AGE, tiên đi qua ba cửu thiên ma kiếp, sản sinh bạn sinh linh, thu được bộ dạng lệ. 2 khối đỉnh cấp ma châu, 8 cái đỉnh cấp ma bảo. Thiên kiếp thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 2 khối cấp độ sử thi châu trắng cốt thần châu, 8 cái sử thi ma đạo bảo vật xương lá cờ. Bạch cốt kim tiên đi qua tam cửu thiên kiếp, bởi vì độ đặc thù thiên kiếp, được ngoài định mức tưởng một loại truyền kỳ thiên ma thiên phú. Thiên kiếp thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được một loại thần cấp mỗi ngày phú thiên ma phụ thể. Bạch cốt kim tiên đi qua tam cửu thiên kiếp, bạch cốt tiên thăng cấp đến thập giai. Diệp Tu tính toán một chút. Cái này sống hắn tổng cộng thu được 24 đại thừa kỳ bạch cốt kim tiên cùng 24 đại thừa kỳ thần kim tiên. Bọn họ mỗi người thông quan một vòng thần cách thánh cung. Lấy được nguyện lực cùng thần lực. Cộng lại có thể chuyển hóa ra 5 điểm nguyện lực. Cộng thêm trước đây Diệp Tu 7 đại thừa kỳ huyết tiên. Diệp Tu cái này sống cắt lấy 275 vạn nguyện lực. Đó chính là 14 miếng cỡ trung trái cây nguyện vọng. Cộng thêm chân lý điều số lượng bồi dưỡng được hợp đạo kỳ sĩ. Một ngày thời gian, có chừng 300 danh hợp đạo kỳ sĩ. Mỗi người cung cấp 16.000 điểm lực. Đó cũng là ước chừng 480 vạn nguyện lực. Hai bên kết hợp. Diệp Tu lần thứ 2 thu hoạch 24 cỡ trung nguyện vọng thật. Đại hình trái cây nguyện vọng tiến độ cũng đạt tới 400 vạn, 500 vạn Diệp Tu thu hoạch nguyện lực tiến độ. Thực sự xem như là thập phần khoa trương. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1297, 320, 157, 320. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1334, 320, 157, 320. Nhiều như vậy cỡ trung trái cây nguyện vọng. Làm cho nguyện vọng của hắn sứ giả tiến độ một đường tăng vọt, trước mắt hắn cỡ trung trái cây nguyện vọng tiến độ, đến rồi 650, 600. Mà đại hình trái cây nguyện vọng tiến độ lại là 12, 16. Chỉ kém 4 đại hình nguyện vọng thật. Cái kia nguyện vọng của hắn sứ giả thần chức là có thể lần thứ 2 cấp. Diệp Tu bộc phát coi trọng nguyện lực thu hoạch. Hư không bạo quân thi thể, giá trị đã ép khô, ta là sau khi đi Titan giới. Diệp Tu ở trên hư không bạo quân nơi đây, hao tốn 2 thời gian. Hắn thời gian hệ nhưng là rất quý giá. Diệp Tu lập tức đứng dậy đi trước Titan giới. Bây giờ hắn đã liên tục công chiếm bóng ma giới cùng linh giới khối lớn bàn. Cái này 2 tòa dị giới, bây giờ chỉ cần nhường đất người chơi nhóm tiếp tục thành là được. Diệp Tu không có quên hắn trước đây mục tiêu. Đó chính là ở Titan giới bên trong cầm xuống càng nhiều. Cái này liền có thể thông quan thông thiên tháp tầng thứ 8. Đồng thời cũng muốn thu thập Titan giới bên trong Long Vương lực lắp ráp. Cộng thêm bên trên tìm được Titan giới bên trong phương tim bi món. Diệp Tu trực tiếp về tới cao đẳng tinh linh giới. Chuẩn bị đi qua thế giới thụ, lại tiến vào Titan. Có thể làm Diệp Tu trở về cao đẳng tinh linh giới lúc. Lại phát hiện cao đẳng tinh linh giới bên trong xuất hiện đại lượng Titan cự thú, hắn hư không chi cái neo khóa chặt vị trí. Là cao đẳng tinh linh giới nội địa bên trong một tòa 8 thành phố, nhưng hắn mới vừa trở về. Liền thấy 48 Titan lớn ở phá hủy tòa thành thị này. Vô số cao đẳng tinh linh ngoạn gia công kích đối với cái này Titan cự thú căn không có tác dụng. Bọn họ đều là 18 giai thần thoại binh chủng. Phổ thông ngoạn gia công kích đối với hắn không có hiệu quả chút nào, những thứ này Titan cự thú tùy tiện một cước là có thể giết chết vô số người chơi. Titan cự thú ở tinh linh trong thành phố điên cuồng tứ. Lúc này tòa thành thị này đã lâm vào hủy diệt duyên. Diệp Tu nhíu mày một cái. Hắn lập tức dùng ngân hà tinh quỷ quét nhìn cao đẳng linh giới trong phạm vi tình huống. Kết quả hắn phát hiện, ở cao đẳng tinh linh trong giới hạn khắp nơi đều là Titan cự thú. Trong đó đẳng cấp thấp nhất đều đạt tới 17. Bọn họ ở cao đẳng tinh linh trong giới hạn tàn sát bừa bãi. Vô số thành thị bị bọn họ phá hủy. Cao đẳng tinh linh người chơi, ít có thể trảm sát thái cự thú. Chương 1757. Hoàng tuyền tử thần thần tượng. Canh thứ 7. Nguồn Mê truyện audio.com. Diệp Tu ngoài ý muốn chứng kiến cự thú hủy diệt thế giới tràn cảnh. Hắn rất nhanh thì hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đây, hoàn toàn chính là cao đẳng tinh linh người chơi chính mình đi ra sự tình, bọn họ đi qua thế giới thụ. Có thể thâm nhập đến từng cái dị giới bên trong. Nhờ vào đó mở ra phát dị giới, để thăng chính mình lực. Cao đẳng tinh linh giới đi qua thế giới thụ. Đã thành công mở mang bộ phận bóng ma giới cùng linh giới địa bàn, bây giờ bọn họ vì nhanh hơn tiến độ. Mở ra đi thông thái thản thông đạo. Titan giới có thể sánh bằng bóng ma giới cùng hư linh giới nghiêm ngặt nhiều. Trong đó Titan cự thú. Căn bản không phải hiện giai đoạn cao đẳng tinh linh chơi có thể đối kháng. Bọn họ sau khi đi vào, căn bản liền một điểm địa bàn đều không chiếm xong tới. Ngược lại thì bị Titan đám cự thú phản công đến già. Bây giờ chính là bọn họ thừa nhận cắn trả thời gian, thế giới thụ cùng viễn cổ chiến trường cùng loại, đều có kỳ ngộ cũng có máy móc thế giới xây, viễn cổ chiến trường, nếu như đứng vững đại lục khác người chơi, vậy thì có bị xâm lấn gió. Thế giới thụ cũng giống như vậy, nếu như thực lực đi, ngược lại ngay cả thông dị giới xâm. Cao đẳng tinh người chơi, cái này đã trúng thiết bản. Diệp Tu lắc đầu bật cười. Kiếp trước cao đẳng tinh linh người chơi thu được thế giới thụ thời gian so với cái này một đời muộn, bọn họ khai phát dị giới lúc cũng là ổn trầm ổn. Đem thực lực tăng lên phía sau mới mở ra tân kỳ giới. Mà đời này cao đẳng tinh linh người chơi vì đuổi kịp địa cầu bước tiến, không tiếc mạo hiểm mạnh mẽ mở ra mới dị giới. Muốn đi qua khai phát dị giới tới nhanh hơn tự thân trưởng. Nhưng lúc này bọn họ liên thông siêu cương thản giới. Bọn họ ít nhất phải tái phát dục 1 năm mới có thể có hiệu khai phát Titan giới. Ít nhất sẽ không giống như bây giờ lọt vào Titan thú xâm lấn. Những thứ này cao đẳng tinh linh người chơi làm mất trí bọn họ, làm sao có thể chúng ta địa cầu bộ dạng. Bọn họ ở muốn đuổi theo đuổi ta, đơn giản là khôi hài. Cái này kêu là làm màn đá lên đập chính mình. Vương giả vô song cũng một mực tại quan tâm cao đẳng tinh ngoạn gia hướng đi, dù sao bọn họ đã ở bóng ma giới cùng hư linh giới hoạt động. Vương giả vô song còn đang suy nghĩ nên như thế nào đem bọn họ đuổi ra bóng ma giới cùng hư giới đâu. Không nghĩ tới cao đẳng tinh linh giới vừa lúc bị thản giới xâm lấn, đại lượng Titan cự thú hàng lâm. Liền bóng ma giới cùng hư linh giới bên trong cao đẳng tinh người chơi đều bị triệu hồi bản thổ. Nếu như bọn họ không đến giúp vội vàng, cái kia cao đẳng tinh linh giới đều sẽ bị phá hủy. Cái kia nhưng là căn cơ của bọn họ. Hầu như toàn bộ cao đẳng tinh linh người chơi đều gia nhập đối với Titan cự thú chiến đấu. Có thể bởi phát dục vấn đề, bây giờ cao đẳng tinh linh người chơi trong tay liền 10 ngũ giai binh chủng đều thiếu. Chớ nói chi là đối phó thập thất giai thậm chí 18 Titan cự thú. Thường thường mấy con Titan cự thú cùng nhau liên thủ là có thể sang bằng một tòa cao đẳng tinh linh người chơi thành phố. Cái này kêu là thái quá. Cao đẳng tinh linh người chơi liên tục bại lui. Đã có trên 100 tòa thành thị bị phá hủy. Cao đẳng tinh linh người chơi không biết tự lượng sức mình, tốt lắm chúng ta có thể đang ngôn thuận tiếp thế giới thụ. Diệp Tu nở nụ cười. Hắn ngược lại cảm thấy đây là một tin tức tốt. Diệp Tu đường hoàng tiến nhập cao đẳng tinh linh. Hắn ven đường cũng gặp phải một ít Titan cự thú, cao đẳng tinh linh người chơi cũng nhìn thấy Diệp Tu hướng. Tái thế Tu La xuất hiện. Ta nhớ được bên trên tái thế Tu La liền giết Titan lớn. Hắn lần này có thể giúp chúng ta, đang ở vô số cao đẳng tinh linh người chơi mong đợi bị nhìn Diệp Tu giết Titan cự thú thời điểm. Diệp Tu chỉ là triệu hoán ra hắn 4 cái nguyện thần long. Cái này 4 con nguyện vọng thần long đều là hấp thu đầy đủ nguyện lực, hoàn thành tiến hóa. Bên ngoài tiến hóa thành thần thú cấp bậc nguyện vọng thần long vốn có thập phần lực chiến đấu mạnh mẽ. Đồng thời thần thú uy áp cũng trấn áp rồi toàn trường vốn là hướng bên này giết tới Titan cự thú, tất cả đều run lẩy bẩy nằm úp sắp nằm trên mặt đất không dám chút nào vượt quá. Diệp Tu ngồi lấy 4 cái thần long, cứ như vậy xẹt qua giữa trời. Hắn cũng lười giết những thứ này Titan cự thú. Hắn tại sao phải giúp cao đẳng tinh linh người chơi đánh Titan cự thú đâu, không có chỗ tốt sự tình. Hắn mới chỉ có lười làm. Trên thực tế, Diệp Tu đây cũng là tại bức thoái vị. Thấy như vậy một màn cao đẳng tinh linh người chơi nhóm nồi. Tu La đại lão không có xuất thủ, hắn tọa kỵ, liền đem Titan thú hù chết. Liền cùng con thỏ nhỏ giống nhau nhu thuận. Thế này thì quá mức rồi. Có thể tái thế Tu La cư nhiên không ra tay giúp ta giải quyết Titan lớn. Hắn quá ích kỷ. Người như thế không xứng trở thành giả. Tu La đại lão dựa vào cái gì giúp các ngươi? Chính ngươi đưa tới loạn, liền chính mình quyết a. Yếu quyết không được, sẽ chờ Titan cự thú tiêu diệt các ngươi cao đẳng tinh linh giới a. Không, cao đẳng tinh linh người chơi không ngờ tới Diệp Tu lại có kích sát ven đường Titan cự thú. Kể từ đó, những thứ này Titan cự thú tất cả đều hảo hảo sống tiếp được. Cao đẳng tinh linh người chơi gấp không được. Chỉ dựa vào bọn họ, không cách nào giải quyết Titan lớn uy hiếp. Nếu như Diệp Tu không ra tay, cái kia cao đẳng tinh linh giới sẽ lọt vào Titan lớn nhiều lần chà đạp, thật có khả năng bị diệt. Ta còn không tin, không có tái thế tu la chẳng lẽ chúng ta còn pháp đối phó Titan thú. Huynh, theo ta xong. Cùng nhau đem Titan cự thú tiêu diệt. Có cao đẳng tinh linh người chơi không phục. Bọn họ tổ chức lên đại lượng tinh nhuệ người chơi vây Titan cự thú. 18 giai thần thoại binh chủng. Lọc vào rộng lượng ngoạn gia chiến thuật biển người. Đã bị gắn gượng mài từ từ đến chết. Có thể Titan cự thú cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bọn họ ở trước khi chết phát động tự bạo kỹ năng, từng cái Titan cự thú tự bạo. Áp dụng chiến thuật biển người, cao đẳng tinh linh người chơi mất thảm trọng. Có thậm chí còn toàn quân bị diệt. Kể từ đó, cao đẳng tinh linh người chơi tinh anh mất hết. Tổn thất không gì sánh được thảm trọng. Bọn họ không ngờ tới Titan cự thú khó như vậy đối với. Coi như bọn họ có thể mài từ từ đến chết số ít Titan thú. Có thể tổn thất quá khổng lồ. Hơn nữa một ít Titan cự thú liều mạng cũng muốn hủy thành thị. Tự bạo đem thành thị tạc lên trời. Đây chính là ở rút củi dưới đáy nồi. Làm tiêu tốn rất nhiều thời gian và tư nguyên thành thị phá hủy. Cái kia cao đẳng tinh linh người chơi liền mất đi căn cứ. Không có trong thành thị binh chủng sào huyệt cung cấp binh. Không có tài nguyên điểm cung cấp tài nguyên. Cái kia cao đẳng tinh linh người chơi liền càng ngày sẽ càng yếu, bọn họ cùng Titan cự thú ác chiến. Nhất định sẽ đại bại thua thiệt. Cao đẳng tinh linh người chơi lập tức nhận thức đến điểm ấy, tiếp tục như thế. Cái kia cao đẳng tinh linh giới liền thực sự nguy hiểm. Địa cầu người chơi không giúp một tay, bọn họ liền không tâm Titan cự thú đến địa cầu bên kia sao. Bọn họ đến sau khi cũng không tiện. Cao đẳng tinh linh người chơi còn là không phục. Đồng thời bởi từ Titan giới bên trong tuôn ra tới thản cự thú nhiều lắm. Có bộ phận Titan cự thú trực tiếp rời đi các loại, chờ, tinh linh giới. Bên ngoài sát nhập đến Lam tinh vực trong phạm vi. Những thứ này Titan cự thú bắt đầu phá hư Lam tinh vực thành thị. Cao đẳng tinh linh người chơi đại hỉ. Ha ha, dưới Titan cự thú vào Lam tinh vực, địa cầu người chơi có thể bị vội vã tố miệng. Chương 1758. Cự thú xâm lấn. Đệ bát càng. Nguồn. Mê truyện audio.com. Cao đẳng tinh linh người chơi kinh hỉ với Titan cự thú xâm Lam tinh vực, như vậy địa cầu cũng giống như bọn họ. Sẽ gặp phải Titan cự thú xâm lấn. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui vẻ. Diệp Tu để ở nhà thần thú cùng đồ đằng nhóm xuất thủ. Sát thần bạch hổ cùng tử thần bạch hổ cùng nhau. Uy hiếp ở đại lượng Titan cự thú. Còn có một chút lầm vào Lam trong tinh vực Titan thú. Cũng bị đồ đằng thần thú kích sát. Trong đó cũng không thiếu đồ đằng tu sĩ. Hoàn toàn có thể một mình đấu kích sát Titan cự thú. Thậm chí còn liền tự bạo cơ hội cũng không cho cái này Titan cự thú. Kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 V đúc kim tệ, 1.200 V đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, cửu 7 thu được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 V đúc chỉ huy lực, 5 hoàng kim điểm kỹ năng. 1 điểm thần cấp kỹ năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả. Tìm được cái truyền kỳ bảo rương, tình huống gì? Titan cự thú chết như thế nào? Mắt của ta tốn. Ta 24k Titan mắt chó đâu, chúng ta mấy vạn người hợp lực, mới, chỉ có, miễn cường kích một con Titan lớn, còn bỏ ra so thảm nặng tổn thương, có thể địa cầu nhà thế mà thoải mái như vậy giết chết Titan cự thú. Cái này tờ mờ giờ cũng quá khoa trương. Địa cầu đó là phái ra 18 binh chủng một mình đấu thẳng cự thú, chút binh chủng, Titan cự thú càng cường đại hơn. Cao đẳng tinh linh người chơi nhóm bị một trận chiến này kết thúc chấn kinh rồi. Địa cầu người chơi nhóm đều không làm sao xuất thủ. Diệp Tu dưới trướng đồ đằng tu sĩ liền hoàn thành giết. Xâm phạm trên trăm con Titan cự thú bị tàn sát không. Diệp Tu cắt lấy không ít thần cấp điểm kỹ năng truyền kỳ cấp bảo rương, trên thực tế hắn vẫn ưa thích liệp sát Titan lớn. Chỉ là Diệp Tu bây giờ là đang ép cao đẳng tinh linh gia đi vào khuôn khổ. Hắn không vội mà nhập tràng. Ở tru diệt một nhóm Titan cự thú phía sau, Diệp Tu thần thú trấn thủ ở biên cảnh. Titan cự thú không còn dám vi phạm. Trong bọn họ dường như có người chỉ huy. Titan cự thú liền dứt khoát trú đóng ở cao đẳng tinh giới bên trong. Bắt đầu liều mạng đánh cao đẳng tinh linh ngoạn gia thành phố, chứng kiến địa cầu như vậy buông lỏng trấn áp rồi thái cự thú. Cao đẳng tinh linh người chơi nhóm cũng không ngồi yên nữa, địa cầu người chơi hoàn toàn có thực lực thanh lý cái này Titan cự thú, nhóm hay là mời người chơi xuất thủ, nếu không chúng ta cũng bị diệt quốc. Coi như không có bị diệt quốc, Titan cự thú xâm lấn cũng sẽ đại kéo chậm chúng ta phát triển. Như nhóm thế giới vang lực điên cuồng giảm xuống, ở đại thiên thế giới trong bảng xếp hạng, kinh rơi đến thứ tư. Hoàng tử đại nhân, không thể do dự nữa. Nhóm trả giá lại lớn đại giới, cũng tất phải nghĩ biện pháp những thứ này Titan thú. Cao đẳng tinh linh người chơi nhóm dồn dập bắt đầu nghĩ biện pháp hướng địa cầu người chơi cầu. Nhưng bọn họ biết, địa cầu người chơi đều lấy Diệp Tu làm chủ. Diệp Tu không mở miệng. Ai nói chuyện đều vô dụng. Không có một vị địa cầu người chơi tới trợ giúp. Dù sao đây là cao đẳng tinh linh ngoạn gia sự tình, địa cầu người chơi tại sao muốn không có đền bù trợ giúp nhóm đâu. Không phải xuất ra đầy đủ lợi ích tới. Diệp Tu làm sao có khả năng xuất thủ giúp một tay. Cục này thế. Tinh linh hoàng tử cũng thấy hết sức rõ ràng. Trước đây hắn là không muốn cúi đầu. Có thể theo Titan cự thú càng ngày càng nhiều. Cao đẳng tinh linh giới tổn thất càng lúc càng lớn. Tinh linh hoàng tử rốt cuộc không thể không tìm được rồi dịp thời khắc này Diệp Tu. Vừa lúc đi tới thế giới thụ trước. Kết quả nơi đây gặp phải đả kích lớn nhất. Vô số Titan cự thú đang ở đánh cao đẳng tinh giới hoàn thành. Đó là giống như làm tinh thành cao cấp hoàn thành, trong đó trú đóng vô số người chơi. Bây giờ tòa thành thị này cũng là tràn ngập nguy cơ. Vây công nơi này Titan cự thú số lượng không gì sánh được người. Thập thất giai trở lên Titan cự thú, đó là thiên tế nhật. 18 giai Titan cự thú, số lượng cũng không công tác thống kê. Chiến trường không gì sánh được thảm liệt. Cao đẳng tinh linh người chơi tổn thất nặng nề. Chủ yếu nhất là chiếu tiếp tục như thế, bọn họ tinh linh hoàn thành đều có thể rơi vào tay giặc liền dưới tình huống như vậy. Tinh linh hoàng tử chủ động có liên lạc Diệp Tu. Tu La đại nhân, ta muốn mời ngươi giúp một tay, chúng ta cao đẳng tinh người chơi giải quyết thái cự thú uy. Vị này tinh linh hoàng tử ngữ khí khiêm tốn. Đã không có phía trước kiêu ngạo cùng cao ngạo. Liền cái này. Ta tại sao phải giúp các ngươi? Nghe nói như thế, Diệp Tu đang chuẩn bị cắt đứt thông. Hắn dựa vào cái gì ban cao đẳng tinh linh người chơi giải quyết máy móc? Hắn cũng không phải là cao đẳng tinh linh ngoạn gia cha không? Hắn cũng không có đồng tình tâm tràn lan. Chỉ cần Tu La đại nhân ngươi nguyện ý xuất thủ, chúng ta nguyện ý làm cho thế giới thụ. Thế giới này kiến trúc là địa cầu. Thế giới thụ hôm nay là ba thế giới kiến trúc quả tương đối khá. Tinh linh hoàng tử lời nói, ngữ khí thập phần gấp, hắn hiển nhiên cảm thấy Diệp Tu sốt ruột, nếu như hắn không nhanh điểm nói ra lợi thế. Diệp Tu thực sự biết cắt đứt thông tin. Đến lúc đó hắn còn muốn liên lạc với Diệp Tu. Vậy cũng thì khó rồi. Diệp Tu lúc này mới có hứng thú. Hắn mục tiêu cũng chính là thế giới thụ. Ta có thể giúp các ngươi giải quyết Titan cự thú uy hiếp, thậm chí khiến cho vĩnh viễn không lại xâm lấn cao linh giới. Không phải các ngươi ở bóng ma giới cùng hư linh giới địa bàn cũng muốn nhường ra. Trên thực tế ta hoàn toàn có thể chờ một chút, các loại, chờ, Titan cự thú đem nhóm cao đẳng tinh linh tiêu diệt. Đến ta ngay cả các ngươi ở địa bàn đều có thể chiếm xong tới. Diệp Tu hời hợt đưa ra chính mình cầu. Phía sau hắn câu nói kia cũng là lời thật, Diệp Tu là lười lãng phí thời gian cùng nhân lực đang đợi tinh linh giới thân. Nếu không, hắn mạnh mẽ đánh hạ cao đẳng tinh linh giới bàn. Đó cũng là thập phần chuyện dễ dàng. Chỉ là Diệp Tu suy nghĩ đến, địa cầu yếu lãnh đạo cái Ngân Hà Đại lục, hắn cần Ngân Hà Đại lục những thế giới khác vì cung cấp huyết. Diệp Tu cũng sẽ không cần dùng mạnh mẽ. Bây giờ Titan cự thú vào 3.2 xăm tốt máy móc, Diệp Tu vừa lúc không đánh mà thắng chi binh. Làm cho cao đẳng tinh linh giới ngoan ngoãn chủ động nhường ra bàn. Bởi vậy, địa cầu chiếm giữ những địa bàn này thuận lý thành chương tình. Đồng thời hắn cũng liền có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian cùng lực. Diệp Tu nói xong lời này. Tinh linh hoàng tử trầm mặc thời gian rất lâu. Đang ở Diệp Tu có điểm không nhìn được thời điểm. Tinh linh hoàng tử cuối cùng làm ra lựa chọn. Chúng ta đồng ý Tu La đại nhân điều kiện, mời Tu La đại nhân đến động thủ. Chúng ta tinh linh hoàn thành sắp không chịu được nữa, tinh linh hoàng tử cũng là bất đắc dĩ. Nếu như tinh linh hoàn thành bị đánh hạ, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1759. Cự thú xâm lấn. Thứ 9 càng. Nguồn. Mê truyện audio.com. Diệp Tu đạt được trả lời thuyết phục. Hắn thu được vật hắn muốn. Cao đẳng tinh linh giới lập tức rút ra bóng ma giới hư linh giới lực. Địa cầu người chơi bắt đầu tiếp nhận hai cái này dị giới địa bàn. Diệp Tu ở nơi này hai tòa trong dị giới thế lực lập tăng nhiều. Đây chính là cao đẳng tinh linh giới gần thời gian nửa năm doanh địa bàn. Thực sự tiết kiệm được Diệp Tu cùng địa cầu người chơi thời gian dài. Diệp Tu cũng tiện thể ban bố mệnh lệnh. Huynh nhóm, sát nhập cao tinh linh giới, giải khai bên trong thái thú. phàm là gặp phải Titan cự thú, toàn bộ kích sát, đừng bọn họ tự bảo biết. Diệp Tu đối với địa cầu người chơi nhóm sở hữu vô cùng tâm. Địa cầu người chơi nhóm đã trải qua 6 lần thế giới thuế. Vừa được đại lượng 10 ngũ giai cùng 16 binh chủng thưởng cho. Siêu phàm binh chủng đối thủ thập thất giai binh chủng. Nếu như lấy nhiều đánh ít, vẫn là cụ có lực đánh một trận. Địa cầu người chơi nhóm thiên phú và huyết mạch lại là cấp phối trí. Một vị địa cầu người chơi, kích sát một con 17 Titan cự thú căn không là vấn đề. Mà 18 giai Titan cự thú, tự nhiên sẽ có địa cầu trong người chơi cao thủ giải khai. Địa cầu bây giờ có mấy vạn danh sát thần không ba sứ giả, bọn họ thành tựu chiến đấu anh hùng. Một mình đấu 18 giai Titan cự thú căn bản không phải đề. Mấy người một tổ, có thể cho 18 giai Titan cự thú liền từ cũng không cách nào tự bạo đem oanh sát. Diệp Tu tru tiên kiếm sử dụng cùng lục tiên kiếm sử dụng cũng như vậy. Bọn họ phụ trách vây giết 18 giai Titan lớn, ở tại bọn hắn sát nhập cao đẳng tinh linh giới sau đó. Đó hoàn toàn là một mặt đồ sát ngược. Từng cái Titan cự thú ngã vào đại địa bên trên. Tiên huyết rất nhanh thì nhiễm đỏ mặt đất. Đây chính là địa cầu ngoạn gia thực lực sao? Cũng quá khoa trương. Địa cầu người chơi nhưng có thể giết thẳng cự thú. Người một mình đấu một con Titan cự thú, thực lực này so với chúng ta quân trưởng còn lợi hại hơn. Cái này tờ mờ giờ chỉ là thông thường địa cầu người chơi, cái này hợp lý sao? Nhóm cao đẳng tinh linh trong nhà nhất, cũng liền cái này lực a. Các ngươi không thấy được địa cầu trong người chơi cao sao? Bọn họ ở đơn giết 18 Titan lớn, đối phương liền mục đích bản thân cơ hội cũng không có. Ta cũng nhìn thấy. Địa cầu người chơi nhóm, đánh, cư nhiên đánh giết Titan thú. Vũ khí của bọn họ, làm như thần khí hình chiếu. Cao đẳng tinh linh người chơi chứng kiến địa cầu ngoạn gia đấu trường cảnh phía sau, toàn bộ đều là không khỏi khiếp sợ. Địa cầu người chơi, đây hoàn toàn chính là vô địch danh từ. Một người một kích, 5 người hợp lực là có thể miễu sát một con thái cự thú. Mà cao đẳng tinh linh người chơi cần mấy vạn danh tinh người chơi mới có thể cùng bát giai Titan thú đồng quy, với loại này chênh lệch, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Một ít cao đẳng tinh linh người chơi vốn là cảm thấy tinh hoàng tử quyết định sẽ để cho bọn họ mất đuổi kịp địa cầu biết. Nhưng hôm nay khi nhìn đến địa cầu ngoạn gia chiến hậu, bọn họ triệt để tuyệt vọng. Địa cầu người chơi đều đã trải qua 6 lần thế giới. Bọn họ có Tu La đại lão đầu lĩnh, bọn họ không ngừng mạnh mẽ. Chúng ta làm sao có khả năng đuổi theo kịp địa cầu? Chúng ta trước đây quá mơ tưởng xa vời, đuổi địa cầu, hết là mơ mộng hão huyền, hiện tại tỉnh mộng. Chúng ta hẳn là tiên phát bồi dưỡng nhân tài, đối với địa cầu người chơi căn bản không phải chúng ta có thể trong tồn tại, chúng ta vẫn là kiên định thật đảm bảo ngàn thế giới danh a. Địa cầu ngoạn gia thực lực, làm cho cao đẳng tinh linh người chơi nhận rõ chính mình chênh lệch lớn hơn thiên địa khác biệt. Cái này ngược lại làm cho cao đẳng tinh linh người chơi nhóm thanh tĩnh tới. Bọn họ không lại lấy địa cầu người chơi là giả muốn địch, loại địch nhân này quá mức đáng sợ. Bọn họ nghĩ là như thế nào trở thành địa cầu người chơi không ít tinh nhuệ nhất cao đẳng tinh linh người chơi bắt đầu tâm tư. Diệp Tu một mực tại thu dung tinh anh người chơi, để cho bọn họ có thể trở thành địa cầu người chơi. Nếu như tìm nơi nương tựa địa cầu, có thể phát triển thiên địa lớn hơn một chút. Kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 V đúc kim tệ, 1.200 V đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 V đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, cùng lúc đó, địa cầu cũng đem mình thần, đồ đằng tu sĩ thần tướng đều phái đi. Bọn họ dồn dập sát nhập cao đẳng tinh linh giới, bắt đầu điên cuồng tàn sát Titan cự thú. Diệp Tu đây là đang soát thưởng cho đâu? Mỗi cái Titan cự thú đều có thể cho không ít tiền, điểm kinh nghiệm cùng thần cấp năng điểm. Diệp Tu cái này sống, điên cuồng hơn soát một lớp thần kỹ năng điểm. Hắn đây là vì thăng cấp thần cấp kỹ năng làm chuẩn bị, cũng là đang vì cao đẳng tinh linh giới giải quyết Titan thú uy hiếp. Diệp Tu bản thân lại là hàng lâm đến rồi tinh linh thành trên chiến trường này lúc trọng yếu nhất chiến trường. Hắn vừa vào sân, liền trong nháy mắt miễu sát rồi một mảng lớn Titan cự thú, kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 V đúc kim tệ, 1.200 V đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 V đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, Diệp Tu hủy diệt cấm chú, liền diệt sát 20 con Titan cự thú, hắn thu hoạch 20 điểm thần cấp điểm kỹ năng. Còn lấy được 5 cái truyền kỳ bảo rương. 823 bây giờ 18 giai Titan cự thú. Tìm tòi ra truyền kỳ cấp bảo rương xác suất, đại khái chỉ có 5 phần chi. Bất quá Diệp Tu vẫn là thật thỏa mãn. Đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Chứng kiến Diệp Tu xuất hiện, tinh linh hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Diệp Tu tới, cái kia hết thảy đều được cứu rồi. Mà Diệp Tu chú ý tới đánh tinh linh hoàng thành thất giai titan lớn là thật nhiều. Cái kia rậm rạp chằng chịt số lượng, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Diệp Tu cũng không lưu ý, hắn ngược lại có chút kinh hỉ. Nhiều như vậy titan cự thú, đi qua vong thiên tai, có thể nhất chiêu 4, sao thu được đại thập thất giai vong cự thú. Vậy cho người chơi nhóm một cái cơ hội a. Tay người chơi nhóm, ta hung hăng oanh, Diệp Tu phất tay một cái. Hắn quân đoàn các thành viên xa ngoài vạn dặm, thậm chí còn ở Lam Tinh vực trong phạm vi. Liền đi qua tầm cực xa tầm bắn, đối chiến tràng titan cự thú phát động trí mạng thế tiến công. Bọn họ vô số công kích từ trên trời giáng xuống. Tinh không đạn mạc hiệu quả, có thể dùng chiến trường hình thành một mảnh tử vong khu. Không ngừng có titan cự thú bị tập hỏa oanh sát. Bọn họ sau khi ngã xuống đất, rất nhanh ở vong linh thiên tai hiệu quả dưới một lần nữa đứng, trở thành mới vong linh cự thú. Giết nhất chiêu 4. Đó chính là giết chết một con titan cự thú, là có thể đứng lên 4 con vong linh cự thú. Chương 1760. Tàn sát cự thú, đệ nhất càng. Nguồn Mê truyện audio.com. Vong linh cự thú cũng là thập thất giai binh chủng, cũng liền có thể ban trợ người chơi thông quan thần tính thánh cung, hình chiếu. Địa cầu người chơi nhóm hưng phấn không thôi. Ha ha, ta giết một con titan cự thú liền gia tăng rồi 4 vong linh cự thú, có thể thông quan vòng 4 tính thánh cung, ảnh. Đó chính là ước chừng 2-400 điểm nguyện lực a. Thông quan thần tính thánh cung, hình chiếu. Đối với người chơi mà nói chủ yếu là có thể thu được thần mảnh thủy tinh vỡ. Cộng thêm bên trên còn có thể thu được nguyện lực. Quy chát trái cây nguyện vọng. Đối với địa cầu người chơi mà nói đều là hết sức tốt thu hoạch. Chẳng qua hiện nay đại bộ phận địa cầu người chơi đều ở đây truy cầu tiểu hình trái cây nguyện vọng. Kích sát một con titan cự thú, bọn họ là có thể thu được 4 con vong linh cự thú. Vậy có thể đi qua thông quan thần tính thánh cung, đầu, thu được 2-400 điểm nguyện lực. Mà tiểu hình trái cây nguyện vọng, chỉ cần 10.000 điểm nguyện. Cái này không sai biệt lắm coi như 1/4 tiến độ. Cái kia kích sát 4 titan lớn, một vị người chơi là có thể thu được một viên tiểu hình nguyện trái cây. Cái kia ngưng tụ nguyện lực cũng là tích thiểu thành đa, phân kinh người. Địa cầu người chơi nhóm giết được hưng khởi. Vô số người chơi đi qua tầm bắn cực xa, bắt đầu tàn sát titan cự thú. Cao đẳng tinh linh người chơi cũng là bị một màn này kinh ngạc. Bọn họ lần nữa bị địa cầu người chơi đổi mới 3. Ta nhìn thấy gì? Tái thế Tu La một người qua đây, cũng không số lượng công kích, do đó hàng, khó chút công kích đều một mình hắn khởi xướng. Ta có thể không thấy được bộ đội của hắn. Vốn là chứng kiến Tu La đại lão một người tới, ta còn tưởng rằng hắn đang cố ý lừa dối nhóm, có thể hiện tới, Tu La lão căn bản không cần những người khác đến hiện trường a. Ta vừa rồi đi trinh trắc một phen, những thứ này đánh, đều đến từ Lam Tinh vực. Cái này viễn trình công kích. Càng biên giới, trên lầu, ngươi sợ không phải ở bịa chuyện a. Lam Tinh vực khoảng cách nhóm hoàn thành, gần địa phương 15.000 km. Địa cầu người chơi từ xa như vậy khoảng cách phát động công, đây không phải là đang chê cười sao? Đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng. Ta đều chứng kiến cầu ngoạn gia trực. Bọn họ là Lam Tinh vực phát động công, khoảng cách vượt lên trước 20.000 km. Cao đẳng tinh linh người chơi biết được địa cầu người chơi là xa như vậy cách phát động công kích, phía sau bọn họ đều là phát ra từ linh hồn bị chấn động đến. Địa cầu người chơi có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy, cái kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể từ Lam Tinh vực bao trùm cao đẳng tinh linh giới bất luận cái gì một tòa thành. Loại này siêu tấn công từ xa năng lực, quả thực khiến người ta cảm thấy không cách nào tin tưởng. Mà trên thực tế, địa cầu người chơi bên trong, phát động siêu viễn trình công kích người chơi, chỉ có chiến quân đoàn viên. Còn có bên ngoài phụ thuộc quân đoàn thành viên. Có thể bởi tinh không đạn mạc hiệu quả, công kích xa như vậy, một vị người chơi phát động đánh, hình thành đạn phía sau, giống như vài người chơi một kích. Ở hỏa lực bao trùm dưới, liền như cùng ức vạn người chơi cùng nhau phát động công. Cao đẳng tinh linh người chơi còn tưởng rằng tất cả người chơi đều có thể ủng xa như vậy công khoảng cách. Bọn họ toàn bộ đều cảm giác được bất khả tư nghị. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng địa cầu người chơi là như thế nào đến. Mà ở hiện trường Diệp Tu, nhưng ở thăng cấp hắn thần cấp kỹ năng. Vậy làm cho thế công của các ngươi càng mạnh mẽ điểm, đem nơi này thái cự thú cấp tốc giải khai. Diệp Tu vỗ tay phát ra tiếng. Tiêu hao 512 điểm thần cấp năng điểm, học tấn công từ xa, đại tông sư cấp, thu được 5120 điểm phàm điểm số. Học được siêu tấn công từ xa, đại tông sư cấp, gây ra siêu thần Tây Thiên Phú hiệu quả thưởng cho 512 đội lục giai truyền thuyết binh thanh liên kiếm. Thiên Phú thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 512 đội thập lục giai thần thoại binh chủng giết kiếm tiên. Thu được giai đoạn thứ 4 thần cấp kỹ năng, cấp đại sư, từ cấp kỹ năng trung lấy được 1024 lô ga rít, chân lý biết thần chức hiệu quả thu được đề thăng. Diệp Tu thập phần cam lòng cho đầu nhập. Hắn một cái tiêu hao ước chừng 512 điểm thần cấp điểm. Đem siêu tấn công từ xa, thăng cấp đến đại tông cấp. Cái này một thần cấp kỹ năng. Hiệu quả lập tức tăng vọt. Đây chính là giai đoạn thứ tư thần cấp kỹ năng. Hiệu quả so với tông sư cấp phải mạnh hơn. Siêu tấn công từ xa, đại tông sư cấp. Bắn chức nghiệp tứ giai đoạn cực kỹ năng, bắn binh chủng bắn thăng 1.500%, ngoài định mức đề thăng 200 km cơ sở trình, bắn ra đánh, tầm bắn mỗi đề thăng 1.000 m, tốc độ công kích nói 7%, thương tổn đề thăng 7%, như công kích khoảng cách vượt lên trước 1.000 công, mỗi đề thăng 1.000 km, binh chủng thân cơ sở tổn thương lần. Diệp Tu ở điểm ra đại tông sư cấp tầm cực xa đánh phía sau. Lập tức liền có nhiều hơn địa cầu người chơi có thể đánh tới tinh linh hoàng khu vực. Có thậm chí là từ trên mặt trăng hướng tinh linh hoàng khu vực tiến hành rồi đánh. Bên ngoài tầm bắn xa hơn. Có thể bao trùm khoảng cách cũng liền càng xa. Diệp Tu lập tức cảm nhận được biến hóa. Người chơi nhóm giờ pressure mạnh hơn. Tử vong Titan cự thú càng nhiều. Diệp Tu tru thiên kim tiên nhóm. Cũng nhân cơ hội diệt sát một đại sóng Titan cự thú, kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 V đúc kim tệ, 1.200 V đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực 5 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 V đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, Diệp Tu thừa này cơ hội lần thứ hai cuồng chà một lớp cấp điểm kỹ năng. Hắn thần cấp điểm kỹ năng. Cũng đầy đủ hắn thần cấp một lớp tinh không đạn mạc kỹ năng. Diệp Tu thập phần bỏ xuống được vốn gốc. Cộng thêm hắn trước đây trữ hàng. Diệp Tu một hơi thở đem tinh không đạn mạc kỹ năng cũng cấp đứng lên. Tiêu hao 128 điểm thần cấp năng điểm, học không đạn mạc, đỉnh cấp, thu được 280 điểm siêu phàm điểm. Học được tinh không đạn mạc, đỉnh cấp, tiếp xúc siêu thần thợ săn thiên hiệu quả, thưởng cho 128 đội thập lục giai nói binh chủng xanh kiếm tiên. Thiên phú thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 128 đội thập lục giai thần thoại binh chủng giết kiếm tiên. Thu được đệ 5 giai đoạn thần cấp kỹ năng, đỉnh, đầy đủ tiền triệu, từ thần cấp kỹ năng thu được 256 điểm để ý điều số lượng, chân lý tiên tri thần chức hiệu quả thu được đề thăng. Tiêu hao 256 điểm thần cấp năng điểm, học không đạn mạc, cấp đại sư, thu được 2560 điểm siêu phàm số lượng. Học được tinh không đạn mạc, cấp đại sư, phát siêu thần thợ săn phú hiệu quả, tưởng 256 đội 16 truyền thuyết binh chủng liên kiếm tiên. Thiên phú thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 256 đội thập lục giai thần thoại binh chủng giết kiếm tiên. Thu được đệ 5 giai đoạn thần cấp kỹ năng, đại cấp, từ thần kỹ năng trung thu được 512 điểm chân lý điều, chân lý tiên tri chức hiệu quả thu được đề thăng. Đệ 5 giai đoạn thần cấp kỹ năng đảo, nhu cầu là thật đại. Diệp Tu cần đầu nhập 384 thần cấp điểm kỹ năng mới có thể đem thăng cấp đến đại sư cấp. Cái chui này Diệp Tu thần cấp điểm kỹ năng triệt để ép. Chương 1761. Cấp đại sư tinh không đạn mạc. Đệ nhất càng. Nguồn. Mê truyện audio.com. Tiếp tục thăng cấp tinh không đạn mạc lời nói. Cần thần cấp điểm kỹ năng nhiều lắm. Diệp Tu bây giờ còn không đủ sức. Hắn chỉ có thể tạm thời thôi. Bất quá tinh không đạn mạc hiệu quả. Cũng xác thực đáng giá hắn đầu nhập. Tinh không đạn mạc, cấp đại sư. Xạ thủ chức tứ giai đoạn thần cấp có thể, xạ thủ binh tầm bắn nói 1.600%, ngoài định mức đề thăng 280 dặm cơ sở tầm bắn. Bắn ra công. Tầm bắn mỗi đề thăng 10.000 m, tốc độ đánh độ đề thăng 24%, chia ra 300% công kích đường đạn, như công kích đường đạn trung đồng nhất địch nhân sẽ gây ra hợp hiệu quả, làm hại đề thăng 600%. Kể từ đó, địa cầu ngoạn gia công kích có thể chia ra càng nhiều hơn đường đạn. Kinh khủng đạn mạc. Tương chiến tràng hoàn toàn bao phủ. Titan đám cự thú bị hủy diệt tính đã kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 V đúc kim tệ, 1.200 V đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực 5 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 V đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, Diệp Tu tru thiên kiếm tiên nhóm. Giết chóc Titan cự thú hiệu suất càng ngày càng cao. Diệp Tu lại chú ý tới. Hắn tổng cộng thu được 1790 điều thật không 70 để ý nhiều như vậy chân lý. Diệp Tu chân lý điều số lượng bản chữ hình 10.000 hắn một vòng cũng đủ để quán chú 35 danh tu sĩ đồng thời nhiều như vậy thần cấp điểm kỹ năng đầu nhập Diệp Tu cũng cắt lấy 89 vạn điểm nguyện lực. Hắn thu được 4 cỡ trung ngắm trái cây. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1335, 320, 157, 320. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1338, 320, 157, 320, kể từ đó. Diệp Tu không cần lại buồn người chơi nhóm hỏa lực không phải. Hắn có thể nghĩ biện pháp đề thăng giết nhất chiêu 4 độ. Diệp Tu gần đoạn thời gian, đi qua mở ra rộng lượng rương. Đưa hắn chém giết cao đẳng vong linh thần chỉ cũng thăng cấp 210. Hư không thiên thần hư không đại quân lỗ đen ma thần chỉ chung kết thần thú lĩnh chủ tan biến thiên thần linh chân thần nhĩ vừa tư, chân thần, cường đại thần lực thần chỉ. Toàn bộ thuộc về 1.200 điểm, đánh 32.000 điểm chỉ huy lực 480 V đúc điểm, lĩnh chủ lực 50 V đúc điểm, hoàng kim điểm kỹ năng trưởng 16 điểm, chiêu hồn thuật hiệu quả 40, có thể điệp gia, đột phá 100% hạn chế. Cường đại thần lực thần chỉ, khôi phục thực lực phía sau. Coi như vong linh chân thần kèm theo chiêu hồn thuật quả, 40%. Kể từ đó, Diệp Tu chỉnh thể chiêu hồn thuật hiệu quả, cũng liền đến rồi 480%. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được 500%. Đó chính là giết nhất chiêu 5 cấp bậc. Diệp Tu vừa lúc đỉnh đầu còn có một cái tử thần áo choàng. Cái này thần lực cường hóa bản chủng tộc chí bảo, đang thỏa mãn Diệp Tu nhu cầu. Mà vong linh áo choàng hoàn toàn có thể trở thành vong linh thiên tai thứ 9 món. Diệp Tu dung hợp vong linh áo choàng sau đó, vong linh thiên tai hiệu quả lập tức đề thăng. Vong linh thiên tai 99, hồn thuật đẳng cấp D1. Chiêu hồn thuật hiệu quả 90, có thể vượt lên trước 100% chiêu hồn hiệu, tối cao có thể đạt tới đến thiên thần cấp chiêu hồn thuật, như đạt đến thiên thần cấp chiêu hồn, có thể tăng lên chiêu thuật về hiệu quả. Chiêu hồn đơn vị căn cứ tự thân kỹ năng có thể chiêu hồn tối cao đẳng cấp vong binh chủng xác định, chủng phẩm chất tối cao truyền thuyết binh chủng. Tối cao có thể đạt tới đến thập thất giai, theo 6 trang số lượng tăng thêm mà thăng lên giới hạn. Kèm theo hiệu quả vong linh anh hùng, vong linh quốc, vong linh thiên tai, vong linh thần chỉ, thần sống lại. Vong linh anh hùng, như trong chiến trường sở hữu anh hùng thi thể, không phải cơ chủng tộc, phát chiêu hồn thuật lúc căn cứ chiêu hồn hiệu quả, đem anh hùng thi thể chiêu hồn vì ban đầu vong linh anh hùng vong linh quốc gia. Sở hữu vong linh anh hùng sẽ thành vong linh quốc gia. Ở vong linh quốc gia, vong linh sinh vật sống lại 8 lần, AGBA, mỗi sống lại đều có thể thăng nhất giai các loại, chờ tối cao đến 18 giai. Sống lại đầy 8 phía sau, có thể nói chủng phẩm chất, cao có thể đạt tới thần thoại phẩm chất. Vong linh thiên tai. Ở vong linh thiên tai trong phạm vi mất đối địch binh, có thể bị chuyển hóa vong linh binh chủng. Lại nên binh chủng đẳng cấp D1. Vong linh thần chỉ. Ở vong linh thiên tai trong phạm vi mất bán thần cấp bên trên anh hùng, có thể hóa thành vong linh, thần tính các loại, chờ, không phải giảm bớt. Tử thần sống lại. Tử thần bảo điển triệu hoán chết sẽ hấp thu tử khí hơi thở không ngừng phục, tử thần đem người sử dụng gọi vật. Vong linh thiên tai hiệu quả đề thăng. Lắp ráp tăng thêm. Để cho tiến nhập mới tầng thứ. Thuộc tính cơ sở thì có chiêu hồn thuật hiệu quả 90, có thể vượt lên trước 100% chiêu hồn hiệu quả. Kể từ đó, Diệp Tu chiêu hồn thuật hiệu quả thì đạt đến 570%. Hắn có thể làm được giết nhất chiêu 5. Ở viễn trình công kích địa cầu người chơi nhóm, dồn dập đi qua kích sát Titan cự thú, có thể dùng thu được 5 con linh cự thú. Những thứ này vong linh cự thú sau đó thông qua thần tính thánh, hình chiếu. Vậy có thể thu được ước chừng 30,000 điểm nguyện lực. Giết nhiều mấy con Titan cự thú. Cái kia địa cầu người chơi là có thể thu được tiểu hình nguyện vọng thật. Những thứ này Titan cự thú, không thể nghi ngờ chính là một cái giàu. Đồng thời bọn họ giết chết Titan cự thú sau đó triệu hoán vong linh cự thú cũng có thể đối phó còn lại thản cự thú. Coi như là vong linh cự thú bị kích sát, bọn họ cũng không có chút nào không nở. Thậm chí rất là vui vẻ. Bởi vì bọn họ vong linh cự thú sẽ bị vong linh độ sống lại. Sống lại lúc thì có tỷ lệ tiến hóa thành 18 vong linh cự thú sống lại số lần có chừng 8 lần. Cái kia nhiều sống lại mấy lần, luôn có thể tiến hóa đến 18 giai. Đây là 9 cái chí bảo tạo thành vong linh thiên tai đản sinh năng lực kể từ đó. Vong linh sinh vật có tỷ lệ tiến hóa thành 18 giai mà 18 giai binh chủng là có thể đi thông quan thần thánh cung, thật, giả là thần chức thánh, hình chiếu, không ít người chơi vốn là chuẩn bị mang vong linh lớn đi thông quan thần tính cung, hình chiếu. Nhưng hôm nay bọn họ thấy được thông quan cao cấp hơn cung có khả năng thông quan thánh cung đẳng cấp càng cao. Đến lúc đó lấy được chỗ tốt càng nhiều. Thông quan thần tính thánh cung, thật, lời nói. Mỗi một danh 18 giai binh chủng là có thể cung cấp 400 điểm nguyện lực. năm tên vong linh cự thú, cộng lại liền ước chừng 70,000 điểm nguyện lực, nếu như tính lại thượng thần chức thánh cung, hình chiếu, cái kia nguyện lực thì càng nhiều. Năm tên 18 giai vong linh cự thú. Đủ để ba người chơi ngưng tụ vượt lên trước 10,000 điểm. Đó chính là một viên tiểu hình trái cây nguyện vọng. Tại chỗ Titan cự thú đều được địa cầu người chơi nhóm săn giết trọng yếu ngọn. Bọn họ nghĩ hết biện pháp tiến hành liệp sát. Không ngừng có Titan cự thú ngã xuống. Bởi vì địa cầu người chơi nhóm giết chóc quá nặng. Rốt cuộc có Titan cự thú không nhìn nổi. Chương 1762. Dung hợp tử thần áo choàng. Phần 2. Nguồn Mê truyện audio.com. Mà Titan giới tối cường, cũng là thần mạnh nhất thần thú, cũng không chỉ là thượng vị thú. Titan giới so với hư linh giới càng thêm nguy hiểm. Trong đó đỉnh cấp thần thú thật là không ít. Diệp Tu quét đối phương liếc mắt, hắn trong lòng có. Sử dụng chân lý thăm dò, thành công tham sau tơ chi nộ khổng lồ ảnh cuồng nộ chi phá hư chi Titan thần thú dê a bốt ngươi, hạ vị thần thú, phân tích bên ngoài tin tức thu được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức danh thêm được thăng, cái này chỉ Titan thần thú, được xưng là cuồng nộ chi. Là một con hình thể không gì sánh được to lớn long hình thần. Diệp Tu lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Long hình thần thú chắc là đồng nhất nhánh, cái kia cho phép Long Vương thần lực có thể từ nơi này ra hỏa bên trên tìm được tuyến. Diệp Tu nhớ kỹ Titan giới bên trong thần thú chia làm mấy nhánh. Mỗi một nhánh đều có một vị thần thú chi chủ thống lĩnh thần thú chi chủ, đây chính là có thể cùng siêu phàm thần thần chỉ đối kháng tồn tại. Long hình thần thú là thuộc về trong đó một chi thần chi chủ thống lĩnh. Đồng bạn cũng đều vốn có long tộc huyết mạch. Diệp Tu kích sát long tộc huyết mạch, vậy có thể thu được thần long chân huyết. Cái kia Diệp Tu càng thêm sẽ không khách khí. Giết ngươi một ít Titan cự thú thì như thế nào? Thẳng cự thú dám xuất hiện ở Ngân Hà Đại lục đó chính là đến tìm. Diệp Tu chứng kiến cùng nộ chi long. Hắn không chỉ có ngược lại còn thích. Diệp Tu lập tức làm cho Tru Thiên kiếm tiên động thủ. Lần thứ hai diệt sát một đám Titan cự thú. Kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 V đúc kim tệ, 1.200 V đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực 5 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 V đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, Diệp Tu Tru Thiên kiếm tiên một lớp kiếm khí. Cũng có thể diệt hết 50 con 18 giai Titan lớn. Hắn một cái là hơn ra khỏi 50 điểm thần cấp kỹ năng, còn lấy được 10 cái truyền kỳ cấp bảo rương. Cho tới bây giờ, đi qua kích sát Titan cự thú, Diệp Tu đã thu được ước chừng 120 cái truyền bảo rương. Một mình hắn liền dính đầy Titan cự thú tiên huyết. Diệp Tu ở cùng nộ chi long cảnh cáo sau đó, còn cố ý ở ngay trước mặt hắn kích sát Titan lớn. Đây hoàn toàn là xích lõa lõa khiêu khích. Này cùng nộ chi long lập đến nổi giận. Nó trống giận đánh về phía Diệp Tu. Ngươi đây là đang muốn chết. Các huynh đệ, vừa lên, đem nhà này diệt cho ta. Theo cùng nộ chi long triệu hoán, lập tức lại có 3 con Titan thú bay ra, bọn họ là đồng thời chỉ huy Titan đám cự thú vây tinh linh hoàn thành cái này cường độ, cùng trước đây đối phó gian đời thú triều không kém. Lúc đó cũng là 5 con hạ vị thần thú hợp lực vây gian thế giới. Lúc đó gian thế giới so với bây giờ cao đẳng linh giới còn mạnh hơn một. Ít nhất, thành lập nhiều cái quốc gia. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ vẫn bị thái sơ sơn mạch các thần thú bọn họ được sức đầu mẹ tráng. Lúc này cao đẳng tinh linh người chơi bị Titan thú triều lận. Đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Cũng chỉ có Diệp Tu cùng địa cầu. Đã căn bản không phải cái này thời không thế lực. Titan thú triều đối với bọn hắn mà nói, ngược lại thì soát tưởng thưởng cơ hội. Diệp Tu tiện thể nhìn một chút còn lại 3 con Titan thú thuộc tính. Sử dụng chân lý thăm dò, thành công tham sau tơ chi nộ khổng lồ ảnh cơn lốc chi phá hư chi Titan thần thú Thụy Nhĩ a bốt ngươi, hạ vị thần thú, phân tích bên ngoài thư, thu được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức danh thêm để thăng. Sử dụng chân lý thăm dò, thành công tham sau tơ chi nộ khổng lồ ảnh hư không chi phá hư chi Titan thần thú lợi ngươi a bốt ngươi, hạ vị thần thú, phân tích bên ngoài thư, thu được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức danh thêm để thăng. Sử dụng chân lý thăm dò, thành công tham sau tơ chi nộ khổng lồ ảnh liệt diễm chi phá hư chi Titan thần thú Zeus a bốt ngươi, hạ vị thần thú, phân tích bên ngoài thư, thu được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức danh thêm đề thăng. 3 con Titan thần thú đều là hạ vị thần thú. 4 con hạ vị thần thú đối với Diệp Tu mà nói thực sự là chuyện nhỏ. Có thể cao đẳng tinh linh người chơi lại mộng ép, lại còn có 4 con hạ vị thần thú cất ở đây, quả thực so với vừa diệt thiên cấm địa bạo còn khoa trương. A nhóm làm như thế nào? Tái thế Tu La có thể hay không giải quyết loại cấp bậc này địch nhân? Không, nếu như tái thế Tu La không phải là đối thủ, ta muốn không muốn lập tức bỏ tinh linh hoàn thành chúng ta căn bản có thể đỡ nổi chỉ thần thú. Chúng ta hẳn là muốn chuẩn bị sớm, có thể lấy thừa dịp tái thế ngăn lại địch nhân, nhân cơ hội đem ấu tinh linh đều chuyển đi. Cao đẳng tinh linh người chơi hầu như trong nháy mắt liền từ bỏ chống lại. 18 giai Titan cự thú, liền cần hắn cho rằng đại bốt. Có ở hư không thần thú trước mặt, 18 giai Titan cự thú, cũng chỉ là tiểu la. Tại loại này nhận thức dưới, cao đẳng tinh linh người chơi căn bản không nghĩ tới cùng thái chính là đối kháng. Có thể Diệp Tu không có ý né tránh. Hắn nhìn thoáng qua 4 con hạ vị thần thú. Cũng không tệ lắm, 4 cái tiểu gia hỏa tới tặng người, ta đây liền miễn thu cất đi. Máu của các ngươi nhất định có thể ngưng tụ ra long chân huyết. Diệp Tu khinh miệt thái độ chọc cho 4 con hạ vị thú vô cùng phẫn nộ, bọn họ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diệp Tu. Tiểu nhất cái dị nhân hùng, cũng dám rầm rĩ, lại xem chúng ta ngươi. Cầm đầu cùng nộ chi long đánh về phía Diệp Tu. Hắn nhấc lên cơn lốc làm cho cao đẳng tinh linh người chơi cũng đứng bất ổn. Có thể Diệp Tu không thèm để ý chút nào móc ra sát thần thương hắn hành động kế tiếp. Làm cho sở hữu cao đẳng tinh linh người chơi dường như bị lôi. Chỉ thấy Diệp Tu giơ lên thật cao sát thần thương. Hắn phát động tuyệt mệnh một kích năng lực. Cùng nhau bùng nổ, còn có hủy diệt cấm chú. Hủy diệt cấm chú, không biết diệt sát bao nhiêu thái cự thú. Kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 V đúc kim tệ, 1.200 V đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 V đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, ngược lại soát thưởng cho nha. Diệp Tu chê ít. Trừ cái đó ra, Diệp Tu trong tay sát thần thương giống như một đạo thiên. Hung hăng quán xuyên cùng nộ chi long. Cái này chỉ thần thú mạnh cứng đờ. Chương 1763 Titan thần thú. Canh thứ 3. Nguồn Mê truyện audio.com. Ta nhìn thấy gì? Tái thế Tu La ở miễu sát rồi một con thú. Đây không phải là đang nằm mơ chứ huynh đệ, ta bảo đảm ngươi không có nằm mơ. Cũng không thể tin được một điểm. Có thể thần quả thật bị miễu sát. Các ngươi cần ngạc nhiên như vậy sao? Là nghe nói Tu La lão đều giết qua trung thần lực thần. Kích sát một hạ vị thần thú, cũng không còn cái gì đó. Nghe nói là nghe nói, thật mắt thấy đến lúc đó xem. Ai đây dám bộ dạng? Nguyên lai hạ vị thú ở Tu La trước mặt, đã bị miễu sát hàng. Cao đẳng tinh linh người chơi ngày hôm nay gặp phải đả kích chấn động. Viễn siêu trước đây một năm. Những thứ này người chơi nhóm đã sắp hoài nghi cuộc sống Diệp Tu lần thứ 2 phô bày lực lượng của hắn. Đồng thời, hắn cũng thu được trảm sát thần thú chỗ. Kích sát Titan chi nộ khổng lồ ma ảnh nộ chi long phá điên nguyên Titan thú mạc địch ngươi, hạ vị thần thú, gây ra sát thần thương, tam tinh, cướp đoạt thần hồn hiệu, cướp đoạt, lẻ 7, bên ngoài 25% thần hồn, thu được 50,000 điểm thần lực cùng 500 điểm toàn thuộc tính, 100 điểm kỹ năng, 25 điểm kim điểm kỹ năng, 5 điểm thần cấp điểm kỹ năng. Kích sát một danh Titan thần, hạ vị thần, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, thưởng cho 6.000 V đúc kim tệ, 20 ức điểm kinh giá trị, 60 điểm kỹ năng điểm, 5 điểm vàng điểm kỹ năng, 1.200 điểm chỉ huy lực, 120 điểm thần lực. Một tích Titan tinh huyết, cấp độ sử thi đạo cụ, một tích long huyết, cấp độ sử thi đạo cụ. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 600 ức kim tệ, 2.000 ức điểm S, 60 điểm vàng điểm kỹ năng, 5 điểm thần kỹ năng điểm, 120 V đúc điểm chỉ huy lực. 1.200 điểm thần lực, một tích Titan thần tủy, thần cấp đạo cụ, một tích thần long chân huyết, thần cấp đạo cụ. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái cấp độ sử thi bảo cùng 5 cái truyền kỳ rương. Hạ vị thần thú cho cơ sở thưởng cho. Tự nhiên không bằng trung vị thần thú. Có thể Diệp Tu vẫn còn sống một cái cấp độ sử thi rương cùng 5 cái truyền bảo rương, hơn nữa hắn còn lấy được một Titan thần tủy, cấp đạo cụ, cùng một tích thần long chân huyết, thần cấp đạo cụ, đây chính là có thể đề thăng Titan huyết mạch cùng long huyết mạch đạo cụ, kể từ đó Diệp Tu là có thể mở ra mới Titan huyết mạch cùng tộc huyết mạch. Mà bây giờ Diệp Tu trước mặt còn có 3 con long tộc thú đâu. Vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh cùng nộ chi phá hư chi nguyên Titan thần thú a bốt ngươi, hạ vị thần thú, kích sát hạ vị thần thú, thu được 4.000 chiến công. Cùng nộ chi long tử vong. Còn làm cho Diệp Tu mới tăng thêm 4.000 vạn chiến công. Coi là kích sát Titan cự thú đại lượng chiến công, Diệp Tu hôm nay chiến công đạt tới 21 ức. Còn kém 3 ức là hắn có thể liên tục hối đoái 2 tòa 7 cấp bí cảnh, Diệp Tu tồn chiến công càng nhiều. Đến lúc đó có thể đổi 7 cấp bí cảnh liền. Đối với lần này Diệp Tu vẫn là rất để ý. Titan cự thú cho chiến công cũng tương đối khá, số lượng cũng nhiều. Cộng thêm Diệp Tu bây giờ còn có 3 con Titan thần có thể giết. Cái này một lớp đạt được 24 chiến công vẫn có tỷ số. Vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh cuồng nộ chi phá hư chi nguyên Titan thần thú a bốt ngươi, hạ vị thần thú, gây ra sát thần mảnh nhỏ hiệu quả, thú thần hồn bị nấu chảy vì sát thần thương toái một. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, từ đó chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức thêm được thu được nói. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, bí bảo tài thần thăng tiến độ 1, đi tới độ 1339, 320, 158, 320. Diệp Tu lần thứ hai từ Titan thần thú trên người thu hoạch một viên sát thần thương mảnh nhỏ. Ngược lại Diệp Tu bước tiếp theo kế hoạch. Chính là muốn đem sát thần thương tấn thăng làm thiên thần khí còn kém 60 miếng sát thần thương mảnh vụn Diệp Tu. Khẳng định vẫn là nhu cầu cấp bách sát thần thương mảnh vụn. Coi là một quả này, còn có 3 miếng sát thần mảnh nhỏ, chậm rãi tập a. Diệp Tu cực kỳ miệt thị nhìn còn thừa lại 3 Titan thần thú. Diệp Tu đã đem bọn họ coi là một người chết. Mà còn thừa lại 3 con Titan thần thú. Cũng là bị Diệp Tu chấn nhiếp. Diệp Tu cương nhiên một thương thì đem bọn hắn tối cường cho miễu sát rồi. Như vậy lực sát thương. Quả thực làm cho thừa ra 3 con Titan thần thú sát sát đẩu. Không làm được Diệp Tu có thể đem bọn họ đều tàn sát một. Đang nghĩ ngợi, thần chủ phân thân cùng sát thần phân thân toàn bộ tuôn ra. Bọn họ cũng có cường đại thần lực cấp bậc chiến. Cũng đều có thể động dụng sát thần thương lực lượng. Bởi nhất khí hóa tam thanh nguyên nhân. Số lượng của bọn họ cũng đạt tới 10 người ở trên bọn họ cùng nhau đối phó Titan thần thú. Cái kia hoàn toàn chính là tráng hán khi dễ tiểu bằng hữu. Rất nhanh lại có một vị Titan thần thú bị giết thần cho đâm chết. Kích sát Titan chi nộ khổng lồ ma ảnh phong chi long phá điên nguyên Titan thú hải thủy ngươi bác nhĩ, dưới thần thú, gây ra sát thần thương, tam tinh, cướp đoạt thần hồn quả, cướp đoạt bên ngoài 25% thần hồn, thu được 50,000 điểm thần lực 500 điểm toàn thuộc tính, 100 điểm kỹ năng. 25 điểm hoàng kim điểm, 5 điểm thần kỹ năng điểm không. Kích sát một danh Titan thần, hạ vị thần, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, thưởng cho 6.000 VĐ kim tệ, 20 ức điểm kinh giá trị, 60 điểm kỹ năng điểm, 5 điểm vàng điểm kỹ năng, 1.200 điểm chỉ huy lực, 120 điểm thần lực. Một tích Titan tinh huyết, cấp độ sử thi đạo cụ, một tích long huyết, cấp độ sử thi đạo cụ. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 600 ức kim tệ, 2.000 ức điểm S. 60 điểm vàng điểm kỹ năng, 5 điểm thần kỹ năng điểm, 120 VĐ điểm chỉ huy lực. 1.200 điểm thần lực một tích Titan thần tủy, thần cấp đạo cụ, một tích thần long chân huyết, thần cấp đạo cụ. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái cấp độ sử thi bảo cùng 5 cái truyền kỳ rương. Diệp Tu coi trọng nhất. Vẫn là đánh chết Titan thần thú phía sau lấy được thản thần tủy cùng thần chân huyết. Cái này 2 kiện đạo cụ tới tay phía sau. Diệp Tu cũng liền có để khí tiến hóa máu của mình. Thu thập nhiều một ít Titan thần tủy cùng thần long thật tự nhiên tốt hơn. Hạ vị thần thú cho thưởng cho vẫn là quá ít, xem ra hay là đối với trung vị thần thú Tây, Titan, tất cả đều có thể rơi xuống Titan thần tủy. Có long tộc huyết mạch Titan thần thú, càng có thể rơi xuống thần long huyết, ta đây là bay lên. Diệp Tu mừng không kể xiết. Vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh cơn lốc chi phá hư chi nguyên Titan thần thú ngươi a bốt, hạ vị thần thú, kích sát hạ vị thần thú, thu được 4.000 vạn chiến công 5. Diệp Tu còn tiện thể lại chà 4.000 vạn chiến công theo chiến công thu hoạch. Diệp Tu nhanh chóng trưởng thành. Hắn chiến công trị số tiếp tục bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh cơn lốc chi phá hư chi nguyên Titan thần thú ngươi a bốt, hạ vị thần thú, gây ra sát thần mảnh nhỏ hiệu quả, thái thần thú thần hồn bị luyện vì sát thần thương mảnh nhỏ 1. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, từ đó bắt được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức thêm được thu được nói. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, bí bảo tài thần thăng tiến độ 1, đi tới độ 1340, 320, 159, 320. Diệp Tu nhân tiện lại chà một viên sát thần thương mảnh nhỏ. Tràng cảnh này đã để cao đẳng tinh linh người chơi hám đến nói không nên lời. Ta nhìn thấy gì? Tu La đại lão đem thú đều miễu sát rồi. Chương 1764. Miễu sát Titan thần thú. Canh thứ 4. Nguồn Mê truyện audio.com. Làm sao cảm giác Tu La đại lão kích sát những thứ này thản thần thú, liền giết con gà con giống nhau thả lỏng, tùy ý đây cũng quá khen. Cao đẳng tinh linh người chơi khiếp sợ không gì sánh nổi. Titan thần thú ở trong mắt bọn họ không cách nào chiến tồn tại. Có thể Diệp Tu giết bọn hắn như giết gà. Cũng không cần Diệp Tu tự mình động thủ. Thần chủ phân thân là có thể buông lỏng tiêu diệt Titan thú. Loại này thực lực chênh lệch. Làm cho cao đẳng tinh linh người chơi tao thụ trực tiếp nhất kích thích cùng thanh tẩy ngay một khắc này. Vô số cao đẳng tinh linh người chơi nảy sinh mới phát. Bọn họ muốn gia nhập vào địa cầu. Cũng biến thành cường đại như thế. Ít nhất. Không cần cùng hiện tại giống nhau. Bị Titan cự thú chà đạp chính mình hoàn thành. mà bây giờ theo địa cầu thế giới lực ảnh hưởng đoạn tăng vọt. Vừa độ tuổi người địa cầu đều đã trở thành người chơi có thể địa cầu còn có mấy tỷ người chơi danh. Diệp Tu cũng cực kỳ bao dung. Hắn thiết trí một vài điều kiện phía sau. Vẫn tại tuyển nhận từng cái thế giới tinh anh gia, như vậy bành trướng thế lực. Địa cầu ngoạn gia số lượng một mực tại đề thăng. Bây giờ đã đạt đến 120 ức tả hữu. Mỗi một vị địa cầu người chơi đều có siêu cường chiến không ba lực. Đây là Diệp Tu đối kháng hắc ám vũ trụ sức mạnh đối lập hoàn toàn giết chết cao đẳng tinh linh giới. Diệp Tu càng muốn đem cái này đại thiên thế giới biến thành nguồn mộ lính. Từ nơi này tuyển nhận tinh nhuệ người chơi, làm cho Diệp Tu có thể điên cuồng bành trướng. Diệp Tu trận chiến trước mắt này, trực tiếp làm cho phân nửa trở lên cao đẳng tinh linh chơi nghĩ hết biện pháp cũng gia nhập vào địa cầu. Báo danh gia nhập vào địa cầu cao đẳng tinh linh người chơi số lượng nhiều tăng. Tinh linh hoàng tử cũng nhận được tin tức. Hoàng tử đại nhân, chúng ta cao đẳng tinh linh trong nhà có không ít đều ở đây xin thêm địa cầu, bên ngoài không ít tinh anh đã phản bội chúng ta trận doanh. Chúng ta có muốn hay không làm chút cái gì? Thuộc hạ nghi vấn làm cho tinh linh hoàng tử thở dài một. Ngươi xem một chút cái này dường như thiên thần một người, còn có cái kia không biết từ nơi nào di chuyển tấn công người chơi. Ta sự chênh lệch khổng lồ như thế. Lòng người đã hướng về tái thế tu la, nhóm muốn làm cái gì cũng không còn lại tái thế tu vô địch, nhóm chỉ có thể nhận tài. Tinh linh hoàng tử hầu như triệt để mất đi đuổi kịp ý tưởng. Hắn khắc sâu biết, hai người ở giữa chênh lệch còn lớn hơn cả đất trời. Cái này há là nhân lực có thể làm. Mà trải qua lần này Titan cự thú nguy cơ phía sau, tinh linh hoàng tử chỉ hy vọng cao đẳng tinh linh giới có thể Diệp Tu che chở thu được tốt hơn. Ít nhất, ở dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát nha. Diệp Tu cùng địa cầu cường đại như thế, đều ở đây Ngân Hà Đại lục bên trên. Ít nhất, cao đẳng tinh linh giới liền an toàn nhiều. Loại ý nghĩ này, làm cho tinh linh hoàng tử không còn có tự tìm phiền phức. Diệp Tu cũng liền thừa cơ đem còn thừa lại Titan thần làm thịt rồi. Kích sát Titan chi nộ khổng lồ ma ảnh không chi long phá điên nguyên Titan thú bát lợi ngươi bát nhĩ, dưới thần thú, gây ra sát thần thương, tam tinh, cướp đoạt thần hồn quả, cướp đoạt bên ngoài 25% thần hồn, thu được 50,000 điểm thần lực 500 điểm toàn thuộc tính, 100 điểm kỹ năng, 25 điểm hoàng kim điểm, 5 điểm thần kỹ năng điểm. Kích sát một danh Titan thần, hạ vị thần, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, thưởng cho 6,000 kim tệ, 20 ức điểm kinh giá trị, 60 điểm kỹ năng điểm, 5 điểm vàng điểm kỹ năng, 1,200 điểm chỉ huy lực, 120 điểm thần lực. Một tích Titan tinh huyết, cấp độ sử thi đạo cụ, một tích long huyết, cấp độ sử thi đạo cụ. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 600 ức kim tệ, 2,000 ức điểm S, 60 điểm vàng điểm kỹ năng, 5 điểm thần kỹ năng điểm, 120 điểm chỉ huy lực. 1,200 điểm thần lực một tích Titan thần tủy, thần cấp đạo cụ, một tích thần long chân huyết, thần cấp đạo cụ. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái cấp độ sử thi bảo cùng 5 cái truyền kỳ rương. Diệp Tu từ con thứ 3 Titan thần thú trên người, đoạt lại đệ tam Titan thần tủy cùng long chân huyết. Cái này có thể đều là thần cấp đạo cụ. Diệp Tu vẫn là rất thoải mái. Chứng kiến con thứ 4 Titan thần thú muốn chạy, Diệp Tu lập tức bày binh bố trận đem trấn áp. Vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh hư không chi phá hư chi nguyên Titan thần thú ngươi A-Bot, hạ vị thần thú, kích sát hạ vị thần thú, thu được 4,000 vạn chiến công. Diệp Tu một bên giải quyết con thứ 4 Titan thần thú một bên thu hoạch chiến công cùng sát thần thương mảnh nhỏ, vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh hư không chi phá hư chi nguyên Titan thần thú ngươi A-Bot, hạ vị thần thú, gây ra sát thần mảnh nhỏ hiệu quả, thái thần thú thần hồn bị luyện vì sát thần thương mảnh nhỏ 1. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, từ đó bắt được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức thêm được thu được nói. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, bí bảo tài thần thăng tiến độ 1, đi tới độ 1341, 320, 160, 320. Diệp Tu bắt được là đệ 65 miếng sát thần thương nát. Diệp Tu cũng liền có thể tăng thêm giết thần sứ người số lượng, làm cho liệp sát Titan cự thú địa cầu người chơi số lượng càng nhiều. Theo con thứ 4 Titan thần thú vẫn lạc, tinh linh hoàn thành bên này chiến trường, xem như là triệt kết thúc. Kích sát Titan chi nộ khổng lồ ma ảnh diễm chi long phá điên nguyên Titan thú vị giớt bát nhĩ, dưới thần thú, gây ra sát thần thương, tam tinh, cướp đoạt thần hồn quả, cướp đoạt bên ngoài 25% thần hồn, thu được 50,000 điểm thần lực 500 điểm toàn thuộc tính, 100 điểm kỹ năng, 25 điểm hoàng kim điểm, 5 điểm thần kỹ năng điểm. Kích sát một danh Titan thần, hạ vị thần, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, thưởng cho 6,000 kim tệ, 20 ức điểm kinh giá trị, 60 điểm kỹ năng điểm, 5 điểm vàng điểm kỹ năng, 1,200 điểm chỉ huy lực, 120 điểm thần lực. Một tích Titan tinh huyết, cấp độ sử thi đạo cụ, một tích long huyết, cấp độ sử thi đạo cụ. Cướp bóc 503 thưởng cho lấy được gấp 100 lần tăng phúc. Được 600 ức kim, 2.000 ức kiểm nghiệm giá trị, 60 điểm kim điểm kỹ năng, 5 điểm thần cấp kỹ năng, 120 vê đúc điểm lực, 1.200 không thần lực, 1 tích Titan thần tủy, đạo thần cụ, 1 tích long chân huyết, đạo thần cụ. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái cấp độ sử thi bảo cùng 5 cái truyền kỳ rương. Diệp Tu đem tương quan thưởng cho tất cả đều thu thập tốt, hắn cái này một lớp buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát. Tiện thể còn thu được không ít bảo rương. Cộng thêm ngày hôm nay thời gian đã đến. Diệp Tu lại thu hoạch kim sơn ngân sơn cùng thánh vật hạo rất nhiều bảo. Trong tay hắn bảo rương, số lượng chồng chất như núi, vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh liệt diễm chi phá hư chi nguyên Titan thần thú tư A-Bot, hạ vị thần thú, kích sát hạ vị thần thú, thu được 4.000 vạn chiến công. Vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh liệt diễm chi phá hư chi nguyên Titan thần thú tư A-Bot, hạ vị thần thú, gây ra sát thần mảnh nhỏ hiệu quả, thái thần thú thần hồn bị luyện vì sát thần thương mảnh nhỏ 1. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, từ đó bắt được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức thêm được thu được nói. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, bí bảo tài thần thăng tiến độ 1, đi tới độ 1342, 320, 161, 320. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1765. Tiếp thu thế giới thụ. Canh thứ 5. Nguồn Mê truyện audio.com. Diệp Tu làm cho Cotilat dùng ngân hà tinh quỷ hình thành vệ tinh định vị, sau đó làm cho địa cầu người chơi nhóm phụ trách viễn trình oanh còn thừa lại Titan thú. Tinh linh hoàn thành chung quanh Titan cự thú bị nhanh quét sạch. Diệp Tu lười cùng tinh linh hoàng tử giao lưu. Hắn trực tiếp dẫn đội đi tiếp thu thế giới thụ. Thế giới thụ nhưng là 3 cấp thế kiến trúc. Như thế nào đi nữa? Đó cũng là tương đối cao quả nhiên kiến trúc. Diệp Tu một đường dết đi qua. Phát hiện càng đến gần cận đại giới cây, cái kia gặp phải thản cự thú số lượng nhiều. Đó là Titan cự thú đi qua thế giới thụ lao ra. Lúc này đang có thú triều không ngừng dũng mãnh tiến ra. Dọn dẹp tinh linh hoàn thành chu vi Titan cự thú, địa cầu người chơi nhóm thủy hướng bên này tập. Ven đường gặp phải Titan cự thú. Bị bọn họ oanh sát. Diệp Tu cũng tiện tay giải quyết rồi không ít cao cấp thái cự thú. Kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 vê đúc kim tệ, 1.200 vê đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 vê đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương. Diệp Tu một phen tàn sát. Hắn cũng cắt lấy không ít truyền kỳ cấp bảo rương. Ngày hôm nay Kim Sơn Ngân Sơn sản xuất đã đến sổ sách. Diệp Tu thu được 10 cái chí bảo cấp bảo rương cùng 5 cấp độ sử thi bảo rương. Mà thánh vật quốc chim tiền lời cũng cực cao. Diệp Tu lại lấy được hơn 1.000 cái truyền kỳ cấp bảo hòa hơn 10 cái lịch sử cấp bảo rương. Đây cũng là một số lớn tài phú. Bất quá Diệp Tu không vội mà mở bảo rương. Hắn trước phải cầm xuống thế giới thụ. Còn lại giải quyết rồi địch nhân, địa cầu người chơi hướng thế giới thụ hướng dết tới, nhóm đem thú triều lướt đi. Diệp Tu phát ra lệnh triệu tập. Sát nhập cao đẳng tinh linh giới, địa cầu người chơi nhóm cũng không có lãng phí thời gian. Ven đường gặp phải Titan cự thú. Đều bị bọn họ dết sạch. Bọn họ dọn dẹp tốc độ. So với Titan cự thú tiếp viện tốc độ còn nhanh. Mỗi kích sát một con Titan cự thú là có thể thu được 5 con vong linh thú. Thậm chí còn tinh anh địa cầu người chơi đều ở đây cướp Titan cự thú. Titan cự thú bị giết đến máu tươi chảy khắp mặt đất, từng cái vong linh cự thú hội tụ ở một. Cũng là một cổ thập phần lực lượng cường đại. Giết nhất chiêu ngũ phía dưới. Diệp Tu thậm chí tổ chức lên một con vong linh cự đại quân đẩy ngược tới. Kích sát một danh Titan lớn, 18 giai, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 vê đúc kim tệ, 1.200 vê đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm kỹ năng, 1 hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 vê đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, chỉ tốn 12 canh giờ. Diệp Tu liền dết ngược trở về thế giới thụ phụ kiện. Lúc này Diệp Tu cũng chú ý tới trên thế giới thụ cái thứ 3 dị giới nói. Từ nơi đó không ngừng có Titan cự thú chui ra ngoài, vậy nói rõ một chỗ khác tinh linh người chơi trận địa đã bị triệt để chiếm tới. Titan đám cự thú tùy thời có thể tuôn ra tới. Diệp Tu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắc hắc, những thứ này Titan cự thú hình thành triều, đây là cho nhóm tiễn chỗ tốt a các huynh đệ, tăng sức mạnh, đem lối đi này miệng bảo vệ, chặn đứng lên giết. Diệp Tu phất tay một cái. Hắn chân thần cấp chiến lực dồn dập gia nhập vào chiến trường, giá thế kia thì càng mạnh. Titan cự thú bị một mặt đồ sát ngược đến lúc đó địa cầu người chơi nhóm nhăn ở dị giới thông lối ra tập họa cái kia Titan cự thú thực sự là tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, một con to lớn Titan thần chui qua đây. TV dị nhân anh hùng, ngươi dám phá hư Titan giới tính toán. Chết đi cho ta, chui ra ngoài Titan thần thú. Lại là một con long hình thần thú. Diệp Tu trong lòng vui vẻ. Thuận tay liền quăng cái chân lý thăm dò. Sử dụng chân lý thăm dò, thành công tham sau tơ chi nộ khổng lồ ánh hắc ám chi phá hư chi Titan thần thú books a bốt ngươi, hạ vị thần thú, phân tích bên ngoài thư, thu được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức danh thêm đề thăng. Lại là một con hạ vị thần thú, giết được chán trường a, không chiếm thế giới thụ muốn, ngươi còn là cho ta đi chết. Diệp Tu chứng kiến cái này chỉ hắc ám chi long cùng vọng hắn cũng lười nhiều lời. Thần chủ phân thân trực tiếp động thủ. Ba cái hóa thân cùng nhau phát động tuyệt mệnh một kích, trực tiếp đem cái này chỉ diễu võ dương oai hắc ám chi đâm chết ở tại xuất xứ. Cái này gọi là một cái ung dung tùy ý, kích sát Titan chi nộ khổng lồ ma ảnh ám chi long phá điên nguyên Titan thú Hà Bas Bác Nhĩ, dưới thần thú, gây ra sát thần thương, tam tinh, cướp đoạt thần hồn quả, cướp đoạt bên ngoài 25% thần hồn, thu được 50,000 điểm thần lực, 500 điểm toàn thuộc tính, 100 điểm kỹ năng, 25 điểm hoàng kim điểm, 5 điểm thần kỹ năng điểm. Kích sát một danh Titan thần, hạ vị thần, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, thưởng cho 6,000 vê đúc kim tệ, 20 ức điểm kinh giá trị, 60 điểm kỹ năng điểm, 5 điểm vàng điểm kỹ năng, 1,200 điểm chỉ huy lực, 120 điểm thần lực. Một tích Titan tinh huyết, cấp độ sử thi đạo cụ, một tích long huyết, cấp độ sử thi đạo cụ. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 600 ức kim tệ, 2,000 ức điểm S, 60 điểm vàng điểm kỹ năng, 5 điểm thần kỹ năng điểm, 120 vê đúc điểm chỉ huy lực. 1,200 điểm thần lực, một tích Titan thần tủy, thần cấp đạo cụ, một tích thần long chân huyết, thần cấp đạo cụ. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái cấp độ sử thi bảo cùng 5 cái truyền kỳ rương. Đây là Diệp Tu trong khoảng thời gian ngắn đánh chết đệ ngũ hạ vị thần thú. Diệp Tu quả thực chà cái thoải mái. Trong tay hắn thì có 5 tích thản thần tủy cùng 10 thần long chân huyết. Ngoài định mức thần long chân huyết là trước đây kích sát hư không ma thần lấy được. Vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh hắc ám chi phá hư chi nguyên Titan thần thú tư a bốt, hạ vị thần thú, kích sát hạ vị thần thú, thu được 4,000 vạn chiến công. Mới tăng thêm 400, đắc đắc tốt, không vạn chiến công. Cũng để cho Diệp Tu chiến công số lượng đạt tới 23. Chỉ kém 1 ức chiến công là có thể hối đoái 2 tòa 7 cấp bí cảnh. Vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh hắc ám chi phá hư chi nguyên Titan thần thú tư a bốt, hạ vị thần thú, gây ra sát thần mảnh nhỏ hiệu quả. Thái thần thú thần hồn bị luyện vì sát thần thương mảnh nhỏ 1. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, từ đó bắt được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức thêm được thu được nói. Thu được sát thần thương mảnh nhỏ, thần khí mảnh nhỏ, bí bảo tài thần thăng tiến độ 1, đi tới độ 1343, 320, 162, 320. Trước, lần thứ 2 bắt được sát thần thương mảnh nhỏ. Cũng là làm theo phép một loại. Bắt được những phần thưởng này Diệp Tu bất chấp kiểm kê thu hoạch, hắn lập tức đi đem thế giới thụ chiếm xuống tới. Bởi cao đẳng tinh linh người chơi bỏ qua thế giới. Diệp Tu cái này sống chiếm giữ đứng lên được kêu là một cái nhẹ tùy ý. Chương 1766 3 cấp thế giới thụ. Canh thứ 6. Nguồn Mê truyện audio.com. Diệp Tu chiếm xong thế giới thụ. Cái này xem như địa cầu thứ 6 tọa thế giới xây. Tương quan thưởng cho cũng là hết sức kinh người. Người chơi tái thế Tu La chủ động chiếm lĩnh 1 tọa 3 thế giới kiến trúc, giới cây, lấy được 8,000 vạn chiến công. Thu được 160 điểm thế giới vang lực. Người chơi trên đời Tu La thu được 160 điểm thế vang lực, địa cầu thu được 1,600 vạn danh tân sinh người chơi danh, còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 160 điểm thế vang lực, căn cứ địa cầu tặng lại, thưởng cho 1,600 đội danh dực trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 1,600 đội ma long kỵ sĩ, thập lục giai anh binh chủng, 20 đội vĩnh viễn hàng cổ, thập thất giai truyền thuyết binh chủng, 1 tòa cao cấp văn minh kiến trúc. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, thu được 640 đội dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim nói binh chủng, 8,000 đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc giả binh chủng, 20 đội ngũ trảo kim long, thập thất giai thần thoại chủng, 1 tòa truyền kỳ cấp văn minh kiến trúc tụ trận đồ. Trong quốc gia mới tăng thêm 1 tòa 3 cấp thế giới xây. Tăng thêm 640 điểm vận. 1 tòa 3 cấp thế giới kiến trúc làm cho Diệp Tu thu hoạch 8,000 vạn chiến công. Diệp Tu chiến công, lần thứ 2 tăng 1 lớp. Trừ cái đó ra, thế giới lực ảnh hưởng cùng truyền kỳ kiến trúc thưởng cho cũng cho lực. Mà những phần thưởng này, Tất cả đều chỉ là thêm đầu. 687 chân chính thưởng cho. Vẫn là thế giới thụ bản thân. Cái này có thể là độc nhất vô nhị thế giới kiến trúc. Thế giới thụ. Thuộc tính cơ sở. 3 cấp thế giới, sở sự thế giới sở hữu thành thị, tài nguyên điểm cùng binh kiến trúc sản lượng 300, có thể điệp gia, sở sự thế giới người chơi, đi lấy kinh nghiệm giá trị 1-20%, binh chủng toàn thuộc tính 30%, lấy được bí cảnh thành thị số lượng 15%, sở sự thế giới sở hữu bên ngoài kiến trúc, các loại, chờ, 1. Hiện nay đang sự thế giới. Địa cầu. Làm thế giới thụ liên thông dị giới khai phát độ đều quá 10%, thế giới thụ có thể thăng cấp đến 3. Hiện nay đã thế giới cùng vào. Bóng ma giới, 36%, hư giới, 42%, Titan giới, 0%. Kèm theo hiệu quả. Khai phát dị giới, thế giới chi, thế giới chất dinh dưỡng dựng dục thành thị, dục bí cảnh, thế giới, khai phát dị giới. Thế giới thụ mỗi thăng một level, tiếp một tòa dị giới, hình thành ổn định dị giới thông đạo, đi qua dị giới thông tới vào đối ứng dị giới. Thế giới chi lực. Có thể thông qua khai phát dị giới lấy được thế giới chi lực, đang đối với ứng với dị giới công chiếm hoặc thăng tọa thành thị, nguyên điểm, binh chủng kiến trúc cùng bí cảnh, đều có thể thu được thế giới lực, thế giới chi có thể dùng ở dựng dục giới trên cây, bí cảnh. Trước thế giới thụ sở hữu thế giới chi lực. 2.600 điểm. Thế giới chất dinh dưỡng. Thế giới thụ có thể từ vô tận hư trung, ADDC, cấp chất dinh dưỡng, dùng cho dục thành thị cùng nhận dị giới, căn cứ hiện nay thế giới thụ đẳng cấp cùng đối ứng dị giới phát độ, mỗi ngày đề thăng 12 tọa mang thai thành thị đẳng cấp. Thăng khai phát độ. Có thể gia tăng thế giới chất dinh dưỡng hiệu quả. Thế giới hình chiếu. Ở dị giới trung công chiếm thành, đều sẽ sinh ra khỏa thế giới thụ đầu, hình chiếu các loại, chờ, thành thị đẳng cấp quan, nên hình chiếu mỗi ngày có thể ngẫu nhiên để thăng đối ứng trong thành phố tòa kiến trúc đẳng cấp các loại kiến trúc cấp nhất cùng thế giới thụ tương đồng, 10 ở trên thành thị, có thể tăng lên truyền kỳ kiến trúc đẳng cấp. Dựng dục thành thị. Căn cứ thế giới thụ đẳng cấp, mang thai sở thành thị, hiện nay sở thành thị danh ngạch 800 tòa thành thị, mỗi 10.000 điểm thế giới chi lực. Có thể nhường cho thế giới thụ sinh ra một tòa thành phố. Tiêu hao thế giới chi lực để thăng thành thị đẳng cấp. Hiện nay đã dựng dục 960 tòa thành phố. Dựng dục bí cảnh. Căn cứ thế giới thụ đẳng cấp, tạo ra cơ sở bí cảnh, hiện nay sở bí cảnh danh ngạch 4, mỗi 2.000 vạn điểm thế giới chi lực, có thể nhường cho trên thế giới thụ đẳng một tòa mới bí mật. Tiêu hao thế giới lực, có thể nói kỳ đẳng cấp. Trước đã dựng dục 4 bí cảnh. Dựng dục thế giới. Căn cứ thế giới thụ đẳng cấp, tạo ra một ngoại vực ngôi sao, hiện nay các loại, chờ. Tối cao có thể mang thai 3 tòa ngoại vực tinh thể, cơ sở thành thị số lượng cùng thế giới thụ đẳng cấp có quan hệ, cơ ngoại vực ngôi sao, mỗi năm ước điểm giới chi lực, có thể trên thế giới thụ sinh ra một tòa mới ngoại vực tinh thể. Mắt không dựng dục ngoại tinh thể. Ghi chú. Thế giới thụ có thể liên tiếp từng cái dị giới có thể thông qua thế giới phát dị giới, cùng là thế giới thụ có thể dục thành thị, kỳ, tinh thể thậm chí thế giới. Chú ý, thế giới thụ liên tiếp khác nhau giới, có suất bị dị giới nguyên dân phản xâm lấn. Diệp Tu phát hiện 3 cấp thế cây, chỉ là thuộc tính liền vô cùng cường đại. Tổng cộng có thể tăng lên sở hữu địa cầu người chơi 1-20% điểm kinh nghiệm. Kể từ đó, địa cầu người chơi đều có thể đạt được 18 lần điểm kinh nghiệm. Cho dù có thế giới biến cách điểm kinh nghiệm nghiêm phạt cái kia thăng cấp tốc độ cũng là còn lại ngoạn gia 4 trở lên. Thế giới kiến trúc số lượng càng nhiều, đẳng cấp càng cao phương diện này chỗ tốt lại càng lớn. Còn lại thuộc tính cơ sở tăng lên cũng thập phần không phải. Tài nguyên, binh chủng sản lượng. Còn có binh chủng thuộc tính thêm được. Bên ngoài nhất Diệp Tu xem trọng. Vẫn là thế giới thụ cái kia bí cảnh thành thị số lượng về 15% hiệu quả. Diệp Tu thiên cổ rõ ràng quân thiên phú, liền là có cái giá trị hiệu quả vốn là Diệp Tu dựa vào thần cấp thiên phú. Có thể đề thăng 25% bí mật thành thị quy mô bây giờ lại coi là thế giới thụ 15% cái kia sở hữu bí cảnh thành thị quy mô. Đều có thể đề thăng 40%. Diệp Tu sở hữu ngoại vực tinh thể bên trên, bí cảnh thánh địa thành thị khung đều là tăng nhiều trong đó mặt trăng là thu hoạch lớn nhất. Bởi vì trên mặt trăng thành thị quy mô, toàn bộ nhờ bí cảnh chống lên tới. Kể từ đó, cái này sống thêm được phía dưới. Mặt trăng thành thị số lượng, một lần hành động đột phá 1.200 không tọa. Đây chính là đạt tới mới tầng thứ. Diệp Tu thập phần quả quyết đầu nhập 102-400 điểm lực, đem mặt trăng chủ thần chức, đi tới siêu phàm chức. Cái này thần chức lập tức xảy ra long trời lở đất biến hóa. Mặt trăng tinh chủ, duy nhất thần chức. Siêu phàm xưng, toàn thuộc tính trưởng 1-280 điểm, tri thức thuộc tính thành 2-400 điểm, điểm kỹ năng trưởng thành 80 điểm. Mỗi cấp tăng thêm 6 hoàng kim điểm kỹ năng thần cấp điểm kỹ năng trưởng 1 điểm, lực trưởng thành 10 V đúc điểm, mặt trăng tinh thể bên trên. Thống soái thuộc hạ tính gây 200% hiện nay mặt trăng tinh chim theo suất 100 phù hợp thần tính loại khác. Tinh thần tính. Thăng cần điểm kinh nghiệm thăng 200%. Thăng cấp yêu cầu. Dung hợp vì thần cách phía sau, tiêu tan 48 vđ điểm thần lực, mặt trăng tinh thể thành thị quy mô đạt được 24.000 tòa ở trên, có thể thăng cấp, tiến độ 1213-024.000, kèm theo kỹ năng. Để lưu tương, mặt trăng tinh bạo mặt trăng tinh lực, cầu thần linh, nguyệt tinh ngất. Để lưu tương, mặt trăng tinh chủ có thể tụ tập mặt trăng hoa, mỗi ngày có thể trong lãnh địa đánh xuống 1200 tích đế, để lưu tương có thể gia tăng binh chủng thuộc tính cơ sở cùng tu vi. Mặt trăng tinh bạo, mỗi ngày có thể sử dụng một lần thiên cấp cấm chú mặt trăng bạo nổ, sở hữu tinh cấp khát phá, sau khi chết gây ra nên cấm chú. Mặt trăng tinh lực, mỗi ngày có thể ngưng tụ mặt trăng ngôi sao, dùng cho cường hóa thân binh chủng, mỗi có thể tăng mạnh mẽ 480 binh chủng cơ sở tính. Mặt trăng thần linh, có ở mặt trăng tinh thượng sách phong linh binh chủng, sử dụng trở thành mặt trăng ngôi sao bạn sinh thần linh. Mặt trăng ngôi sao cùng ngôi sao bóng đá chủ còn lại trên lãnh địa sở hữu thập thất giai sức chiến đấu, trước có thể sắc phong 1213 không vị bạn sinh thần linh, theo mặt trăng ngôi sao khuôn mà đề thăng danh ngạch. Mặt trăng ngôi sao ngất, có thể bạo phát mặt trăng ngôi sao ngất, theo mặt trăng tinh thể thành thị số lượng, sở hữu đa trọng hộ thể, mỗi trọng ngôi sao ngất, mỗi ngày đều có thể cung cấp một lần sống lại cơ hội. Trước sở hữu 121 trọng tinh ngất, mặt trăng tinh thể thành thị tổng số 1213 không tọa. Vọng thư thần thành, có ở mặt trăng tinh thể bên trong, định 16 tòa thành, khiến cho trở thành, có thể ủng thành tương quan thuộc tính thêm được. Đồng thời mỗi tăng thêm 1000 tòa thành thị danh ngạch, cầu ở trên vọng thư thành danh ngạch, một tòa hiện nay sở hữu 16 danh ngạch. Chương 1767, dựng dục thế giới. Canh thứ 7. Nguồn Mê truyện audio.com. Mặt trăng trước đây có 1060 không thành thị tả hữu, mặt trên còn có vài tòa bí cảnh. Diệp Tu còn chưa thực sự chiếm lĩnh. Mà mặt trăng nhiều như vậy thành thị danh ngạch, có 90% đều dựa vào bí cảnh lên. Ở bí cảnh thành thị quy mô đề thăng sau đó, mặt trăng thành thị số lượng mạnh thêm. Cái này mới có thể đạt được 1213 không thành thị quy mô 1200 không tòa thành thị. Đó là một cái cự đại đường ranh giới. Theo mặt trăng tinh chủ thần chức tấn thăng, kể cả vọng thư thần thành hiệu quả cũng xảy ra biến hóa. Vọng thư thần thành, thần cấp thành thị đặc tính, tài sản số lượng, binh chủng số lượng để 1000%, có thể lặp lại kiến trúc số lượng đề thăng 1000%, thành thị phạm vi đại sơn 000, thành phố con dân số lượng lớn núi 000, tốc độ xây dựng độ đề thăng 1000%, đối ứng thành thị sẽ sinh ra một tòa ngoài định mức ngân hà tinh quỷ, khống chế thiên quyền tinh di di chuyển. Kèm theo vọng thư đặc quyền, trên mặt trăng, kỳ kiến trúc hiệu quả. Vọng thư đặc quyền, vọng thư bên trong tòa thần thành binh chủng kiến trúc đều đề thăng một level, có thể chiêu mộ cấp bậc càng cao hơn binh chủng, cao có thể chiêu mộ thập giai binh chủng. Trên mặt trăng, thu được vọng thư thần thành danh ngạch thành thị, có thể một mạch thăng cấp một level, ở ban đầu thu được có tác dụng trong thời gian hạn định. Kỳ tích kiến trúc, vọng thư bên trong tòa thần thành sở hữu các loại kiến trúc cấp về một level, nhưng đối với truyền kỳ cấp xây, sử thi xây có hiệu lực. Vọng thư thần thành lúc này mới tăng thêm kỳ tích kiến trúc quả, có thể tăng lên các loại kiến trúc cấp. Kể từ đó, ở trong thành phố truyền kỳ kiến trúc cùng cấp độ sử thi kiến trúc đẳng cấp đều đề thăng. Diệp Tu trong lòng thì có cuối cùng. Về sau có thể đem một ít kiến trúc tận lực đặt ở thư bên trong tòa thần thành. Lúc này hắn nhiều hơn 8 tòa thư thần thành, có thể tiến hành thao tác. Vừa lúc trên mặt trăng còn có một tòa Diệp Tu trước đây theo một level bí cảnh còn chưa dung nhập chủng tộc chí bảo, còn chưa trở thành thánh địa. Diệp Tu liền cầm cái tòa này bí cảnh thử nghiệm mới. Hắn đem tử thần áo choàng dung nhập vào cái tòa này bí mật bên trong. Mặt trăng tinh thể số 5 bí mật, một level bí cảnh, thu được vong linh đến chết thần nón rộng vành lực lượng giá trị, sống bí cảnh toàn bộ số lượng, số 5 kỳ tiến hóa thành vong thánh địa. 5 bí cảnh trở thành vong thánh địa, lấy được thêm được, bí cảnh bên trong sở hữu binh chủng sao huyệt phát sinh thuế, tiến hóa, thành vong linh binh chủng sao huyệt. 5 bí cảnh dung hợp vong chí bảo, gây ra pháp bảo này chết vong thần hiệu quả, thánh sở hữu ngoài định mức chết vong thần lực năng lực. Diệp Tu cũng liền ở dung hợp phía sau thấy được thuộc tính. Đây là mới vong linh thánh địa. Vong linh thánh địa, một level thánh, có thể 0% vong linh binh chủng sản lượng, đề thăng 100% tài nguyên điểm sản lượng, có thể tăng lên vong linh binh chủng sinh ra càng cao phẩm chất binh chủng máy, vì 5%, trong thánh địa biết máy móc đại lượng soát linh giả quái, có thể thăng cấp. Như dung hợp một tòa truyền kỳ cấp bên trên vong linh xây, vong linh thánh địa có thể thăng đến 2 cấp. Kèm theo hiệu quả, vong linh triệu hoán, tử thần chi, vong linh quốc gia vong linh mộ huyệt, thần chi thành, thần lực. Hô hoán vong linh binh chủng ở vong linh thánh bên trong có thể hô hoán cùng là, mỗi vị vong linh chủng, mỗi ngày 5% tỷ lệ gọi ra một vị đồng bạn. Đồng thời vong linh binh chủng có thể phục chế từ, mỗi ngày để thăng 7% binh chủng số lượng tử thần nơi. Ở vong linh trong thánh địa thành lập thành phố hoặc thành thị thăng, sẽ ngẫu nhiên sinh mới vong chủng sao huyệt, thành phố đẳng cấp càng cao, sao huyệt đẳng cấp càng cao. Vong linh quốc gia. Vong linh thánh địa thường cách một đoạn giang, biết ngẫu nhiên thăng hai tòa vong linh chủng sao huyệt, có 10% mấy khiến cho tiến hóa, tăng lên một giai. Hiện nay làm lạnh lúc vì 24 lúc. Vong linh mộ huyệt. Đỉnh cấp vong linh binh chủng sao huyệt chỗ khu vực sẽ hình thành vong linh huyệt, đem mang thai các loại bảo vật bảo rương, vong linh binh chủng phẩm chất càng cao, tạo ra bảo càng tốt, dựng dục trương trưởng thành tốc độ càng nhanh. Tử thần thành. Vong linh tộc đỉnh cấp sao huyệt chỗ khu vực, đem hình thành tử thần chi, đem sản xuất cao hơn vong binh chủng. Vong linh thần lực. Trong thánh địa mỗi tòa thành thị sở hữu một viên đặc biệt vong linh kiến trúc căn cứ thành thị, có tỷ lệ sinh truyền kỳ kiến trúc hoặc cấp độ sử thi kiến trúc. Một level vong linh trong thánh địa thì có 45 tọa. Cái này toàn bộ nhờ cái kia 40% thành thị khung thêm được. Diệp Tu muốn cũng không phải một tòa một level thánh địa. Hắn lập tức liền khởi công kiến thiết. Đem vong linh trong thánh địa xây đầy cấp 10 thành thị lập tức thì có 179 tòa thành kiến thiết hoàn thành, đây là bởi vì theo cấp 310 thành thị hoàn thành. Vong linh thánh địa cũng đã thăng cấp làm 3 cấp thánh. Người chơi trên đời Tu La thành lập một tòa cấp 10 thành thị, thu được 32 điểm thế giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 32 điểm thế giới vang lực, địa cầu được 640 vạn danh tân sinh người chơi, danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 32 điểm thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 320 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 320 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, 40 đội vĩnh viễn hằng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 20 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, một cao cấp văn minh xây. Không, thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, thu được 1280 đội dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim nói binh chủng, 1600 đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc giả binh chủng, 40 đội ngũ trảo kim long, thập thất giai thần thoại chủng, 20 danh tiên thiên động thần linh, thập giai kim sắc thần thoại chủng, một tòa truyền kỳ cấp văn minh kiến trúc tụ linh trận hình ảnh, hạ quốc thượng quốc trong quốc gia mới tăng thêm một tòa 10 thành thị, tăng thêm 40 điểm quốc vận, mỗi một tòa cấp 10 thành thị đều sẽ sinh ra một tòa truyền kỳ cấp kiến trúc. Diệp Tu vong linh thánh địa, tốc độ lên cấp cùng giống nhau. Ở vong linh trong thánh địa kiến tạo một tòa cấp 10 thành phố, gây ra vong thần lực hiệu quả, được một tòa hai tòa, truyền kỳ kiến trúc. 17 level 910 thành thị xây xong thành. Diệp Tu đây chỉ là mở ra một đầu. Lấy được đầy đủ truyền kỳ cấp kiến trúc. Phía sau 8 tòa vọng thư thần danh ngạch. Diệp Tu đưa hết cho cái tòa này vong linh thánh địa. Vong linh trong thánh địa có 8 tòa cấp 10 thành thị, vọng thư thần thành. Người chơi trên đời Tu La thành lập một tòa cấp 11 thành thị, cấp 10 thăng cấp cấp 11, thu được 640 vạn, thu được 64 điểm thế giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 64 thế giới vang lực, địa cầu được 640 vạn danh tân sinh người chơi, danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 64 thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 640 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 640 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, 40 đội vĩnh viễn hằng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 20 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, đỉnh đầu cấp văn minh xây. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, thu được 264 không đội dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim nói binh chủng, 320 không đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc giả binh chủng, 40 đội ngũ trảo kim long, thập thất giai thần thoại chủng, 20 danh tiên thiên động thần linh, thập giai kim sắc thần thoại chủng, một tòa cấp độ sử thi văn minh kiến trúc chu thiên tinh trận. Hạ quốc thượng quốc trong quốc gia mới tăng thêm một tòa 11 thành thị, cấp 10 thăng cấp 11, thêm 4 quốc vận làm 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1768. Vong linh thần lực, đệ bát càng. Nguồn Mê truyện audio.com. Vong linh trong thánh địa tổng cộng có 8 tòa cấp 10 thành thăng cấp cấp 11. Cộng thêm Diệp Tu trước đây thăng cấp đi ra cấp 11 thành phố. Hắn thứ 33 hoàn nhiệm vụ. Tiến độ liền biến vì 28, 18. Đã hoàn thành cấp 11 thành thị nhiệm vụ vào. Đồng thời hắn cấp 11 thành thị số lượng cũng đạt 96 tọa. 8 tòa cấp 11 thành thị tưởng đã gia tăng rồi 3 truyền kỳ kiến trúc. Một tòa cấp độ sử thi kiến trúc. Còn đúng lúc là ở vong linh trong thánh địa. Vong linh trong thánh địa, cũng bởi vì vong linh thần lực phát hiện 8 tòa cấp độ sử thi kiến trúc. Ở vong linh trong thánh địa kiến tạo một tòa cấp 11 thành phố, gây ra vong thần lực hiệu quả, được một tòa vong tòa, sử thi kiến trúc. 8 tòa thơ cấp kiến trúc, đầy đủ vong linh thăng cấp đến cấp 6. Bên ngoài thành thị số lượng, đạt tới 1433 tọa. Mặt trăng thành thị số lượng đạt tới 13.847.543 tọa. Mà mỗi tăng thêm 1.000 tòa thành thị, cái kia vọng thư thần thành danh ngạch sẽ tăng thêm một. Diệp Tu đem mới tăng thêm cái tòa này cũng dùng ở vong trong thánh địa. Hắn tiện thể cũng đầu nhập đại lượng tài phú. Đem level 610 thành thị lên tới cấp 11, người chơi trên đời Tu La thành lập một tòa cấp 11 thành thị, cấp 10 thăng cấp cấp 11, thu được 640 vạn, thu được 64 điểm thế giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 64 thế giới vang lực, địa cầu được 640 vạn danh tân sinh người chơi danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 64 thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 640 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 640 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, 40 đội vĩnh viễn hàng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 20 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, một cao cấp văn minh xây. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc thu được 264 không đội dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim nói binh chủng, 320 không đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc giả binh chủng, 40 đội ngũ trảo kim long, thập thất giai thần thoại chủng, 20 danh tiên thiên động thần linh, thập giai kim sắc thần thoại chủng, một tòa truyền kỳ cấp văn minh kiến trúc tụ linh trận hình ảnh, Hà Quốc thượng quốc trong quốc gia mới tăng thêm một tòa 11 thành thị, cấp 10. Thăng cấp 11, thêm 4 quốc vận, bởi vì này chút cấp 10 thành thị là mới xây đứng lên thành thị. Diệp Tu mỗi một tòa đều gia nhập vào 6.300 ức kim. 6 tòa tiêu hao hắn 37.800 ức kim tệ. Bất quá của cải của hắn còn là vượt qua 100 ức, hoàn toàn có thể mở rộng dùng. Cái này sống thăng cấp, cũng để cho Diệp Tu tụ linh trận số lượng đạt được 60. Diệp Tu cho huyết nguyệt tinh thể cũng bố trí 10 tòa tụ linh trận hình ảnh. Hắn còn tiêu hao 4 ức, đem tụ linh trận hình ảnh đều thăng cấp đến cấp 10. Bố trí ra khỏi tụ linh đại trận. Của cải của hắn tùy theo hạ thấp 98 vạn ức, bây giờ hắn là có cơ hội liền thăng cấp. Hoàn toàn không để bụng tiền. Ở vong linh trong thánh địa kiến tạo một tòa cấp 11 thành phố, gây ra hiệu quả, được một tòa vong tòa, sử thi kiến trúc, theo vong linh trong thánh địa lại thêm ra 7 tòa lịch sử kiến trúc. Kỳ sử thơ cấp kiến trúc số lượng đạt đến 15. Truyền kỳ kiến trúc phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Vong linh thánh địa thuận thế vọt tới 7 cấp. Đây chính là một hơi thở từ một thánh địa vọt tới 7 thánh địa. Diệp Tu chỉ là đầu nhập vào không đến 4 ức mà thôi, cái tòa này 7 cấp thánh địa, cũng 2.800 tòa thành 40% thành thị quy mô nói. Thật sự là quá mạnh. Diệp Tu không có vội vã từ đó hấp thu hắc ám ma phương mảnh nhỏ. Bởi vì hắn cảm thấy cái tòa này thánh địa có thể thăng cấp đến cấp 8 thậm chí 9 cấp. Diệp Tu tài đại khí to. Dành ra thời gian tới là có thể làm như thế. Hắn cũng đem lần thứ 2 nhiều hơn vọng thư thần thành danh cho vong linh thánh. Khiến cho cấp độ sử thi kiến trúc số lượng đạt tới 16. Mà Diệp Tu cái này Namika cùng kiến thành cùng thăng cấp cũng để cho hắn một hơi thở thu được 410 vạn nguyện số lượng cao nguyện lực, làm cho Diệp Tu lần thứ 2 tăng thêm 20 miếng cỡ trung nguyện trái cây. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 1, hiện nay vào 1343, 320, 161, 320. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 1, hiện nay vào 1362, 320, 161, 320. Diệp Tu trước đây ngưng tụ đại hình trái cây nguyện vọng độ thì đạt đến 450 vạn, 500 vạn không. Lần này 200 vạn nguyện lực nhập xuống đi. Hắn lại ngưng tụ ra mới đại hình nguyện vọng quả. Nguyện lực tiến độ cũng một lần nữa vọt tới 150 vạn, 500 vạn, thu được đại hình trái cây nguyện vọng, chỉ bảo cấp cụ, từ đó lấy được 4 chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được đại hình trái cây nguyện vọng, chỉ bảo cấp cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 1, hiện nay vào 1363, 320, 162, 320. Cái này một lớp kiến thành mang tới thế giới lực ảnh hưởng có sắp xỉ 700 không. Địa cầu thế giới lực ảnh hưởng lão đảo qua 760.000. Thế giới địa cầu lực ảnh hưởng đạt được 760.000, sở hữu địa cầu gia thu được đối ứng lệ, thưởng cho 12 thập lục giai truyền thuyết binh chủng, 300 đội 15 vương giả binh chủng, phổ biến thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 12 danh luân hồi thiên, thập lục giai thần binh chủng, 300 đội ngũ hành hỗn độn tinh linh, 10 ngũ giai kim truyền thuyết binh chủng, đã trải qua thế giới biến cách sau đó. Địa cầu thế giới lực ảnh hưởng thu hoạch hiệu suất xác thực giảm mạnh còn tốt dịp tu thủ đoạn đa dạng. Địa cầu thế giới lực ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng là so với còn lại đại thế giới nhanh. Chỉ là thế giới thụ thuộc tính cơ sở, theo ta thu được cái này lớn chỗ tốt, cái thế giới xây thật lợi hại. Diệp Tu cái này sóng thao tác, cũng chỉ là ở thế giới thụ thuộc tính cơ sở phụ dưới tiến hành. Diệp Tu nhìn nửa thế giới thụ. Cái tòa này thế giới kiến trúc, khi dụng chỗ nhưng là không gì sánh được to lớn. 8 khai phát dị giới có thể. Chính là thế giới thụ trụ cột nhất năng lực. Có thể đi qua thăng cấp trưởng thành, đem cành khô cắm càng nhiều hơn dị giới. Bây giờ thế giới thụ là 3 cấp cũng đã liên tiếp đến bóng ma giới, hư linh cùng Titan giới 3 dị giới. Nếu như thế giới thụ tiếp tục thăng cấp, còn có thể liên tiếp những thứ khác dị giới. Ngân Hà Đại lục liền cửu tòa dị giới. Thế giới thụ có thể liên tiếp dị giới còn không ngừng với sông đại lục phạm vi. Nếu như thế giới thụ đẳng cấp đến rồi 5 cấp ở trên thậm chí có thể liên tiếp những thứ khác dị giới. Mà nếu muốn thế giới thụ thăng cấp, nhất định phải đem liên tiếp dị giới khai phát đến đoạn đường độ. Hôm nay là đạt được 10% mở độ liền được. Tỷ như 1.200 tòa thành thị khuôn dị giới chiếm giữ 1.200 tòa thành thị, coi như là sơ bộ phát. Chương 1769. Dựng dục thành thị diệu dụng. Thứ 9 càng. Nguồn. Mê truyện audio.com. Bây giờ bóng ma giới cùng hư linh giới đều khai phát đến rồi. Khai phát độ vượt qua xa 10%. Đó là cao đẳng tinh linh giới bỏ qua bọn họ ở 2 tòa trong dị giới địa bàn. Địa cầu cộng thêm cao đẳng tinh linh giới thành thị số lượng. Viễn siêu 10% chiếm so với. Hư linh giới thậm chí vượt qua 40%. Duy chỉ có Titan giới. Bởi vì cao đẳng tinh linh giới bị đánh lui. Titan giới thậm chí phản công trở về. Bên ngoài khai phát tiến độ vẫn là 0%. Nếu có thể khai phát Titan giới 10% thành thị, cái kia thế giới thụ là có thể lên tới cấp 4. Đây đối với Diệp Tu mà nói, cũng không tính là khó. Bất quá Diệp Tu cũng tỉ mỉ nghiên cứu một cái thế cây tác dụng. Bên ngoài chủ yếu nhất thuộc tính, chính là thế giới chi lực. Cái này cùng thế giới lực ảnh hưởng còn là không giống nhau. Thế giới lực ảnh hưởng là người chơi cùng Ngân Hà Đại lục thiên đạo sản sinh liên lực lượng. Mà thế giới chi lực là thế giới thụ từ hư không cùng cái thế giới bên trong cấp tới lực lượng. Thế giới chi lực thu hoạch cách càng nhiều. Công chiếm, thăng cấp tài nguyên điểm cùng kiến trúc đều có thể được thế giới chi lực chiếm trước, thăng cấp thành thị lấy được thế giới chi, 03 cũng so với thế lực ảnh hưởng cao. Không sai biệt lắm 1 điểm thế giới ảnh lực, sẽ chờ 10 điểm thế giới chi lực bộ dạng. Đây là chưa thế giới biến cách phía trước thế giới vang lực. Đáng tiếc ở địa cầu nhanh chóng khuếch trương trên đường, hắn không có lấy được thế giới thụ. Bất quá bởi thế giới thụ chỉ hạn quyết định từng cái nhận dị giới. Thế giới chi lực thu được. Vẫn rất có ý tứ. Đang ở Diệp Tu cho là hắn trước đây việc làm là không công lúc thế giới thụ lại bắt đầu ở địa cầu chiếm cứ âm giới, hư linh giới trong thành thị sinh thành giới cây hình chiếu. Mỗi một thành phố đều có một viên thế giới thụ hình chiếu. Kích thước là thế giới thụ bản thể 1% tả hữu, không phải đặc biệt to lớn. Nhưng là thế giới thụ chi nhánh. Thế giới thụ chính là đi qua những thứ này thế giới thụ đầu, tạo thành nhất mau mảnh nhỏ như máu vừa mới theo mà thế giới thụ có thể toàn diện hấp thu thế giới lực. Từng tòa thành thị cũng bắt đầu cung cấp thế giới lực. 9 cấp dưới thành thị, mỗi cung cấp thế lực, cùng với thành thị đẳng cấp có quan hệ. Tỷ như một tòa cấp 8 thành thị, biết cung cấp 1.280 thế giới chi lực. 7 cấp thành phố là 640 điểm thế giới chi lực. Cấp 10 ở trên thành thị thì còn có ngoài định mức thêm. Bởi vì cấp 10 ở trên thành thị thế giới thụ đầu đẳng cấp cũng có thể đạt đến cấp 10. Loại này thế giới thụ hình chiếu, mỗi ngày có thể đề thăng truyền kỳ cấp các loại kiến trúc. Đương nhiên, tăng lên là trong thành phố này truyền kỳ kiến trúc. Còn muốn ở rất nhiều trong kiến trúc ngẫu nhiên tuyển trạch. Cấp 10 trở lên thế giới thụ hình chiếu, hấp thu thế giới chi lực cũng liền càng nhiều. Cấp 10 thành thị, một tòa là có thể hấp thu được 120 điểm thế giới. Cái kia kể từ đó, chỉ cần kiến tạo 4.000 tòa cấp 10 thành thị. Vậy có thể để cho thế giới chi thụ tạo ra một. Đương nhiên, suy nghĩ đến cấp 10 trong thành phố có số lượng kiến trúc. Kiến trúc cũng có thể cung cấp đại lượng thế giới chi lực, một tòa cấp 10 trong thành thị kiến tạo. Cung cấp thế giới chi lực so với cấp 10 thành thị bản còn nhiều hơn. Cộng thêm thành thị chung quanh mạch khoáng, tài nguyên điểm cái kia thế giới chi lực có thể đột phá 2.000 điểm bên trái kể từ đó. Trên thực tế 1.000 tọa đầy cách thức cấp 10 thành. Là có thể ngưng tụ 2.000 vạn thế giới chi lực. Làm cho thế giới thụ tạo ra mới bí cảnh. Diệp Tu nhìn một chút. 10.000 điểm thế giới chi lực. Có thể tạo ra tọa một level thành thị, 2.000 vạn điểm thế giới chi lực. Có thể dựng dục một tòa một level bí cảnh. Còn như tạo ra ngoại vực tinh thể, ước chừng cần 5 ức thế giới chi lực. Cái này liền ít nhất phải chiếm giữ toàn bộ dị giới, cũng đem dị giới thành đẳng cấp cùng kiến trúc cấp đều đề thăng mới được. Coi như là Diệp Tu, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp để dành đủ thế chi lực tới dựng dục ngoại vực tinh thể. Sở dĩ cao đẳng tinh linh người chơi cũng không có pháp mở ra thế giới thụ cái này một siêu năng lực. Bọn họ chỉ là tạo ra 960 tòa thành thị bên trên cấp 41 bí cảnh mà thôi. Cái này đều là thế giới thụ vốn là có một ít chỗ. Cao đẳng tinh linh người chơi đối với lần này khai phát độ không phải thấp. Diệp Tu nhìn một chút. Làm địa cầu chiếm cứ trong thành phố cũng có giới cây hình chiếu. Những thứ này thế giới thụ hình chiếu cũng đem nên lấy được giới chi lực hấp thu tất phía sau. Thế giới chi thụ thế giới chi lực. Một lần hành động tăng tới rồi 5.600 vạn, đây cũng có thể ngưng tụ hai tòa một level bí cảnh. Bất quá Diệp Tu cũng không vội. Giống như thế giới thụ hiệu quả. Trong lòng hắn đã có đấy. Nếu muốn làm cho thế giới thụ cực nhanh phát triển, vậy cần ở trong dị giới khai cương thác thổ. Chiếm giữ lớn hơn địa bàn. Hiện giai đoạn thế giới thụ hấp thu thế giới nuôi, chỉ có thể dùng cho thăng thành thị đẳng cấp, bây giờ mỗi ngày có thể tăng lên 12 tọa dựng dục thành thị đẳng cấp. Diệp Tu hoài nghi, nếu như đem dị giới khai phát để thăng tới 100% cái kia có thể thường cách một đoạn thời gian liền nói một tòa bí cảnh cấp. Đây chính là hấp thu chất dinh dưỡng gia tăng rồi. Đồng thời khai phát dị giới, cũng có thể thu hoạch càng nhiều hơn thế giới chi lực. Thế giới chi lực, dùng cho dựng dục thành thị, bí mật cùng ngoại vực tinh thể. Diệp Tu nhất nhìn trúng là bí cảnh cùng ngoại vực ngôi sao. Sở dĩ hắn có thể trữ hàng thế giới chi lực tới mang thai những thứ này. Bất quá trước đó, Diệp Tu có thể đem dựng dục thành thị đẳng cấp nhắc tới. Như thế, dùng thế giới chất dinh dưỡng để đề thăng thành thị đẳng cấp, tỷ lệ hiệu suất giá liền cao hơn. Cái này liền cùng ở Thiên Xu tinh thể ở trên Hậu Thiên tụ đại trận đề thăng thành hiệu quả giống nhau. Nếu như phía trên đều là cấp 10 thành thị, vậy có thể mỗi ngày ổn định thu được cấp 11 thành thị. Nghĩ vậy, Diệp Tu lập tức khởi công 460. Hắn thử một chút, trên thế giới thụ thành thị, này bình quân đẳng cấp cấp 6 tả hữu. Diệp Tu chỉ cần đem từ cấp 6 thăng cấp đến 9 liền được. Điều này cần đại khái 720 ức, cái này có thể sánh bằng cấp 10 thành thị thăng cấp đến cấp 11 cần tài chính thiếu nhiều. Diệp Tu tính toán một chút. 960 thành thị nói. Vậy cần 69 vạn ức. Đây chính là một khoản lớn vô cùng tài phú. Có thể Diệp Tu bây giờ chính là muốn khai phát thế giới thụ, hắn thập phần quả quyết đem những thành thị này, toàn bộ một hơi thở thăng cấp 9 cấp. 69 vạn ức đầu tư xuống phía dưới. Diệp Tu tài phú một cái ngâm nước đến rồi 30 vạn, đây chính là Diệp Tu dùng lớn nhất một khoản tài chính. Số lượng cao tài chính đầu nhập xuống phía dưới, Diệp Tu tiền lợi cũng là rất lớn. Rất nhiều cấp 6 thành thị toàn bộ cấp vì 9 cấp thành. Mỗi tòa thành thị đều cung cấp đại khái 12 điểm giới lực ảnh hưởng. 960 thành thị. Cộng lại cũng có 1152 không thế giới ảnh hưởng địa cầu thế giới lực ảnh hưởng, tùy theo đột phá 770.000 điểm. Thế giới địa cầu lực ảnh hưởng đạt được 770.000, sở hữu địa cầu gia thu được đối ứng lệ, thưởng cho 12 thập lục giai truyền thuyết binh chủng, 300 đội 15 vương giả binh chủng phổ biến thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 12 danh luân hồi thiên, thập lục giai thần binh chủng, 300 đội ngũ hành hỗn độn tinh linh, 10 ngũ giai kim truyền thuyết binh chủng, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1770. Hấp thu thế giới chi lực, đệ thập càng. Nguồn Mê truyện audio.com. Thế giới ảnh hưởng lực phổ biến thưởng cho chỉ là bình thường. Diệp Tu thế giới chi lực tùy theo tăng vọt 1.000 vạn tả hữu. Đó là đại lượng kiến trúc thăng cấp. Diệp Tu cung cấp không ít thế giới chi lực. Nhiều như vậy 9 cấp thành thị. Diệp Tu kế hoạch còn kém một bước. Đó chính là đem các loại 9 cấp thành phố đều thăng cấp 10 thành thị. Hắn lập tức đầu nhập vào siêu cấp thành thị chi tâm. Trước đây Diệp Tu tích trữ 400 miếng tả hữu thành thị chi tâm. Đầu nhập vào sau đó, Diệp Tu lại cắt lấy đại ba thế giới ảnh lực cùng nguyện lực. Người chơi trên đời Tu La thành lập một tòa cấp 10 thành thị, 9 cấp thành phố thăng cấp cấp 10, thu được 16 điểm giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 16 điểm thế giới vang lực, địa cầu được 320 vạn danh tân sinh người chơi, danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 16 điểm thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 160 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 160 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, 20 đội vĩnh viễn hằng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 10 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, một cao cấp văn minh xây. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, thu được 640 đội 4 dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim sắc nói binh chủng, 800 đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc vương binh chủng, 20 ngũ trảo kim long, thất giai thần thoại, 10 danh tiên thiên hỗn độn thần linh, 18 giai kim sắc thần thoại binh, một tòa truyền cấp văn minh kiến trúc tụ linh trận hình ảnh. Hạ quốc thượng quốc trong quốc gia mới tăng thêm một tòa 10 thành thị, 9 cấp thành thị thăng cấp cấp 10, tăng thêm 22 điểm vận. 400 thành thị từ 9 cấp thăng cấp đến cấp 10. Đó chính là ước chừng 6-400 điểm thế giới lực ảnh hưởng, còn có ước chừng 240 vạn điểm lực. Diệp Tu lại cắt lấy 12 miếng cỡ trung nguyện vọng quả. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1364, 320, 162, 320. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1375, 320, 162, 320. Diệp Tu đại hình trái cây nguyện vọng tiến độ cũng tăng tới 270 vạn, 500 vạn. Bất quá Diệp Tu còn có 569 cấp thành thị chưa cấp. Cái này cũng không thỏa mãn Diệp Tu nhu cầu. Vậy liền đem ta bảo rương đều mở ra, tốt thu gặt một lớp chỗ. Diệp Tu vung tay lên. Cái này sống hắn tiêu hao rộng lượng tài phú. Tự nhiên là muốn bổ sung một lớp. Trong tay hắn có 1.100 cái truyền kỳ cấp bảo rương. Đây là đệ một món tiền bạc. Mở ra truyền kỳ bảo rương. Bảo rương thưởng cho 10-14 giai truyền thuyết chủng thiên đạo tu sĩ, 320 V đúc kim. 2 món đỉnh cấp đạo cụ, 8.000 V đúc điểm kinh nghiệm, 3.600 đơn cấp phụ văn thủy tinh, gây ra tài thần vận, khen thưởng thêm 320 V đúc kim tệ. Bảo rương thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 10 đội tứ giai nói binh chủng vấn đạo thiên tiên, 32 ức tiền, 2 tấm cấp độ sử thi đạo cụ thần thú triệu hoán thẻ, thập thất giai thần ảnh, 80 điểm kinh nghiệm, 3.600 đơn vị đỉnh cấp văn thủy tinh, gây ra tài thần vận, khen thưởng thêm 32 ức kim tệ. Mở ra truyền kỳ bảo rương, gây ra bảo rương săn hiệu quả, ngoài định mức được 1.000 V đúc kim tệ, 100 món cao cụ, gây ra may mắn bảo rương hiệu quả, ngoài định mức thu được 4.000 V đúc, 4.000 V đúc kinh giá trị. Gây ra tài vận, ngoài định mức 5.000 V đúc kim tệ, bảo rương thợ săn thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc ngoài định mức lấy được 50 kim tệ, 40 ức nghiệm giá trị, 100 thời gian sa lịch, gây ra tài thần vận, khen thưởng thêm 50 ức kim tệ, mỗi cái truyền kỳ cấp bảo rương là 164 ức, 1.100 cái truyền kỳ bảo rương. Làm cho Diệp Tu thu được 18 vạn ức. Trừ cái đó ra, Diệp Tu còn có 30 cái sử thi bảo rương. Cộng lại cũng không có thiếu tiền lời. Mở ra cấp độ sử thi bảo rương thưởng cho 24 thập lục giai truyền binh chủng luân hồi tu sĩ, 5 ức kim. 24 đỉnh cấp đạo cụ, 48 món đỉnh cấp đặc thù đạo cụ, 3 món truyền bảo vật, 24 điểm kinh nghiệm, 720 đơn vị cao cấp văn thủy tinh. Bảo rương thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 24 thập lục giai nói binh chủng luân hồi thiên tiên, 500 tiền, 24 món cấp độ sử thi đạo cụ 18 giai thú triệu hoán thẻ. 48 sợi tiên thiên hỗn độn chi khí, 3 món siêu thành thị chi tâm, bảo cấp đạo cụ, 2.400 ức điểm S, 720 đơn vị thần cấp văn thủy tinh. Mở ra cấp độ sử thi bảo rương, cơ sở thưởng cho phát tài thần vận, khen thưởng thêm 5 ức kim tệ. Cơ sở thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, tiếp xúc tài thần vận, ngạch thưởng cho 500 ức kim tệ. Mở ra cấp độ sử thi bảo rương, gây ra bảo rương người hiệu quả, ngạch thu được 1.000 V đúc tiền, gây ra bảo rương hiệu quả, ngoài định mức thu được 32.000 V đúc kim tệ, 40 ức kinh nghiệm. Gây ra tài thần, khen thưởng thêm 42.000 V đúc kim tệ, bảo rương thợ săn thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc ngoài định mức thu được 420 ức kim tệ, 4.000 ức điểm S, gây ra tài thần vận, khen thưởng thêm 420 ức kim, mỗi cái cấp độ sử thi bảo rương là 1.840 ức. 30 cái cấp độ sử thi bảo rương. Đó chính là 3 vạn ức. Cộng thêm bên trên mỗi cái cấp độ sử thi bảo rương 3 miếng siêu thị chi tâm. Diệp Tu lập tức lấy được 90 miếng siêu cấp thành thị tâm. Lại có 90 tọa 9 cấp thành thị cấp vì cấp 10 còn dư lại 470 tọa 9 cấp thành thị. Diệp Tu tính toán một chút. Hắn cũng liền thẳng thắn một hơi thở mở ra đến tiếp sau 8 chí bảo cấp bảo rương. Mở ra chí bảo cấp bảo rương cơ sở lệ. 48 giai truyền thuyết binh chủng thiên hỗn độn tinh. 18 ức kim tệ 96 món đỉnh cấp đạo cụ, 240 món đỉnh cấp đặc thù nói, 150 ức điểm S, 1.400 đơn vị đỉnh cấp phù văn tinh. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 18 ức tiền. Cơ sở thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 4 đội 18 giai kim sắc thần thoại binh chủng thiên hỗn độn thần. 1.800 ức kim tệ, 96 món cấp độ sử thi đạo cụ bát giai thần thú thẻ, 240 sợi tiên thiên hỗn độn chi khí, 15.000 ức kiểm nghiệm giá trị, 14.000 đơn vị thần cấp phù thủy tinh. Tiếp xúc thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 1.800 ức kim tệ. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra may mắn rương hiệu quả, ngạch thu được 1.200 V đúc kim tệ, 120 nghiệm giá trị. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 12 ức tiền. May mắn bảo rương thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc ngoài định mức thu được 1.200 ức kim tệ, 1.200 ức điểm kinh nghiệm. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 1.200 ức kim tệ. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra bảo rương người hiệu quả, ngạch thu được 40.000 V đúc tiền, 54 điểm nghiệm giá trị. gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 4 ức kim, bảo rương thợ săn thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc ngoài định mức thu được 400 ức kim tệ, 5.400 ức điểm S gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 400 kim tệ, chí bảo cấp bảo rương cho tài phú, đạt tới 6.000 ức, 8 cái bảo cấp bảo rương. Diệp Tu lấy được 4.8 vạn, số lượng cao tài phú gia trì dưới. Của cải của hắn một lần nữa đạt tới 58 vạn ức. Bây giờ tiền, dùng nhanh, kiếm cũng mau mà chủ yếu nhất là những thứ này chí bảo cấp bảo rương, cho Diệp Tu cung cấp đầy đủ siêu cấp thành phố chi tâm. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, thu được chí bảo thưởng cho một món cấp độ sử thi bảo vật, một chí bảo cấp nói, chí bảo cấp thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, phải hảo hảo, được một món thần khí mạnh nhỏ ám ma phương toái. 100 món chí bảo cấp đạo cụ siêu cấp thành thị chi, một hơi thở 7 miếng hắc ám ma mảnh nhỏ, cộng thêm 800 miếng siêu cấp thành chi tâm. Diệp Tu kiếm đầu đều nổ. Thu được hắc ám ma phương mảnh nhỏ, thần khí toái, từ đó bắt lấy 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri nghiệp thêm được thu được thăng. Thu được hắc ám ma phương mảnh nhỏ, thần khí toái, bí bảo tiền thăng cấp tiến độ về một hiện nay tiến độ 1376, 320, 163, 320. Thu được hắc ám ma phương mảnh nhỏ, thần khí toái, từ đó bắt lấy 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri nghiệp thêm được thu được thăng. Thu được hắc ám ma phương mảnh nhỏ, thần khí toái, bí bảo tiền thăng cấp tiến độ về một hiện nay tiến độ 1383, 320, 170, 320. Phụ, 7 miếng ám ma phương mảnh nhỏ có thể cho hắc ám ma phương đạt được 2 nguyên ma phương trình độ. Bất quá cũng không còn vội và dung hợp hắc ám ma phương toái. Hắn ưu tiên đem mình còn thừa lại 9 cấp thành thị. Bộ phận cải tạo vì cấp 10 thành thị, còn sở hữu siêu cấp thành thị đặc tính. Kể từ đó, thế giới thụ tạo ra thành thị. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1771. Toàn bộ cấp 10 thành thị. Đệ nhất càng. Nguồn Mê truyện audio.com. Người chơi trên đời Tu La thành lập một tòa cấp 10 thành thị, 9 cấp thành phố thăng cấp cấp 10, thu được 16 điểm giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 16 điểm thế giới vang lực, địa cầu được 320 vạn danh tân sinh người chơi danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 16 điểm thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 160 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 160 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, 20 đội vĩnh viễn hằng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 10 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, một cao cấp văn minh xây. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc thu được 640 đội 4 dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim sắc nói binh chủng, 800 đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc vương binh chủng, 20 ngũ trảo kim long, thất giai thần thoại, 10 danh tiên thiên hỗn độn thần linh, 18 giai kim sắc thần thoại binh, một tòa truyền cấp văn minh kiến trúc tụ linh trận hình ảnh. Hạ quốc thượng quốc trong quốc gia mới tăng thêm một tòa 10 thành thị, 9 cấp thành thị thăng cấp cấp 10, tăng thêm 22 điểm vận. Trên thế giới thụ, bây giờ có 960 tòa thành thị Diệp Tu cái này sống đem toàn bộ thăng cấp làm cấp 10 thành phố. Chỉ là 560 tòa thành thị từ 9 cấp thăng cấp đến 10. Liền vì Diệp Tu lấy được 8960 điểm thế giới ảnh lực. 583 địa cầu thế giới lực ảnh hưởng. Bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến 780.000 điểm. Thế giới địa cầu lực ảnh hưởng đạt được 780.000, sở hữu địa cầu gia thu được đối ứng lệ, thưởng cho 12 thập lục giai truyền thuyết binh chủng, 300 đội 15 vương giả binh chủng phổ biến thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 12 danh luân hồi thiên, thập lục giai thần binh chủng, 300 đội ngũ hành hỗn độn tinh linh, 10 ngũ giai kim truyền thuyết binh chủng, thế giới lực ảnh hưởng mang tới nguyện lực. Cũng viễn siêu lần trước. Lúc này cộng thêm thần thoại binh chủng cho nguyện lực. Đó chính là ước chừng 360 vạn nguyện lực. Diệp Tu lần thứ 2 tăng thêm 18 miếng cỡ trung nguyện vọng thật. Đại hình trái cây nguyện vọng tiến độ, cũng mau đầy. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1384, 320, 170, 320. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1401, 320, 170, 320. Hiện tại, ta 960 thành thị đều là 10 thành thị. Thế giới kia chất dinh dưỡng, mỗi ngày đều có thể để cho ta được 12 tọa cấp 11 thành thị Diệp Tu tọa trấn ở thế giới thụ bên cạnh. Nhìn thế giới chất dinh dưỡng bắt đầu phát huy hiệu quả. Dựa theo hiện giai đoạn dị giới khai phát độ, hấp thu thế giới chất dinh dưỡng, mỗi ngày có thể ngẫu nhiên đề thăng 12 thành phố các loại, chờ. Bởi trên thế giới thụ thành thị, như từng viên một trái cây, 960-12. Bởi toàn bộ đều là cấp 10 thành thị. Ngày này, liền 100% là 12 tòa thành thị thăng cấp làm cấp 11 thành phố. Đây chính là Diệp Tu kế hoạch. Hắn lập tức thấy được giống như kỳ tích một dạng cảnh. Người chơi trên đời Tu La thành lập một tòa cấp 11 thành thị, cấp 10 thăng cấp cấp 11, thu được 640 vạn, thu được 64 điểm thế giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 64 thế giới vang lực, địa cầu được 640 vạn danh tân sinh người chơi danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 64 thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 640 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 640 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, 40 đội vĩnh viễn hàng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 20 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, một cao cấp văn minh xây. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc thu được 264 không đội dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim nói binh chủng, 320 không đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc giả binh chủng, 40 đội ngũ trảo kim long, thập thất giai thần thoại chủng, 20 danh tiên thiên động thần linh, thập giai kim sắc thần thoại chủng, một tòa truyền kỳ cấp văn minh kiến trúc tụ linh trận hình ảnh, Hà Quốc thượng quốc trong quốc gia mới tăng thêm một tòa 11 thành thị, cấp 10. Thăng cấp 11, thêm 4 quốc vận, 12 tòa cấp 11 thành thị xuất hiện. AGFG, Diệp Tu cấp 11 thành thị số lượng đạt tới 111. Diệp Tu thiên cổ danh quân thiên phú tương quan tiến độ độ tăng vọt. Cấp 11 ở trên thành thị số lượng đạt được 40 tọa, 111, 40, 10 ở trên thành thị số lượng đạt được 480 không, 296 không, 480 không. Chủ yếu nhất là Diệp Tu về sau mỗi ngày đều có thể thu được 12 tọa 11 thành thị. Cái này tiền lợi hết sức kinh người. Kể cả hắn thứ 33 hoàn nhiệm vụ đều xong. Công chiếm 1.245 tọa chính cấp lên thành thành phố, cấp 10 thành thị 1.200 tọa, cấp 11 thành thị 45 tọa, chiếm bí cảnh 5, trong đó một tọa 7 thánh địa, một tọa 5 thần chi bí cảnh, hai tọa cấp 6 bí cảnh, hoàn thành Ngân Hà Thừa Series nhiệm vụ thứ 33 hoàn, nhiệm vụ độ hoàn thành cực cao. Căn cứ công chiếm thành thị số lượng, chất lượng thu được đối ứng tưởng. 5 cấp 410 văn thủy tinh mỏ. 5 cấp 47 thành thị chi tâm, một tòa cao cấp văn minh kiến trúc. Đỉnh đầu cấp văn minh xây, 3.600 danh thập giai truyền thuyết binh. Một tòa đỉnh cấp gia kiến trúc. Quét thưởng thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 5 cấp 412 phù thủy tinh quán mạch 5 cấp 49 thành thị chi, một tòa truyền kỳ văn rõ ràng kiến trúc tụ linh trận hình ảnh. Một tòa sử thi rõ ràng kiến trúc chu tinh thần trận đồ, 3.600 danh 18 nói binh chủng tiên thiên hỗn độn thần linh, một tòa cấp độ sử thi quốc gia xây thiên cung kiến trúc chi Thái Hòa Điện. Gây ra nhiệm vụ thành tựu giả hiệu quả. Nhiệm vụ lấy được thưởng cho đề thăng 90%, ngoài định mức thu được 49 tọa cấp 10 phù thủy tinh quán mạch, 49 miếng 7 thành thị chi tâm, 324 không danh 18 nói binh chủng. Quét thưởng thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 49 tọa cấp 12 phù thủy tinh quán mạch, 49 miếng 9 cấp thành thị tâm, 324 không danh 18 giai thần thoại binh chủng thiên hỗn độn thần, hoàn thành Ngân Hà truyền thừa series nhiệm vụ đệ tam tam hoàng, Ngân Hà hộ tống giả huy chương sung mãn số lần 1. Ngân Hà truyền thừa series nhiệm vụ thứ 33 nhiệm vụ hoàn thành, sống thứ 34 nhiệm vụ, thứ 33 hoàn nhiệm vụ chỉ yêu cầu xây dựng 640 trở lên 9 cấp thành phố. Diệp Tu kiến tạo lại đều là cấp 10 thành thị. Số lượng cũng đạt tới 1.200 tọa. Hoàn toàn cao một cái quy cách. Nhiệm vụ độ hoàn thành tự nhiên cao. Liên cấp 11 thành thị, cũng là 45, 18 hết. Đồng thời bí cảnh số lượng cũng là viễn siêu nhiệm vụ cầu, đạt tới 5, 3, đây chính là độ khó cao hoàn thành suất, độ khó đề thăng. Diệp Tu hoàn thành nhiệm vụ sau lệ tự nhiên cũng nói ra. Diệp Tu trực tiếp thu được 103 tọa cấp 10 mỏ lợi dụng thánh vật quốc chim, Diệp Tu mỗi ngày liền có thể nhiều đào ra 103 cái truyền kỳ cấp bảo rương. Diệp Tu cấp 10 ở trên mạch khoáng số lượng, đạt 500 tọa. Chỉ là mạch khoáng bảo rương, thì có 500 cái truyền rương. Cộng thêm thành thị bảo rương. Cái kia Diệp Tu mỗi ngày có thể thu được 960 cái truyền kỳ. Nhiều như vậy truyền kỳ bảo rương, cái kia mỗi ngày đều là lượng tài phú. Trừ cái đó ra, còn có 103 miếng 9 cấp thành thị tâm. Cộng thêm Diệp Tu đi qua cỡ trung trái cây nguyện vọng lấy được trọng lượng 9 cấp thành thị chi tâm. Diệp Tu chính mình trực tiếp động tích vượt lên trước 3009 cấp thành thị chi tâm còn có người chơi nhóm đóng góp 9 cấp thành thị chi ở phương diện này, Diệp Tu căn bản không buồn. Đồng thời Diệp Tu trong thiên cung lại thêm ra tọa bảo điện. Cái này Diệp Tu liền sở hữu 12 tọa bảo điện. Chương 1772 Thái Hòa Điện, phần 2. Nguồn Mê truyện audio.com Thiên cung. Cấp độ sử thi quốc gia kiến trúc, cấp 6. Trong quốc gia thiên tiên văn minh binh chủng sản lượng 500, nhưng hắn hiệu quả điệp gia, tu sĩ loại binh chủng tốc độ tu luyện đề thăng 300%, trong quốc gia sở khu vực linh khí nùng đề thăng 400%. Phương pháp phân loại hệ binh chủng có thể chuyển hóa thành tu sĩ loại binh chủng. Đã trói chặt quốc gia. Hạ quốc thượng quốc, 3 cấp, thăng cấp yêu cầu. Quốc gia các loại kiến trúc cấp cùng quốc đẳng cấp ngang hàng, độ thăng đến nhất đẳng quốc phía sau, thiên thăng cấp. Thiên mỗi đề thăng một level, khải một tòa thiên cung xây cùng trú đóng tiên. Kèm theo hiệu quả. Nam thiên môn, 36 ngày, 72 bảo, thiên tiên cát, vương điện, khí trời, thăng tiên, thiên đình thánh cảnh, thần thú cát. 36 thiên cung, năm, 36. Tử tiêu cung tứ tượng cung, ngọc cung, thái dương cung. Tử tiêu cung, đại trận, tinh túc đại trận. 72 bảo điện, 12, 72. Kim Loan. Thiên vương điện, bảo quan điện, linh quan điện, thông minh điện, hương điện, thái âm điện, thái dương điện, triều hội điện, ban đầu lợi điện, điện. Thái hòa điện. Thái hòa điện vì thiên cung 70 bảo điện một trong, làm cho tu sĩ tiến nhập trung tiến hành trải qua. Thông quan phía sau nên cơ sở thưởng cho cùng tiếp dẫn bên trong điện ngoài định mức bảo vật thưởng cho thiên tiên các. Thiên cung đặc thù khu nhà chi, có thể tiêu hao thần tướng những thứ khác binh chuyển hóa thành tu. Có thể chuyển hóa đủ loại số lượng cùng quốc vận có quan hệ. Căn cứ binh chủng đẳng cấp phẩm chất, chiếm giữ quốc vận bất đồng. Trước tối cao có thể 18 giai binh. Thần thú các. Thiên cung đặc thù khu nhà chi, có thể tiêu hao thần tướng thần thú chuyển hóa tu sĩ, chuyển thú, cần hao tổn đại lượng thần lực, thần thú trở thành tu sĩ phía sau, sẽ thành yêu tộc chí tôn. Thiên cung tử khí. Thiên cung có thể trở thành quốc quân tê nơi, mỗi có thể căn cứ quốc quân giới cùng quốc gia, đề thăng quốc. Hiện nay mỗi ngày có thể tăng lên 400 điểm quốc. Thăng tiên cung. 14 giai ở trên tu sĩ binh chủng vượt qua thiên kiếp tấn phía sau, có ở thăng cung thu được một xương, tăng cường thân thuộc tính cùng căn cốt, thay thế tiên cốt, có thể tăng lên binh chủng chất. Thiên đình thánh cảnh. Nên kiến trúc sở hữu một tòa thiên thánh cảnh, có thể chưởng thiên địa, là trời thánh thổ, binh xây sản lượng nói 1000%, sở binh chủng phẩm chất E1, cao nhất là vương chủng, binh chủng đẳng cấp E1, cao nhất là 18 giai binh. Có ở thiên đình thánh cảnh bên trong kiến tạo thành thị, vào thiên đình thánh cảnh vật, sẽ vì quân cung cấp thư lực hiện nay đình thánh cảnh vì cấp 6, theo quốc gia kiến trúc cấp, có thể 2048 tòa thành thị. Thiên cung bởi vì có quần tinh quốc quân gia trì. Bên ngoài đẳng cấp cũng từ 5 cấp lên tới cấp 6. Tương quan thuộc tính cơ sở gia trì có chút đề thăng. Kể cả thiên đình thánh cảnh số lượng cũng có đề thăng. Kỳ thành vì cấp 6 bí cảnh, thiên đình thánh cảnh thành thị số lượng, đạt tới 2048 tọa. Cái này có thể đều là có thể sản sinh thần lực thành thị. Diệp tu tín đồ, bây giờ đều hội tụ ở trên thiên thánh cảnh bên trong. Trừ cái đó ra, trong thiên cung còn gia tăng rồi thần các. Đây là đặc biệt nhằm vào 18 giai ở trên binh chủng kiến trúc. Có thể đem thập cửu giai cùng nhị thập giai thần thú, hóa thành tu sĩ. Có người nói trước đây thiên tiên văn minh chẳng đáng với đem thú chuyển hóa thành tu sĩ. Có thể từ ra khỏi vị kia hữu giáo vô loại thông thiên giáo chủ chi. Thiên tiên văn minh bên trong mà bắt đầu thu nhận sử dụng thú loại thành tu sĩ. Chẳng phân biệt được phi long mang sừng người, ẩm ướt sinh trứng biến hóa thế hệ, cùng là cùng tồn tại. Thiên tiên văn minh bên trong nhiều hơn đại lượng yêu tộc sĩ. Trong đó thông thiên giáo chủ thực lực đạt được chí cường cấp phía sau. Còn đem thần thú đều chuyển hóa thành yêu tộc đến. Thần thú các, phải là cùng hắn có quan hệ trừ cái đó ra, bây giờ bảo điện mới tăng thêm quá điện. Bên ngoài mặc dù không như kim loan điện. Có thể giống nhau sản xuất pháp bảo. Đồng thời Diệp Tu nhìn xuống thứ 34 hoàng đảm nhiệm yêu cầu. Quả nhiên độ khó lớn hơn. Ngân Hà truyền thừa nhiệm vụ. Trung cực truyền thừa nhiệm vụ nói rõ. Vĩnh Hằng đại lục vì trong vũ trụ, diện tích bên, tồn tại mấy năm thời gian song thành vì cùng song đại lục đồng thời đản sinh chủ thành, ở Ngân Hà thành bên trong, có cùng Ngân Hà đại cùng một nhịp thở phẩm. Nhiệm vụ yêu cầu. Thứ 34 hoàng, mời ở sông trong đại lục xây, công chiếm 800 tòa trở lên 9 cấp, trong đó cần muốn có 200 ở trên cấp 10 lấy thành thị cùng 30 cấp 11 thành thị, còn cần ở Ngân Hà đại lục trong phạm vi mới theo 4 bí cảnh, thần chi bí cảnh hoặc thánh địa có thể tính gấp đôi danh. Quét thưởng. Căn cứ thành lập, công chiếm thành phố số lượng cùng chất, có thể được phong thưởng cho. Có thể ngạch thu được Ngân Hà thừa người một lần bổ sung năng lượng cơ hội. Không thứ 34 hoàng nhiệm vụ. Cần kiến tạo 9 cấp lấy thành thị số lượng 800 tọa. So với thứ 33 hoàng số lượng lại có đề thăng. Bất quá Diệp Tu bây giờ căn bản không buồn cái này, đồng thời nhiệm vụ cần 4 bí cảnh, Diệp có thể cấp tốc hoàn thành. Tính như vậy tới. Hắn chính là muốn sớm một chút thăng cấp ra 30 tọa cấp 11 thành phố mới có thể hoàn thành 34 hoàng nhiệm. Mà có thế giới thụ. Bên ngoài mỗi ngày có thể mới tăng thêm 12 tọa cấp 11 thành thị. Cái kia tối đa 3 ngày. Là có thể làm ra đầy đủ cấp 11 thành thị. Diệp Tu đầu nhập. tự nhiên là có thu hoạch. Ngân Hà truyền thừa series nhiệm vụ thứ 33 nhiệm vụ hoàn thành, được 66 vạn điểm nguyện, bởi vì hoàn thành cao, ngoài định mức được 48 vạn điểm nguyện lực, cộng thu được 114 vạn điểm nguyện lực, gây ra nhiệm vụ thành tựu giả hiệu quả, nhiệm vụ lấy được nguyện lực đề thăng 90%, ngoài định mức thu được 1026000 điểm. Đi qua hoàn thành thứ 33 hoàn nhiệm vụ, Diệp Tu trực tiếp cắt lấy 216 vạn điểm nguyện lực, đây cũng là 10 miếng cỡ trung trái cây nguyện vọng tới tay, thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1402, 320, 170, 320. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1411, 320, 170, 320. Đồng thời đại hình trái cây nguyện vọng tiến độ cũng đạt tới 560 vạn, 500 vạn, Diệp Tu vừa được một viên đại hình nguyện vọng quả. Thu được đại hình trái cây nguyện vọng, chí bảo cấp cụ, từ đó lấy được 4 chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được đại hình trái cây nguyện vọng, chí bảo cấp cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1412, 320, 171, 320. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1773 Tuyệt tiên kiếm, canh thứ 3. Nguồn Mê truyện audio.com. Như Diệp Tu dự liệu cái dạng nào? Hắn một lần hành động thu được quả thứ 2 đại hình nguyện vọng thật. Diệp Tu trong tay dự lưu 2 chí bảo cấp bảo rương vừa lúc phát huy tác dụng. Như vậy là 2 kiện thiên thần khí mảnh nhỏ tới tay Diệp Tu lập tức mở ra hướng nguyện. Hắn lúc này là phân biệt tiến hành. Ta hướng nguyện, ta sẽ tải tới chí bảo cấp trong rương, mở ra một viên lục tiên kiếm mảnh nhỏ cùng 8 miếng chính thành phố chi tâm. Diệp Tu hướng nguyện thập phần có kinh nghiệm. Hướng nguyện xong sau, hắn lập tức liền mở ra chí bảo cấp bảo rương. Mở ra chí bảo cấp bảo rương cơ sở lệ. 48 giai truyền thuyết binh chủng thiên hỗn độn tinh. 18 ức kim tệ, 96 món đỉnh cấp đạo cụ, 240 không món đỉnh cấp đặc thù nói, 150 ức điểm S, 1400 đơn vị đỉnh cấp phù văn tinh. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 18 ức tiền. Cơ sở thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 4 đội 18833, giai kim sắc thần thoại binh chủng hỗn độn thần linh 1800 ức kim. 96 món sử thi đạo cụ, 18 thần thú triệu hoán thẻ, 240 không sợi tiên thiên động khí độ, 15.000 ức điểm kinh giá trị, 14.000 đơn vị thần cấp phù văn tinh. Gây ra tài vận hiệu quả, ngạch thu được 1.800 tiền. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra may mắn rương hiệu quả, ngạch thu được 1.200 vđ kim tệ, 120 nghiệm giá trị. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 12 ức tiền. May mắn bảo rương thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, ngoài định mức thu được 1.200 ức kim tệ, 1.200 ức điểm kinh nghiệm, gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 1.200 ức kim tệ. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra bảo rương người hiệu quả, ngạch thu được 40.000 vđ tiền, 54 điểm nghiệm giá trị. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 4 ức kim. Bảo rương thợ săn thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, ngoài định mức thu được 400 ức kim tệ, 5.400 ức điểm S. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 400 kim tệ. Chí bảo cấp bảo rương cho tài phú đạt tới 6.000 ức, Diệp Tu tài phú bắt đầu trùng kích 60 vạn ức, có đủ tiền, Diệp Tu là có thể tiếp tục mục đích bản thân kế hoạch. Hắn bước tiếp theo nhưng là muốn đem Thiên Xu tinh thể thành phố, tất cả đều thăng cấp 10. Như vậy là hắn có thể cùng cái này sống thế giới thụ giống nhau ổn định thu được cấp 11 thành thị. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, thu được chí bảo thưởng cho. Một món cấp độ sử thi bảo vật, một chí bảo cấp nói, chí bảo cấp thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, được một món thần khí mảnh nhỏ hắc ám ma phương mảnh nhỏ, 100 món bảo cấp đạo cụ siêu cấp thành thị chi tâm mà Diệp Tu lấy được đệ 9 hắc ám ma phương phía sau. Hắn vẻ mặt thỏa mãn. Đây chính là hắn trong tay đệ 44 hắc mảnh nhỏ. Thu được hắc ám ma phương mảnh nhỏ, thần khí toái, từ đó bắt lấy 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri nghiệp thêm được thu được thăng. Thu được hắc ám ma phương mảnh nhỏ, thần khí toái, bảo tiền thăng cấp tiến độ về 1, hiện nay tiến độ 1412, 320, 171, 320, bất quá lớn nhất trọng đầu hí. Vẫn là đi qua cao cấp bảo rương lấy được lục tiên mảnh nhỏ. Cái này đem là Diệp Tu bắt được đệ 10 miếng lục tiên mảnh nhỏ. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra thiên mệnh sừng hiệu quả, cùng là gây ra cao cấp bảo hiệu quả, ngạch được 8 miếng 7 cấp thành phố chi tâm, nhất kiện thần khí mảnh nhỏ. Thiên mệnh nhân vật chính cùng cao cấp bảo rương thưởng cho lấy được gấp trăm lần tăng phúc, ngoài định mức thu được 8 miếng 9 thành thị chi tâm. Miếng lục tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí mảnh nhỏ, bắt được này cái lục tiên kiếm mảnh nhỏ. Diệp Tu là có thể hứa nguyện thu hoạch mới tru tiên 4 mảnh nhỏ. Tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm đều có thể. Vậy tuyển trạch tuyệt tiên kiếm A. Thu được lục tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí toái, từ đó bắt lấy 9 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri nghiệp thêm được thu được thăng. Thu được lục tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí toái, bí bảo tiền thăng cấp tiến độ về một hiện nay tiến độ 1413, 320 không, 172, 320. Diệp Tu bắt được lục tiên kiếm mảnh nhỏ sau đó. Lập tức đem bên ngoài sáp nhập vào đi vào. Lục tiên kiếm tương quan thuộc tính lập tức xảy ra biến. Đây chính là 10 miếng thiên thần khí mảnh vụn lực lượng lục tiên kiếm mảnh nhỏ, 10. Thần khí mảnh nhỏ, đã tổ hợp 10 khối thần khí mảnh nhỏ, dung hợp càng nhiều mảnh nhỏ, có thể tăng lên thuộc tính. Thuộc tính cơ sở. Anh hùng đeo phía sau toàn thuộc tính trưởng 300 điểm, từ thuộc tính trưởng thành 500 điểm, công tính trưởng thành 2.500 điểm, kỹ năng trưởng thành 50 điểm, hoàng kim năng điểm trưởng thành 5, chỉ huy lực thành 32.000 điểm, đối với thần chỉ thương tổn đề thăng 1.300%, thống suất anh hùng toàn thuộc tính đề thăng 650%, thuộc tính trưởng thành đề thăng 500%. Đeo giả sát thần thần tính đẳng cấp E1, tối cao đạt được siêu phàm nửa cấp bậc, bội phục giả có thể được kiếm tiên thần chức. Như sở hữu Tru Thiên kiếm tiên thần chức, thì thần chức hiệu quả rộng lượng đề thăng. Kèm theo hiệu quả. Lục tiên kiếm sử dụng, tuyệt đối xuyên, giết lục thần lực sát lục bổn nguyên, tiên chi nộ, quyết, Tru Tiên trận, lục tiên thần vị, Tru Tiên tứ kiếm, mô phỏng kiếm tiên không. Lục tiên kiếm sử dụng. Căn cứ lục tiên kiếm mảnh vụn số lượng, có thể ban tặng cùng là anh hùng lục tiên sử dụng thân phận, khiến cho có sát thần thần tính, có thể được lục tiên kiếm 50% thuộc tính thêm. Có thể phát động tuyệt đối xuyên thấu năng lực. Hiện nay có thể ban tặng lục kiếm sử dụng số lượng 128, 400. Tuyệt đối xuyên thấu. Mỗi một cái lúc, có thể dùng lần tuyệt đối xuyên thấu, khả đối địch nhân tạo thành không nhìn toàn bộ ngự công kích, địch nhân vì thần chỉ trở xuống tồn tại, có tỷ lệ miễu sát địch. Bị lục tiên kiếm xuyên thấu qua phía sau, như địch tử vong, có thể tuyệt đối lực xuyên thấu. Giết lục thần lực. Lục tiên kiếm đem hấp thu trong thiên địa lực lượng chuyển thành thần lực, căn lục tiên kiếm toái số lượng, mỗi ngày thu được 1240 điểm lực. Mỗi ngày có thể tụ 2 miếng giết chóc tính thủy tinh. Sát lục bổn nguyên. Lục tiên kiếm đem ngưng tụ giết chóc nguyên, có thể sản sinh lục bổn nguyên mảnh nhỏ đem anh hùng chuyển lục tiên anh hùng, sở hữu lục tiên chức nghiệp cùng lực lượng, có thể đem còn lại binh chủng tạo vì lục tiên người hầu, lục tiên tay sai thấp vì 18 loại. Lục tiên chi nộ. Mỗi ngày có thể một lần phát động thần cấm nguyền rủ lục tiên chi, có thể hưởng đến tiên kiếm tuyệt xuyên thấu qua hiệu quả, tử vong có thể gây ra lục tiên chi nộ, lục tiên quyết. Lục tiên đấu súng giết sở hữu thần tính địch nhân phía sau, có thể luyện tự thân, nói cơ sở thương tổn. Năng điểm cùng công thuộc tính, lục tiên kiếm sử dụng có thể kế thừa nên hiệu quả, có thể bạo nổ lục tiên quyết, ngắn trong phòng đề thăng chiến lực. Tru Tiên kiếm trận. Dùng Tru Tiên kiếm bố trí Tru Tiên trận, có thể tăng lên tiên kiếm trận 2 cấp uy lực. Lục tiên thần vị. Thống suất kiếm tiên loại tu 4. 1. Đều sắp có được lục tiên thần vị, căn cứ lục tiên kiếm toái số lượng, thu được cùng là trình độ thuộc tính thêm được. Nắm giữ lục tiên kiếm hùng, sẽ ủng lục tiên thần vị thêm, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự lực và khu trừ toàn bộ hữu ích trạng thái, áp chế địch nhân một năng lực khôi phục. Tru Tiên tứ kiếm. Như góp đủ Tru Tiên tứ kiếm, gây ra 6 trang hiệu, sở hữu không cùng so sát thương. Hiện nay tập tề tiên kiếm mảnh nhỏ đạt được 10 miếng. Đến tiếp sau phải góp đủ còn lại tiên tứ kiếm toái, mới có thể tiếp tục tập lục tiên kiếm, phải các loại, chờ, lục tiên kiếm mảnh nhỏ số lượng. Mô phỏng kiếm tiên. Phát động vô hạn kiếm chế, có thể còn lại kiếm loại vũ uy lực đề thăng 1, tối đa thêm chui thần khí cấp loại vũ khí, đối với thần khí trở xuống kiếm loại vũ khí gia trì vô thượng. Ghi chú. Lục tiên kiếm vì giết lục thần tính có quan hệ thần khí, ở một thần chiến trung bị đánh vô số mảnh nhỏ. Thu tập được 2 miếng ở trên mảnh nhỏ, có thể kích hoạt lục tiên kiếm lực lượng. Truyền lục tiên kiếm đã từng chết qua đại lượng thật. Chương 1774. Quả thứ nhất tuyệt tiên kiếm mảnh nhỏ, canh thứ tư. Nguồn. Mê truyện audio.com. Lục tiên kiếm uy lực, bây giờ cùng Tru Tiên kiếm làm. Đồng thời cũng bởi vì lục tiên kiếm mảnh nhỏ số lượng đạt đến 10 miếng. Diệp Tu kế tiếp cũng chỉ có thể thu thập tuyệt tiên kiếm hãm tiên kiếm. Trước đây Diệp Tu đã làm ra quyết định. Bước tiếp theo hắn muốn thu tập chính là tuyệt tiên kiếm toái. Hắn có cùng với chính mình giả vọng. Nếu như 4 chuôi Tru Tiên kiếm số lượng đều đạt được 10 miếng. Cái này Tru Tiên tứ kiếm tạo thành Tru Tiên kiếm trận. Uy lực sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Tu trong tay còn có đại hình trái cây nguyện vọng cùng bảo cấp bảo rương. Cũng liền có thể mở đầu. Ta hứa nguyện, ta sẽ tải tới chí bảo cấp trong rương, mở ra một viên tuyệt tiên kiếm mảnh nhỏ cùng 8 miếng chín thành phố chi tâm. Diệp Tu hứa nguyện sửa lại nội dung. Trước đây là hứa nguyện thu được lục tiên kiếm mảnh nhỏ. Hiện tại toàn bộ đều là hứa nguyện thu được tuyệt tiên kiếm nát. Hứa nguyện xong sau, hắn lập tức liền mở ra chí bảo cấp bảo rương. Mở ra chí bảo cấp bảo rương cơ sở lệ. 48 giai truyền thuyết binh chủng thiên hỗn động tinh. 18 ức kim tệ 96 món đỉnh cấp đạo cụ, 240 không món đỉnh cấp đặc thù nói, 150 ức điểm S, 1.400 đơn vị đỉnh cấp phù văn không ba thủy tinh. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 18 ức kim tệ. Cơ sở thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 4 đội 18 giai kim sắc thần thoại binh chủng thiên hỗn động thần. 1.800 ức kim tệ, 96 món cấp độ sử thi đạo cụ bát giai thần thú thẻ, 240 không sợi tiên thiên hỗn động chi khí, 15.000 ức kiểm nghiệm giá trị, 14.000 đơn vị thần cấp phù thủy tinh. Tiếp xúc thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 1.800 ức kim tệ. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra may mắn rương hiệu quả, ngạch thu được 1.200 V đúc kim tệ, 120 nghiệm giá trị. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 12 ức tiền. May mắn bảo rương thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc ngoài định mức thu được 1.200 ức kim tệ, 1.200 ức điểm kinh nghiệm. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 1.200 ức kim tệ. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra bảo rương người hiệu quả, ngạch thu được 40.000 V đúc tiền, 54 điểm nghiệm giá trị. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 4 ức kim. Bảo rương thợ săn thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc ngoài định mức thu được 400 ức kim tệ, 5.400 ức điểm S. Gây ra tài thần vận hiệu quả, ngoài định mức thu được 400 kim tệ. Chí bảo cấp bảo rương cho tài phú đạt tới 6.000 ức, Diệp Tu tài phú đạt tới 59.2 vạn ức, khoảng cách 60 vạn ức chỉ có một bước ngắn. Đến tiếp sau nhất định có thể đột phá 60 vạn trăm triệu. Vậy hắn ngày mai sẽ có thể ổn định thu được 6 cái chí bảo rương. Về sau hắn mục tiêu chính là làm cho tài phú bảo trì ở 50 vạn ức ở trên, do đó mỗi ngày thu được 5 cái bảo cấp bảo rương. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, thu được chí bảo thưởng cho một món cấp độ sử thi bảo vật, một chí bảo cấp nói, chí bảo cấp thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, được một món thần khí mảnh nhỏ hắc ám ma phương mảnh nhỏ, 100 món bảo cấp đạo cụ siêu cấp thành thị chi tâm. Diệp Tu ngày hôm nay lấy được 10 cái chí bảo cấp bảo. Kết quả những thứ này chí bảo cấp trong hòm báo lái ra, toàn bộ đều là hắc ma phương mảnh nhỏ. Đây cũng là tương đương ly kỳ. Lấy được đệ 10 miếng hắc ám ma phương mảnh nhỏ phía sau hắn vẻ mặt thỏa mãn. Đây chính là hắn trong tay đệ 45 miếng hắc ám ma mảnh nhỏ. Thu được hắc ám ma phương mảnh nhỏ, thần khí, từ đó bắt lấy 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri nghiệp thêm được thu được thăng. Thu được hắc ám ma phương mảnh nhỏ, thần khí toái, bí bảo tiền thăng cấp tiến độ về một hiện nay tiến độ 1414, 320 không, 173, 320. Bất quá lớn nhất trọng đầu hí. Vẫn là đi qua cao cấp bảo rương lấy được tuyệt tiên mảnh nhỏ. Tuyệt tiên kiếm nhưng là đệ tam thanh tiên kiếm. Thiên thần khí uy lực. Vẫn là hết sức kinh khủng. Mở ra chí bảo cấp bảo rương, gây ra thiên mệnh sừng hiệu quả, cùng là gây ra cao cấp bảo hiệu quả, ngạch được 8 miếng 7 cấp thành phố chi tâm, nhất kiện thần khí mảnh nhỏ. Thiên mệnh nhân vật chính cùng cao cấp bảo rương thưởng cho lấy được gấp trăm lần tăng phúc, ngoài định mức thu được 8 miếng 9 thành thị chi tâm. Miếng tuyệt tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí mảnh nhỏ. Đáng tiếc một miếng tuyệt tiên kiếm mảnh nhỏ, còn không sống tuyệt tiên kiếm thuộc tính, ta còn cần phải nghĩ biện pháp làm quả thứ hai tuyệt tiên mảnh nhỏ mới được. Thu được tuyệt tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí toái, từ đó bắt lấy 9 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri nghiệp thêm được thu được thăng. Thu được tuyệt tiên kiếm mảnh nhỏ, thiên thần khí toái, bí bảo tiền thăng cấp tiến độ về một hiện nay tiến độ 1415, 320 không, 174, 320. Diệp Tu đối với tuyệt tiên kiếm thập phần để bụng. Đây là hắn lấy được quả thứ nhất tuyệt tiên kiếm toái. Đại biểu cho mới bắt đầu. Về sau nếu như lấy được phía sau tuyệt tiên kiếm mảnh nhỏ, bên ngoài đồng dạng có thể đạt được tru tiên kiếm trước mắt thuộc tính. 10 miếng mảnh vụn thiên thần khí. Quy lực đầy đủ kinh người. Diệp Tu đối với lần này có chính mình triển vọng. Đồng thời Diệp Tu cũng chú ý tới. Hắn 960 tọa cấp 10 thành cùng 12 tọa 11 thành phố. Cũng để cho thế giới thụ thế giới chi lực mạnh thêm 4.000 vạn điểm. Hắn một lần hành động lấy được một ức thế giới chi lực kể từ đó. Diệp Tu thì có thể làm cho thế giới thụ tạo ra mới bí cảnh tới. Diệp Tu mục tiêu, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp xuất ngoại vực tinh thể tới. Vậy cần ước chừng 5 ức thế giới chi lực, việc này gánh nặng đường xa. Diệp Tu thầm nghĩ thử trước một chút dựng dục bí cảnh hiệu. Hắn cũng liền quả đoán đầu nhập 2.000 vạn thế giới chi đi thử một chút thủy. Theo hắn đầu nhập, thế giới thụ bên trong rất nhanh thì tạo ra một đoàn đại vô cùng thật. Này cái trái cây nhanh chóng nở hoa kết trái. Ở một căn chủ yếu trên cành cây, tạo thành một level bí cảnh. Đây chính là thế giới thụ dựng dục bí cảnh năng lực khác cây cối. Kết quả lúc kết xuất tới là một quả miếng có thể ăn trái cây. Mà thế giới thụ kết quả lúc thu hoạch là 607 thậm chí ngoại vực tinh thể. Về sau thế giới thụ đẳng cấp cao, thậm chí có thể tự mình ngưng tụ ra dị giới tới. Một level kỳ thì có 45 thành thị danh ngạch. Diệp Tu lập tức tiến nhập cái tòa này bí cảnh, đem xuống dưới. Mới tinh bí cảnh, ngược lại còn có tiềm lực. Diệp Tu tiện thể cũng đem trước đây 4 ban đầu đều chiếm xuống tới. Trước đây cấp 41 trong bí cảnh, cũng đều là bị Diệp Tu thăng cấp lên cấp 10 thành phố. 5 tòa một level bí cảnh, cũng cho Diệp Tu cung cấp một vài chỗ tốt. Người chơi tái thế Tu La chủ động chiếm lĩnh một tòa một bí cảnh, thu được 20 điểm thế giới ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 20 điểm thế giới vang lực, địa cầu được 200 vạn danh tân sinh người chơi danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 20 điểm thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 200 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 200 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, đội 2 vĩnh viễn cổ long, 17 truyền thuyết binh chủng, một tòa cao cấp chủng tộc kiến trúc. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc thu được 800 đội 4 dịp thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim sắc nói binh chủng, 1000 đội 3 ma long kỵ sĩ, lục giai kim sắc binh chủng, 2 ngũ trảo kim long, thất giai thần thoại, một tòa kỳ cấp kiến trúc hắc long thần tọa, trong quốc gia mới tăng thêm một tòa một level bí cảnh, 40 điểm quốc vận. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1775. Dựng dục thế giới. Canh thứ 5. Nguồn Mê truyện audio.com. Diệp Tu tổng cộng thu được 100 điểm thế giới ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là một level bí cảnh người ý nghĩa, mời tuyển trạch bí cảnh thích ứng chủng tộc hoàn cảnh hiện nay có thể cung cấp chọn cùng sở hữu 108 cái chủng tộc, như ủng chủng tộc chí bảo, sử dụng bí cảnh hoàn cảnh triệt để phát sinh thuế biến, trở thành chủng thánh địa. Mời tuyển trạch bí cảnh thích ứng chủng tộc hoàn cảnh hiện nay có thể cung cấp chọn cùng sở hữu 108 cái chủng tộc, như ủng chủng tộc chí bảo, sử dụng bí cảnh hoàn cảnh triệt để phát sinh thuế biến, trở thành chủng thánh địa. Một level kỳ là có thể dùng chí bảo tới đổi thánh địa. Diệp Tu cũng là cam lòng cho đầu nhập. Hắn trực tiếp đem trước đây có chí bảo cấp bảo, hỗn độn tinh hạch dung nhập vào cái này bí cảnh bên trong. Hỗn độn tinh hạch là nắm giữ thần lực hiệu quả mạnh mẽ bản chủng tộc đến bảo Diệp Tu cam lòng cho đầu nhập món chí bảo này. Là bởi vì cái tòa này bí cảnh cùng thế giới thụ tương quan Diệp Tu đây là muốn thu hoạch càng nhiều hơn thế giới chi. Vì ngưng tụ mới ngoại vực tinh thể làm chuẩn bị. Theo hắn đem chủng tộc chí bảo dung nhập bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thế giới thụ số 5 bí cảnh, một level bí cảnh, được chí bảo cấp chủng bảo vật hỗn độn tinh hạch, nguyên tố tộc, lực lượng gia trì kích hoạt bí cảnh toàn bộ lực lượng, 5 bí cảnh tiến hóa làm thánh địa. Thế giới thụ số 5 bí cảnh vì nguyên tố thánh. Thu được thánh địa thêm được, bí cảnh bên trong sở hữu binh chủng sao huyệt sinh thuế biến, vào, trở thành nguyên tố tộc binh chủng sao huyệt. Thế giới thụ số 5 bí cảnh dung hợp chí bảo cấp bảo vật hỗn độn nhiệt hạch, nguyên tố tộc, gây ra nên hỗn độn thần hiệu quả, thánh địa sắp có được ngoài định mức hỗn độn thần lực có thể. Diệp Tu cũng liền ở dung hợp phía sau thấy được mới thuộc tính. Đây là mới nguyên tố thánh địa. Nguyên tố thánh địa. Một level thánh, có thể tăng lên 200% nguyên tố binh chủng sản lượng, đề thăng 100% tài nguyên điểm sản lượng, có thể tăng lên nguyên tố binh chủng sinh ra càng cao phẩm chất binh chủng mấy, hiện nay vì 10%, trong thánh địa biết ngẫu nhiên đại lượng soát nguyên tố giả quái, có thể thăng cấp. Như dung hợp một tòa truyền kỳ cấp thượng nguyên làm xây. Nguyên tố thánh địa có thể thăng đến 2 cấp. Kèm theo hiệu quả. Nguyên tố dung hợp, hỗn độn chi, hỗn độn trì, làm bảo địa, hỗn thần lực. Nguyên tố dung hợp. Nguyên tố binh chủng ở nguyên tố thánh bên trong có thể tự động dung, trở thành hỗn độn chủng, vốn có tính, phẩm chất thăng. Đồng thời nguyên tố binh chủng có thể phục chế tự thân, mỗi ngày thăng 5% binh chủng số lượng. Chốn hỗn độn. Ở nguyên tố trong thánh địa thành lập thành phố hoặc thành thị thăng, sẽ ngẫu nhiên sinh mới nguyên chủng sao huyệt, thành phố đẳng cấp càng cao, sao huyệt đẳng cấp càng cao. Hỗn độn trì. Nguyên tố thánh địa thường cách một đoạn lúc, biết ngẫu nhiên nói một tòa nguyên tố binh sao huyệt các loại, chờ. Có 15% tỷ lệ bên ngoài tiến hóa, tăng lên một giai. Hiện nay thời gian côn.govn 48 giờ đồng hồ. Nguyên tố bảo địa. Nguyên tố trì chỗ ở khu vực sẽ hình thành nguyên tố bảo địa, đem dục ra các loại cùng bảo rương, làm binh chủng phẩm chất càng cao, tạo ra bảo vật càng tốt, dục bảo rương thành tốc độ càng nhanh. Hỗn độn thần lực. Trong thánh địa mỗi tòa sở hữu một viên đặc biệt hỗn độn kiến trúc căn cứ thành thị, có tỷ lệ sinh truyền kỳ kiến trúc hoặc cấp độ sử thi kiến trúc. Nguyên tố thánh địa có hỗn độn thần lực hiệu quả, thánh địa thăng cấp có vẻ hết sức dễ dàng. Diệp Tu đầu nhập vào 179 miếng cấp 10 thành chi để bên ngoài xảy ra lớn đại thuế biến. Bên kiến thiết, nguyên tố thánh địa liền bên thăng cấp. Diệp Tu thu hoạch cự đại. Thành thị quy mô mới có thể đạt được 179 tọa. Người chơi trên đời Tu La thành lập một tọa cấp 10 thành thị, thu được 32 điểm thế giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 32 điểm thế giới vang lực, địa cầu được 640 vạn danh tân sinh người chơi, danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 32 điểm thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 320 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 320 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, 40 đội vĩnh viễn hàng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 20 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, 1 cao cấp văn minh xây. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, thu được 1280 đội dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim nói binh chủng, 1600 đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sát giả binh chủng, 40 đội ngũ trảo kim long, thập thất giai thần thoại chủng, 20 danh tiên thiên động thần linh, thập giai kim sát thần thoại chủng, 1 tòa truyền kỳ cấp văn minh kiến trúc tụ linh trận hình ảnh, Hạ Quốc Thượng Quốc trong quốc gia mới tăng thêm 1 tòa 10 thành thị, tăng thêm 40 điểm quốc vận. Nguyên tố thánh địa từ 1 level, Giang liền vọt tới 3 cấp. Cái này toàn bộ nhờ hỗn độn thần lực hiệu quả. Nguyên tố trong thánh địa nhiều hơn 179 tọa truyền kỳ. Ở nguyên tố trong thánh địa kiến tạo 1 tòa cấp 10 thành phố, gây ra hỗn thần lực hiệu quả, được 1 tòa ác tọa, truyền kỳ kiến trúc. Cái này lập tức lại là một khoảng thế giới chi lực. Lại tăng thêm thánh địa thăng cấp cho thế giới chi lực, Diệp Tu một hơi thở liền kiếm trở về 1.500 vạn thế chi lực. Đến tiếp sau cái tòa này trong thánh địa cấp 10 thành thì muốn thăng cấp đến cấp 11, cái kia thánh địa còn có thể tiếp tục thăng cấp. Cái này không phải là cái gì việc khó. Dù sao trên thế giới thụ thành thị, mỗi ngày đều có thể có 12 tọa thăng cấp. Ngẫu nhiên đến nguyên tố trong thánh địa tỷ lệ vẫn là lớn. Đến lúc đó thánh địa thăng cấp, Diệp Tu có thể tiếp tục kiến tạo thành thị. Cái này thế giới thụ là có thể cấp tốc trổ mã. Diệp Tu kế tiếp liền cầm trên tay 10 miếng hắc ám ma phương mảnh nhỏ, tiền triệu, toàn bộ hòa tan vào hắc ám ma phương bên trong. Hắn hắc ám ma phương mảnh nhỏ số lượng đạt tới 45 miếng. Đây hoàn toàn đạt tới 2 nguyên ma phương tiêu chuẩn, chỉ thấy hắc ám ma phương không ngừng cuốn. Mỗi một lần cuốn đều có 1 viên hắc ám ma phương mảnh nhỏ dung nhập bên ngoài. Hắc ám ma phương dường như nhiều hơn, càng nhiều hơn không? Vốn là 444 ma sảnh, dường như biến thành 999 ma phương. Đây chỉ là mặt ngoài biến hóa. Là trọng yếu hơn chính là hắc ám ma phương bên trong trụ biến hóa. Một cổ không có gì sánh kịp lực lượng ở hắc ám ma nội bộ bạo phát. Đó là mới vũ trụ ra đời một dạng. Đó là nhất nguyên nội vũ trụ biến thành 2 nguyên bên trong trụ. Diệp Tu hắc ám ma phương cũng tùy chi phát sinh biến. Thuộc tính hoàn toàn khác nhau. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1776. Nguyên tố thánh địa. Canh thứ 6. Nguồn: Mê truyện audio.com. Hắc ám ma phương, 2 nguyên ma phương. Thần khí mảnh nhỏ, đã tổ hợp 40 khối ở trên thần khí mảnh nhỏ. Tổ hợp cả thần khí, nguyên ma phương, bởi vì hắc ám ma phương nhiều nguyên ma phương đặc biệt, có thể dung hợp càng mảnh nhỏ, có thể nói thuộc tính. Thuộc tính cơ sở. Anh hùng đeo phía sau toàn thuộc tính trưởng với 6.000 điểm, tự do thuộc tính trưởng thành về 1.200 điểm, năng điểm trưởng thành về 200 điểm, hoàng kim điểm kỹ năng trưởng thành về 12 điểm. Chỉ huy lực trưởng thành về 240 vđ điểm, thống hắc ám hệ toàn thuộc tính đề thăng 350%, giai bậc đề thăng 1 level, không cao 18 giai. Đeo giả hắc ám thần tính đẳng cấp E1, tối cao đạt được siêu phàm nửa cấp bậc, bội phục giả có thể được ma quân thần chức. Như sở hữu hắc ám ma quân thần chức, thì thần chức hiệu quả rộng lượng đề thăng. Kèm theo hiệu quả: hắc ám thần sứ, tuyệt đối thủ, hắc ám thần lực, hắc ám bản nguyên, ám phong ấn, nghịch chuyển, nhiều ma phương, vũ trụ ma phương chi lực. Hắc ám thần sứ. Căn cứ hắc ám ma phương mảnh nhỏ số lượng, có thể ban thưởng bất đồng anh hùng hắc thần sứ thân phận, chức, khiến cho sở hữu hắc ám thần tính có thể được hắc ám ma phương 50% thuộc thành. Hiện nay có thể ban tặng hắc ám thần sứ số lượng 480-1620. Tuyệt đối thủ hộ. Mỗi một cái lúc, có thể dùng lần tuyệt đối thủ hộ, có thể chống đỡ ngăn cản hắc ám ma phương có thể thừa 670 toàn bộ lực, tuyệt đối thủ hộ đối với dưới trướng bộ đội có hiệu lực. Tuyệt đối bảo vệ tiếp theo 30 phân, có thể phân biệt sử dụng. Hắc ám thần lực. Hắc ám ma phương đem hấp thu thiên chi giữa lực lượng hóa thành thần lực, theo hắc ám ma mảnh nhỏ số lượng, thiên có thể được 64.000 điểm thần lực. Mỗi có thể ngưng tụ 5 miếng ám thần tính thủy tinh hắc ám bản nguyên. Hắc ám ma phương đem ngưng tụ hắc bổn nguyên, có thể sinh hắc ám bản nguyên toái, đem anh hùng là đen ám anh, sở hữu hắc ám chức nghiệp cùng lực lượng. Hắc ám phong ấn. Hắc ám ma phương có thể bố đưa hắc phong ấn, dùng cho ấn mục tiêu, sử dụng các loại chờ thần lực cấp bậc thần chỉ thời gian ngắn mất đi thần tính, thần lực. Hắc ám phong ấn có thể phong ấn không gian sử dụng địch nhân không cách nào mở khu vực mục tiêu ma phương nghịch chuyển. Công kích hắc ám ma phương đeo thương tổn, đem 60% bị nghịch chuyển địch nhân công kích, như di chuyển tuyệt đối thủ hộ thì sở hữu công kích đều sẽ nghịch chuyển. Nhiều nguyên ma phương. Hắc ám ma phương có thể thông qua cấp 7 cấp ở trên bí cảnh, thánh địa lực lượng tới thu được ngoài định mức hắc ám ma phương toái, mỗi tòa thánh địa, bí cảnh tối đa hấp thu một lần lực lượng. Thành hắc ám ma, AJBG, phương mảnh nhỏ, hiện nay vì hai ma phương. Nếu có hai cái hai nguyên ma phương, 80 miếng hắc ám ma phương toái, có thể tổ hợp ba nguyên ma phương, vũ trụ ma phương. Căn cứ hắc ám ma phương nhiều tính, có thể hình nội vũ trụ, hắc ma phương bên trong có thể theo hắc ma phương di động. Hiện nay vì hai nguyên nội vũ trụ. Ma phương chi lực. Có thể đem hắc ám ma phương ngưng tụ một đoàn, công kích người, căn cứ hắc thần sứ số lượng nội vũ trụ huống hồ, đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Ghi chú. Hắc ám ma phương vì hắc ám thần tính có thần khí, lần hai thần chiến trung bị thành vô số toái. Như thu tập được hai trở lên mảnh nhỏ, có thể kích hoạt hắc ám ma phương lực lượng đồn đại hắc ám ma vì một vị hắc ám thần bản mệnh. Hắc ám ma phương trở thành hai nguyên ma phương. Bên ngoài tương quan thuộc tính tất cả đều tăng vọt. Thuộc tính cơ sở biến đến thập phần khoa trương. Diệp Tu thăng một level, thu được thuộc tính cơ sở bên trên người khác thăng lên trăm cấp. Đây chính là thần khí mang tới biến hóa. Cho dù là đồng cấp thần chỉ, có hay không có hoàn chỉnh thần khí bản thân, đó cũng là chênh lệch thật lớn. Giống như hư không thần quốc có thể lung lạc cái này, cũng là bởi vì hư không thần quốc có thể đại lượng sinh hư không thần tinh. Có thể dùng hư không thần chỉ nhóm tử tâm tháp địa cùng hư không thần quốc hỗn biểu hiện tốt, vậy có thể thu được hư không thần tinh ngày xưa tà thần nhóm cũng giống như nhau đạo lý. Bọn họ là dùng tà thần chiếp tới lung lạc còn lại để trở thành ngày xưa thần. Thậm chí còn đưa bọn họ cải tạo vì tà thần. Có thể tà thần tâm phiến dụng tâm liền hiểm ác đáng sợ nhiều tà thần chiếp ở cải tạo tà thần lúc. Cũng đem bên ngoài linh hồn toái phiến tước đoạt một tia dưới. Tà thần chiếp có thể khống chế tà thần. Bây giờ hắc ám ma phương trở thành hai nguyên ma phương. Diệp Tu hắc ám thần sứ số lượng cũng liền đạt được 1620 không danh. Hắc ám ma phương bên trong nội vũ trụ cũng thay đổi hai nguyên nội vũ trụ. Nhất nguyên nội vũ trụ trở thành hai nguyên nội vũ trụ. Đó chính là chỗ tốt lớn nhất cùng biến hóa. Nội vũ trụ, hai nguyên nội vũ trụ. Thành hình 72 thiên, nhất nguyên vũ trụ thành hình lúc tương gia, hình bên trong, đầu nhập đại lượng tài nguyên, tài phú cùng thần lực, có thể dùng vũ trụ hình thành một tinh vực. Tinh vực có thể hình thành nhỏ bé thể cùng ngoại vực thể, có thể hình thành đặc biệt quy tắc, tối đa có thể hình thành hai dị giới. Kèm theo hiệu quả. Thần bí tinh vực, vũ trụ đến, thần kỳ bí cảnh thần bí tinh vực. Căn cứ hắc ám vũ trụ ma phương mảnh nhỏ số lượng, trước cùng sở hữu 91 khỏa hình tinh thể, 3 ngoại vực tinh thể đang sinh thành trung. Mỗi khỏa mini tinh thể, mỗi ngày có thể tăng 4 tòa thành thị, mỗi tòa ngoại vực tinh thể, mỗi ngày có thể gia tăng 40 tòa thành thị số lượng vũ trụ chí bảo. Như nội vũ trụ hình thành trong lúc dung nhập đặc thù bảo, có thể sử dụng vũ trụ phát sinh biến hóa, cũng sử dụng pháp bảo này vật trở thành vũ trụ chí bảo, cùng nội vũ trụ cộng đồng trưởng. Thần kỳ bí cảnh. Tại ngoại vực tinh thể thành hình quá trung, mỗi 7 ngày, ngoại vực tinh thể có thể gia tăng một tọa một level bí mật, mỗi 30 ngày, có thể gia tăng một thần chi bí cảnh. Chứng kiến hai nguyên nội vũ trụ thuộc tính phía sau. Diệp Tu chỉ có một ý tưởng. Đó chính là hắn có thể không ngừng thăng cấp hắc ma phương. Kéo dài nội vũ trụ thành hình thời gian. Bởi vì nhất nguyên nội vũ trụ thành hình thời gian chưa kết thúc, ta đem hắc ám ma phương cấp vì hai nguyên, kể cả nguyên vũ trụ trực tiếp liền tiến vào hai nguyên vũ trụ thành hình kỳ nhất nguyên vũ trụ thế giới, thì có càng nhiều hình thời gian thu được hắc ám ma phương, hai nguyên thần khí, từ đó bắt được 160 điều chân lý điều số lượng, chân lý tiên tri chức thêm được thu được nói, hai nguyên thần khí trực tiếp cho Diệp Tu 160 điều số lượng. Đây chính là không sai biệt lắm có thể nhiều quán chú một vị sửa trình độ. Diệp Tu bây giờ cũng chánh thức có thể quán chú 30 danh sửa. Mỗi ngày có thể bồi dưỡng càng nhiều hơn tu sĩ. Đồng thời Diệp Tu đi qua chân lý thăm dò. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu hắc ám ma phương ẩn giấu hiệu quả. Chương 1777. Hai nguyên ma phương. Canh thứ 7. Nguồn. Mê truyện audio.com. Hắc ám ma phương bên trong nội vũ trụ. Chắc là ở nhất nguyên nội vũ trụ thành hình sau đó đem hắc ám ma phương thăng cấp làm hai nguyên nội vũ trụ. Hai nguyên nội vũ trụ sẽ sinh ra mới tinh thể. Cái này liền cùng hai cái một nguyên ma phương hợp thành hai nguyên phương giống nhau. Đây chính là hai cái chia lìa nội vũ trụ. Mà Diệp Tu cái này sống ở nhất nguyên nội vũ trụ còn chưa hình lúc, liền đem ám ma phương thăng cấp hai nguyên ma phương. Cái kia hai nguyên nội vũ trụ chính là hoàn toàn nhất thể, hai người cùng nhau trưởng thành. Thậm chí ngay cả thành thời gian dài đều kéo dài nhất nguyên nội vũ trụ sinh ra ba. Còn có 12 ngày thời gian trưởng thành. Mà hai nguyên nội vũ trụ, vốn là có 60 ngày thời gian dài. Bây giờ hai người tương gia. Chờ vì vậy hai người cũng còn có 72 ngày trưởng thành gian. Cái này có thể sánh bằng cái gì cũng có ý nghĩa. Thời gian trưởng thành càng nhiều. Nội vũ trụ bên trong ngoại vực tinh thể cùng mini tinh thành thì kích thước lớn. Nếu là thật đến rồi không phải có thể vãn hồi thời khắc nội vũ trụ là có thể gánh chịu nhiều người hơn 72 ngày thời gian trưởng thành, mỗi tòa ngoại vực thể, mỗi ngày có thể thêm 40 tòa thành thị khuôn, cộng thêm thiên phú, đó là mỗi ngày 50 tòa thành thị. Hai nguyên nội vũ trụ thành hình lúc, ngoại vực ngôi sao ít nhất đều có 3.500 tòa thành thị. Thêm ban đầu thành thị thì có 430 không tòa thành thị, đây là toàn bộ đều đạt được thần chức A. Diệp Tu nội vũ trụ bên trong bây giờ có 91 khỏa mini tinh thể. Đó là hai nguyên nội vũ trụ căn cứ hắc ám ma phương mảnh nhỏ, ban đầu liền 90 khỏa mini ngôi sao. Còn có Diệp Tu chính mình đầu nhập đại lượng tại phú sinh một viên mini thể. Cộng lại thì có 91 khỏa. Trừ cái đó ra, hai nguyên nội vũ trụ bên trong còn nhiều hơn ra khỏi một viên vực tinh thể. Đó là hai nguyên nội vũ trụ mới tăng thêm ban đầu ngoại tinh thể. Cộng thêm phá quân cùng thất sát. Chính là 3 viên ngoại vực tinh thể. Như vậy viên thứ 3 ngoại vực tinh thể đã bảo lan tinh thể A. Diệp Tu cho viên thứ 3 ngoại vực tinh thể nổi lên cái tức giận tên. Phá quân, thất sát cùng tham lang tề tụ. Cái này có thể đều là quả quyết sát phạt tinh thần. Diệp Tu cũng liền trở thành tham lang tinh chủ. Tham lang tinh chủ, duy nhất phó chức. Siêu phàm xưng, toàn thuộc tính trưởng tới 20 điểm, tri thức thuộc tính trưởng thành 36 điểm, điểm kỹ năng trưởng thành 10 điểm, mỗi năm cấp tăng thêm 4 hoàng kim điểm, chỉ huy lực trưởng thành 15.000 điểm, ở tham lang tinh bên trên, thống soái bộ đội toàn thuộc tính 60%. Hiện nay tham lang thể chiếm giữ suất 100%. Kèm theo kỹ năng. Tham lang tinh bạo nổ, tham lang thần linh tham lang tinh bạo nổ. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần thần cấm nguyền rủa tham lang tinh, sở hữu tinh bạo khác phá hư. Sau khi chết có thể phát nên cấm chú. Tham lang tinh lực. Mỗi ngày có thể ngưng tụ tham lang tinh, dùng cho cường hóa thân binh chủng, mỗi có thể tăng mạnh mẽ 48 loại thuộc tính cơ sở. Tham lang thần linh. Có ở tham lang tinh thượng sách phong linh binh chủng, sử dụng trở thành tham lang tinh bạn sinh thần linh. Tham lang tinh cùng lang tinh chủ còn lại trên lãnh địa sở hữu thập thất giai sức chiến đấu, trước có thể sách phong 800 vị bạn sinh thần linh, theo tham lang tinh quy mà đề thăng danh ngạch. Tham lang tinh thể ban đầu cũng là 800 tòa thành thị. Diệp Tu trở thành tham lang tinh chủ, cũng liền thu được tương quan thêm được. Cái này sống Diệp Tu cũng là thập phần vui vẻ. Tham lang tinh thể còn có 72 ngày thời gian trưởng thành, cái kia tiềm lực trưởng thành là thập phần cự đại. Diệp Tu có cự đại nắm chặt. Có thể ở cái này 7 trong vòng 2 ngày. Đem hai nguyên ma phương thăng cấp làm 3 nguyên ma phương. Đến lúc đó, tình huống tương tự còn có thể phát sinh. Tham lang tinh thể cực hạn, hoàn toàn không chỉ như thế, đồng thời Diệp Tu vẫn còn ở không ngừng thu được mới tụ trận đồ. Hắn bây giờ đang ở đem tụ linh trận hình ảnh đặt ở phá tinh thể bên trên. Đây là muốn ưu tiên ở phá quân tinh thể bên trên kiến thiết tụ linh đại trận. Mỗi tòa tụ linh trận hình ảnh đều bị Diệp Tu thăng cấp đến cấp 10. Chỉ cần lại góp đủ 10 tòa tụ linh trận hình ảnh, Diệp Tu có thể làm ra một tòa tụ linh đại trận. Bây giờ Diệp Tu tụ linh trận hình ảnh tổng số đạt được 56 tòa. Còn kém 4. Thứ 6 tòa tụ linh đại trận là có thể thành hình. Thần kỳ bí cảnh phối hợp lên hậu thiên tụ linh đại, hiệu quả kia tất không sai. Diệp Tu quan tâm đến hai nguyên nội vũ trụ kèm theo kỳ bí cảnh hiệu quả đó cũng là biết tăng thêm ngoại vực tinh thể bí cảnh số lượng năng lực. Đây là phổ huệ năng lực. 3 tòa ngoại vực tinh thể. Mỗi 7 ngày đều có thể mới tăng thêm một tòa một level bí cảnh, cái kia 72 ngày thời gian trưởng thành. Ít nhất chính là 10 tòa một level cảnh. Trừ cái đó ra, không còn có mỗi 30 ngày một tòa thần chi bí cảnh. Vậy được thời gian dài kết thúc, ít nhất cũng có 2 tòa thần chi cảnh. Điều này thật sự là chua xót thoải mái. Phối hợp hậu thiên tụ linh đại trận sử dụng, hiệu quả tốt hơn. Đang tò mò tích lực làm lạnh tốt lắm, liền lại tiến hóa một tụ linh trận hình ảnh A. Diệp Tu nhìn đồng hồ. Kỳ tích của hắn chi lực làm lạnh hoàn tất. Diệp Tu có thể lại tiến hóa một tòa truyền kỳ kiến trúc. Cái này căn bản không nên do dự. Nhất định là ưu tiên tiến hóa tụ linh trận hình ảnh. Tụ linh trận hình ảnh biến tiên thiên tụ linh trận hình ảnh. Vậy cũng so với hiệu quả gì đều tốt. Diệp Tu còn muốn góp đủ 10 tòa tiên thiên tụ linh trận, tổ hợp ra trước tụ linh đại trận đâu, ta có thể tổ hợp ra 2 sau hậu thiên tụ đại trận, hoặc là hợp bước phát triển mới phía sau tụ linh đại trận. Không, vậy hay là trước truy cầu số lượng a? Diệp Tu suy tư khoảng khắc. Hay là đem thực nguyệt tinh thể ở trên một tòa cấp 10 tụ linh trận hình ảnh, thăng làm tiên thiên tụ trận đồ. Cái này một lớp tiến hóa. Tụ linh trận hình ảnh trực tiếp thuế biến. Bao phủ thực nguyệt tinh thể tụ linh đại trận. Cũng liền lột xác thành hậu thiên tụ linh đại trận, một. Thực nguyệt tinh thể lập tức kích phát tương quan hiệu quả căn cứ hậu thiên tụ linh đại trận đồng thiên phúc địa quả. Thực nguyệt tinh thể bên trong lập tức nhiều hơn một tòa một kỳ. Đồng thời thực nguyệt tinh thể mỗi ngày gia tăng thành thị khuôn đạt tới 20 thành thị. Tinh thể tốc độ phát triển gấp bội. Cái này sống chỗ tốt cự đại. Đồng thời Diệp Tu cũng có thể nếm thử tiến hành hắn tìm. Nếu như thiên xu tinh thể cùng thực nguyệt tinh thể thành đều thăng cấp làm 10. Như vậy hai tòa tinh thể dựa vào hậu thiên tụ linh đại. Mỗi ngày cũng có thể ổn định thu được cấp 11 thành thị. Cấp 11 thành thị, Diệp Tu căn bản không ngại nhiều. Hắn phải làm chính là tại loại này tinh thể đến tiếp sau kiến thiết thành. Tất cả đều ưu tiên thành lập cấp 10 thành thị. Bởi vì một level bí cảnh còn chưa dung hợp thánh địa. Diệp Tu cũng sẽ không sốt ruột ở mới tăng thêm bí cảnh kiến thiết cấp 10 thành. Mà là trước tiên ở thực nguyệt tinh thể mỗi ngày gia tăng 20 tòa thành thị danh ngạch kiến tạo cấp 10 thành phố. Mới xây 20 tòa cấp 10 thành thị, đối với Diệp Tu tới thực sự không tính là thập đinh. Chương 1778 Hai nguyên nội vũ trụ Đệ bát càng Nguồn Mê truyện audio.com Người chơi trên đời Tu La thành lập một tòa cấp 10 thành thị, thu được 32 điểm thế giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 32 điểm thế giới vang lực, địa cầu được 640 vạn danh tân sinh người chơi danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 32 điểm thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 320 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 320 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, 40 đội vĩnh viễn hàng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 20 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, một cao cấp văn minh xây. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc thu được 1280 đội dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim nói binh chủng, 1600 đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc giả binh chủng, 40 đội ngũ trảo kim long, thập thất giai thần thoại chủng, 20 danh tiên thiên động thần linh, thập giai kim sắc thần thoại chủng, một tòa truyền kỳ cấp văn minh kiến trúc tụ linh trận hình ảnh Á Hạ quốc thượng quốc, 8 ngũ linh, trong quốc gia tăng một tòa cấp 10 thành phố, tăng thêm 40 quốc vận, 20 tòa cấp 10 thành thị. Cung cấp bé nhỏ không đáng kể thế giới lực ảnh hưởng chỉ là tiện thể làm cho Diệp Tu gia tăng rồi 42 vạn điểm lực. Hắn ngưng tụ ra hai miếng trung trái cây nguyện vọng, thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được hai điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1416, 320, 174, 320. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được hai điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1417, 320, 174, 320. 20 tòa kiến thiết sau khi hoàn thành. Vừa lúc gặp phải hậu thiên tụ linh đại trận cao đẳng thành phố hiệu quả gây ra trong đó có hai tòa cấp 10 thành tấn thăng làm 11 đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Người chơi trên đời Tu La thành lập một tòa cấp 11 thành thị, cấp 10 thăng cấp cấp 11, thu được 640 vạn, thu được 32 điểm thế giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 32 điểm thế giới vang lực, địa cầu được 640 vạn danh tân sinh người chơi danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 32 điểm thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 320 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 320 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng. 40 đội vĩnh viễn hàng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 20 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, một cao cấp văn minh xây. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc thu được 1280 đội dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim nói binh chủng, 1600 đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc giả binh chủng, 40 đội ngũ trảo kim long, thập thất giai thần thoại chủng, 20 danh tiên thiên động thần linh, thập giai kim sắc thần thoại chủng. Một tòa truyền kỳ cấp văn minh kiến trúc tụ linh trận hình ảnh, Hà Quốc Thượng Quốc trong quốc gia mới tăng thêm một tòa 11 thành thị, cấp 10 thăng. Cấp 11, thêm 4 quốc vận, chờ góp đủ đầy đủ tiền sau đó, liền đem khu tinh thể thấp thành thị tất cả đều lên tới cấp 10. Diệp Tu liệt hạ lại một giai đoạn mục tiêu. Ở trên thế giới thụ, Diệp Tu đã thử qua hắn kế hoạch. Hiệu quả tốt. Lượng sản cấp 11 thành thị. Chỗ tốt đó là thật to. Hắn cũng liền có thể phổ biến đã có hậu thiên tụ linh trận thực nguyệt ngôi sao cùng thiên xu tinh thể. Hai cái này tinh thể ở trên thành thị số lượng thiếu. Hậu thiên tụ linh đại trận mỗi ngày thăng cấp thành thị số lượng cũng nhiều. Đây mới là cực kỳ có tỷ lệ hiệu suất giá tuyển trạch. Quan kiến tạo thành thị còn không được, còn cần phát dị giới mới được. Tiếp theo giai đoạn, chúng ta người chơi ảnh giới cùng hư giới đều lấy xuống đi. Diệp Tu định ra rồi mục tiêu. Địa cầu người chơi nhóm cũng đều dồn dập sát nhập âm hư linh giới, bên trong bọn họ muốn tập trung lực lượng. Đem cái này hai tòa dị giới triệt để khai phát. Cũng chính là hướng về phía 100% khai phát độ đi. Bây giờ phù văn thế giới cũng nhanh bị địa cầu người chơi bộ phận chiếm xong. Nguyên tố giới bởi vì bên ngoài nguyên tố hóa tính đặc thù cũng liền tiến độ chậm một chút. Bây giờ người chơi nhóm đem tinh lực tập trung đến bóng ma cùng hư linh giới. Nói vậy cái này hai tòa dị giới khai phát biết thập phần lợi. Theo bên ngoài khai phát tiến độ đề thăng, thế giới chất dinh dưỡng cũng có thể đề thăng. Cái kia mỗi ngày là có thể có càng nhiều thành thị thăng cấp, đây chính là cùng thắng. Mở ra phát Titan giới nhiệm vụ, liền cần Diệp Tu để hoàn thành. Hắn lập tức đi qua thế giới thụ, thẳng hướng Titan. Lúc này Titan giới vẫn còn ở hướng ra phía ngoài phục lên Titan thú. Diệp Tu ven đường giết tới. Gặp phải Titan cự thú bị hắn toàn bộ giải quyết, lại có đại lượng người chơi coi chừng cửa ra. Titan cự thú đối với địa cầu người chơi mà nói, căn bản không uy hiếp gì. Kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 V đúc kim tệ, 1.200 V đúc điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng không. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 V đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương. Diệp Tu đi qua kích sát Titan cự thú, lại chà không ít truyền kỳ bảo rương cùng thần cấp kỹ năng điểm. Hắn mỉm cười. Ở Titan trong giới hạn, khẳng định còn có càng nhiều Titan cự thú, đây là muốn soát đến mềm nhịp điệu. Diệp Tu hứng thú dạt dào. Hắn quả đoán sát nhập vào Titan giới bên trong. Nhảy qua quốc thái thản giới giới môn, Diệp Tu tiến nhập một cái không gì sánh được rộng lớn thế. Cái này dị giới hình thể so với bình thường dị giới còn lớn hơn quay vòng. Một cùng sở hữu 24.000 tòa thành phố. Đồng thời ở Titan giới chu vi cũng không thiếu vệ tinh. Cái kia đều là 1.200 tòa thành thị trở lên ngoại vực thể. Diệp Tu đến, tổng cộng là 8 khỏa ngoại vực. Diệp Tu nhớ kỹ kiếp trước nghe đồn, có người nói cái kia 8 khỏa ngoại vực ngôi sao đều là do vô cùng thần thú chi chủ chiếm giữ. Đó là nơi ở của bọn hắn. Nói cách khác, ở Titan giới, ít nhất có 8 vị thần thú chi. Bọn họ chiến lực cường đại, phân biệt dẫn dắt nhất hệ thản thần thú. Titan giới quy mô xác thực lớn đến đáng sợ, hơn nữa bởi Titan giới đặc thù quy tắc. Ở Titan giới sinh vật, hình thể đều phi thường lớn. Giống như Ngân Hà Đại lục ở trên côn trùng. Không, 4 ở chỗ này hình thể cũng có thể so với một chiếc khổng lồ khác. Titan giới bên trong cấp thấp nhất binh chủng cũng đạt 10 ngũ giai. Đủ thập thất giai thậm chí 18 giai Titan thú. Binh chủng đẳng cấp thấp nhất cũng đạt tới 15 dị giới, vậy cần người chơi nhóm phổ 10 ngũ giai mới có thể tới phát. Cao đẳng tinh linh người chơi không cách nào ở chỗ này sống, có thể địa cầu chơi ngay ở chỗ này cấp, vượt lên trước giai Titan thú, cũng vừa lúc giết chết chiêu hồn vì vong linh cự thú. Diệp Tu lập tức trong lòng có kế hoạch. Titan giới, cao đẳng tinh linh người chơi không có thực lực phát. Nhưng đối với địa cầu người chơi mà nói, nơi này là một chỗ bảo địa. Diệp Tu không có ở Titan giới ở lâu. Hắn lập tức truyền tống về thông thiên tháp. Hắn trước tiên đem mở mang thông thiên tháp thứ 8 quan nhiệm nhận lấy. Sau đó sát nhập vào Titan giới bên trong. Diệp Tu nhìn một chút nhiệm vụ yêu cầu. Chương 1779. Khai phát Titan giới, thứ 9 càng. Nguồn Mê truyện audio.com. Diệp Tu độ khó của nhiệm vụ là bình thường thông quan 10 lần. Nói cách khác, phổ thông người chơi muốn thông quan thứ 8 quan, vậy sẽ phải ở Titan giới bên trong chiếm giữ một tòa bí mật kể từ đó. Cái kia có thể thông quan thứ 8 quan người chơi thực sự phượng mau lân giác, dường như thông quan thông thiên tháp thứ 8 quan, liền một cái đường ranh giới, có thể thông quan thông tháp thứ 8 quan. Toàn bộ đều là cụ trở thành chân thần tiềm chất người. Thông thiên tháp thứ 8 quan thưởng cho, tất nhiên phân kinh người. Diệp Tu trực giác là hết sức chính xác. Công chiếm 10 tòa bí cảnh. Diệp Tu độ khó cao nhất. Mà Titan giới ở trên bí cảnh số lượng hữu hạn. Cái kia thông quan thông thiên tháp thứ 8 quan ứng cử viên danh cũng có giới hạn. Đây cũng là lột xác bắt đầu. Diệp Tu trong lòng dâng lên hiểu ra. Tin tức tốt duy nhất là thánh địa cùng thần chi cảnh lời nói, liền hai chỗ. Diệp Tu chỉ cần ở Titan giới lấy được 5 tòa thánh, vậy có thể thông quan thông thiên tháp tầng thứ 8. Đây đối với Diệp Tu mà nói, có thể sánh bằng công chiếm 10 tòa bí cảnh dễ dàng nhiều. Chủ yếu là Diệp Tu có thể làm ra 5 món chủng tộc đến. Diệp Tu đối với lần này vẫn là có lòng tin. Hắn mỗi ngày thu được nhiều như vậy chí bảo cấp bảo. Thu gặt chủng tộc chí bảo, chỉ cần trong lòng hắn ngắm là được. Diệp Tu phát hiện, không ba hắn bây giờ hầu như chính là tâm tưởng sự thành tiết. Trước tìm một bí cảnh thử xem. Diệp Tu đi tới Titan giới sau đó, hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Từ trên bầu trời không ngừng có lớn vô cùng lớn bay qua. Titan giới sinh vật bình thường so với ngoại giới lớn hơn gấp 10 lần. Diệp Tu ở chỗ này có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Sở dĩ hắn cũng càng tốt ẩn thân. Hắn thập phần nhanh chóng khóa được mục tiêu. Cách nơi này cách đó không xa thì có một con thần thú chiếm cứ thần thú sào huyệt, đó cũng là một tòa bí cảnh. Căn cứ thần thú đẳng cấp. Bên ngoài chiếm cứ bí cảnh đẳng cấp cũng mỗi người không giống nhau. Hạ vị thần thú sào huyệt bình thường là cấp 12. Trung vị thần thú sào huyệt lại là 34. Thượng vị thần thú sào huyệt ít nhất đều 5 cấp. Bởi vì Titan thần thú số lượng tương đối nhiều. Titan giới bên trong bí cảnh số lượng thật đúng là không ít, hoàn toàn so với trên mặt trăng bí cảnh còn nhiều hơn. Điều này nói rõ cái tòa này dị giới tiềm lực cự đại. Bí cảnh có thể cũng là có thể thăng cấp. Titan giới nếu là có thần thú số lượng tăng thêm, vậy còn có thể mở mang mới bí cảnh. Có thể dưới trướng của ta các thần thú bọn họ cũng có thể tích bí cảnh. Không phải bọn họ cần phải có thẳng thần thú. Diệp Tu có một ít suy đoán. Có thể Titan giới quy tắc chính là như vậy. Trở thành Titan giới công nhận ban đầu thần linh, đồng thời thực lực đạt được thần thú tầng thứ, là có thể mở ra mới bí cảnh. Kể từ đó, Diệp Tu trước đây đánh chết 5 con Titan thần thú cũng đều có cùng với chính mình thần thú sào huyệt, cũng là đối ứng bí mật. Bây giờ Diệp Tu đã đem bọn họ chiêu hồn vì tử thần thú. Vậy bọn nó là có thể tìm về chính mình thần thú ổ, bất quá những thứ này thần thú sào huyệt, có thể tại cái kia 8 viên vệ bên trên. Long hình thần thú, là theo chân vạn long chi tổ. Bọn họ ở một cái siêu đại hình trong bí cảnh. Có mới đản sinh thần thú. Còn chưa mở ra chính mình bí cảnh. Đi một bước xem một bước, trước tiên đem cái tòa này bí mật cầm xuống lại nói. Diệp Tu lập tức khóa được mục tiêu. Hắn dẫn đội sát nhập vào bí cảnh bên trong. Theo hắn tiến nhập cái tòa này bí cảnh. Lập tức có thủ vệ Titan cự thú đến đây đánh hắn. Ở Titan giới bên trong, phân bố vô số thế lực. Kỳ thủ lĩnh đều là thần thú. Có bí cảnh thần thú, đều là trong đó mạnh mẽ. Diệp Tu bây giờ sát nhập bí cảnh. Đã bị coi là người xâm lăng. Bất kể là còn lại thần thú thủ hạ, vẫn là người từ ngoài đến, đều sẽ bị giết chết. Diệp Tu vốn là cũng là đến xâm lấn. Sở dĩ không cần chú trọng dĩ hòa vi quý. Trực tiếp mở làm. Diệp Tu một phát hủy diệt cấm chú. Trực tiếp đem nhào tới Titan cự thú toàn diệt toàn bộ vì hiệu suất. Kích sát một danh Titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 V đúc kim tệ, 1.200 V đúc điểm S. 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 V đúc thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương. Diệp Tu chắc lần này giết chết vượt lên trước 40 danh 18 giai Titan thú. Hắn một cái thu được 40 điểm thần cấp điểm kỹ năng, còn lấy được 8 cái truyền kỳ bảo rương. Ở Titan giới bên trong hoạt động, cái kia Diệp Tu có thể thu gặt đại lượng truyền kỳ bảo hòa thần cấp kỹ năng. Hắn đối với lần này vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng cùng lúc đó, có cự thú lĩnh chủ lao thẳng tới Diệp Tu mà đến. Đó là từ Titan cự thú tiến hóa mà thành anh, đối phương sở hữu siêu phàm cấp bậc bán thần chiến đấu. Phụ trách thống suất Titan cự thú. Ở thần thú dưới, nhưng có không ít loại này cự thú thống lĩnh. Thậm chí còn một ít Titan thần thú cũng đi qua đặc biệt phương thức chuyển hóa thành anh hùng. Cái loại này anh hùng trực tiếp liền là chân thần. Vậy thì cùng hư không ma thần các loại, chờ, vậy. Ngươi từ ngoài đến, ngươi lại dám xông vào vĩ đại bầu trời thánh chủ bàn, còn dám giết ta Titan. Hôm nay ngươi định rồi. Ta muốn đưa ngươi một ngụm nuốt vào. Thôn phệ ngươi huyết thực. Cự thú lĩnh chủ điên cuồng dương nanh múa vuốt. Cái gia hỏa này, theo Diệp Tu giống như là một con nha múa trảo tiểu meo. Một điểm uy hiếp cũng không có. Diệp Tu thậm chí muốn cười. Trên thực tế, vị này cự thú lĩnh chủ là một vị hổ tộc thái cự thú tiến hóa mà. Hình thể có thể so với sát thần bạch hổ. Cũng liền Diệp Tu có thể như vậy coi rẻ hắn. Diệp Tu đối mặt ở trước mặt hắn ầm ĩ tiểu meo. Hắn hồi phục cũng rất đơn giản. Giơ lên sát thần thương, nhẹ nhàng một thương. Cự thú 403 lĩnh chủ lúc này dây. Kích sát cự thú lĩnh chủ, siêu phàm anh hùng, phàm bán thần, phát sát thần thương, ngôi sao, cướp đoạt hiệu quả, lướt bên ngoài 25% thần hồn. Thu được 1.500 điểm thần lực cùng 100 điểm tính, 50 điểm kỹ năng, 25 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, một thần cấp điểm kỹ năng. Diệp Tu lập tức cướp đoạt thần hồn. Cái này chỉ cự thú lĩnh chủ hạ tràng cũng là đã định trước. Diệp Tu đã dùng luân hồi công xiềng bên ngoài tập trung đối phương cấp tốc sống lại. Sau đó bị cấp tốc kích sát. Diệp Tu dùng thời gian rất ngắn. liền đem cái này chỉ cự thú lĩnh chủ trảm sát. Kích sát cự thú lĩnh chủ, siêu phàm anh hùng, phàm bán thần, phát sát thần thương, ngôi sao, cướp đoạt hiệu quả, lướt bên ngoài 25% thần hồn, thu được 1.500 điểm thần lực cùng 100 điểm tính, 50 điểm kỹ năng, 25 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 thần cấp điểm kỹ năng. Vĩnh cửu kích sát một danh thú lĩnh chủ, bán thần, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.600 VĐ kim tệ, 6.000 VĐ điểm kinh nghiệm, 25 điểm kỹ năng, 3 hoàng kim điểm kỹ năng, 4.000 điểm chỉ huy, 15 điểm thần. Một miếng thần tính tinh mảnh nhỏ, đấu thần tính. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 120 ức kim tệ, 600 ức điểm kinh nghiệm, 25 điểm vàng năng điểm, 3 điểm thần cấp năng điểm, 40.000 không điểm chỉ huy lực. 1.500 điểm thần lực, một miếng thần tính thủy tinh, đấu thần thần tính, kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, một con siêu phàm bán thần mà thôi, căn bản không cách ở trước mặt ta trương. Chương 1780. Thần thú sào huyệt, đệ thập càng. Nguồn Mê truyện audio.com. Diệp Tu giải quyết rồi trấn thủ bí cảnh cửa vào lớn lĩnh chủ. Lại cũng không ai có thể cản hắn. Diệp Tu một đường sát tiến bí cảnh bên trong. Hiện nay cái tòa này bí cảnh là hai bí cảnh. Diệp Tu suy đoán đây chính là một con hạ vị thú địa bàn. Hắn hoàn toàn là không có áp lực chút nào ở nơi đây hoành. Các loại titan cự thú đều bị tàn sát. Kích sát một danh titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 VĐ kim tệ, 1.200 không VĐ điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 VĐ thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, hắn vong linh cự thú quân đoàn. Cũng theo Diệp Tu sát nhập cái tòa này bí cảnh bên trong. Diệp Tu trước đây ở cao đẳng tinh linh giới trung. Đi qua kích sát titan cự thú. Liền tổ chức lên như thế một con vong linh cự thú đoàn. Bọn họ đều là thập thất giai trở lên vong linh lớn. Cùng titan cự thú đối kháng. Vẫn là hết sức buông lỏng. Diệp Tu còn đem đại lượng pháo hôi hình vong linh binh, phái vào cái này thần thú trong sào huyệt những thứ này vong linh binh chủng. Ban đầu cấp bậc là bát giai binh chủng. Bởi vì có thể sống lại 8 lần có thể không ngừng tiến giai. Diệp Tu phái bọn họ tiến đến. Chính là tới soát đẳng cấp. Cùng titan cự thú chiến đấu. Bọn họ thường thường là bị một cước liền nghiền chết một đám đối tượng. Nhưng bọn họ tử vong lúc vong linh chi nộ. Cộng thêm bên trên sống lại phía sau thực lực mạnh mẽ. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đại lượng vong linh binh chủng nhờ vào đó thăng cấp. Đồng thời cũng có thể kích sát titan cự thú. Mỗi kích sát một con titan cự thú. Diệp Tu bộ đội sẽ nhiều hơn 5 con vong linh thú. Kể từ đó, Diệp Tu là có thể đem cấp thấp binh chủng đổi thành cao cấp chủng. Kích sát một danh titan lớn, 18 giai binh chủng, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, tưởng 1.500 VĐ kim tệ, 1.200 không VĐ điểm S, 4.000 điểm chỉ huy lực, 5 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim kỹ năng. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 15 ức kim tệ, 120 ức điểm S, 40 VĐ thống, 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, 1 điểm thần cấp năng điểm. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái truyền kỳ bảo rương, hắn thu hoạch truyền kỳ cấp bảo rương cũng thập phần sợ. Mỗi tập đủ 100 truyền kỳ cấp bảo rương. Diệp Tu sẽ toàn bộ mở ra. Của cải của hắn đã ở cấp tốc tích lũy. Mở ra truyền kỳ bảo rương thưởng cho 14 giai truyền thuyết chủng thiên đạo tu sĩ, 320 không VĐ kim. 2 món đỉnh cấp đạo cụ, 8.000 VĐ điểm kinh nghiệm, 3.600 đơn cấp phụ văn thủy tinh, gây ra tài thần vận, khen thưởng thêm 320 không VĐ kim tệ. Bảo rương thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 10-14 giai nói binh chủng vấn đạo thiên tiên, 32 ức tiền. 2 tấm cấp độ sử thi đạo cụ thần thú triệu hoán thẻ, thập thất giai thần ảnh, 80 ức điểm kinh nghiệm, 3.600 đơn vị đỉnh cấp văn thủy tinh, gây ra tài thần vận, khen thưởng thêm 32 ức kim tệ. Mở ra truyền kỳ bảo rương, gây ra bảo rương săn hiệu quả, ngoài định mức được 1.000 VĐ kim tệ, 100 món cao cụ, gây ra may mắn bảo rương hiệu quả, ngoài định mức thu được 4.000 VĐ, 4.000 VĐ kim giá trị. Gây ra tài vận, ngoài định mức 5.000 VĐ kim tệ, bảo rương thợ săn thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, ngoài định mức thu được 50 kim tệ, 40 ức nghiệm giá trị, 100 thời gian sa lịch, gây ra tài thần vận, khen thưởng thêm 50 ức kim tệ, 100 truyền kỳ cấp bảo rương. Đầy đủ Diệp Tu 1.6 vạn ức chi phí. Những tiền này sẽ bị vùi đầu vào thăng cấp thiên tinh thể trên thành thị. Diệp Tu chỉ cần bảo trì tự thân tài phú ở 50 vạn ức ở trên liền. Hắn một hơi thở liền đầu nhập vào 12 vạn ức. Đem thiên xu tinh thể ở trên đại lượng thành thị thăng cấp 9 cấp. Sau đó dùng siêu cấp thành thị chi tâm, khiến cho thành cấp 10 siêu cấp thành phố. Thiên xu tinh thể ở trên thành thị. Bình quân đẳng cấp cùng trên thế giới thụ không sai biệt lắm. Trước đây Diệp Tu thực lực không mạnh. Dùng thành thị chi tâm đều là 5 cấp trong vòng như này cũng bình quân lên tới cấp 6. Mỗi tòa thành thị phải tiêu hao 720 ức kim tệ 9 cấp. Diệp Tu đầu nhập 12 vạn ức. Có thể dùng 200 tòa tả hữu thành phố vọt tới 9. Sau đó bị Diệp Tu dùng siêu cấp thành thị chi tâm thăng làm cấp 10. Người chơi trên đời Tu La thành lập một tòa cấp 10 thành thị, 9 cấp thành phố thăng cấp cấp 10, thu được 16 điểm giới lực ảnh hưởng. Người chơi trên đời Tu La thu được 16 điểm thế giới vang lực, địa cầu được 320 vạn danh tân sinh người chơi danh ngạch còn nhỏ cá thể có thể trước giờ thu được người chơi thân phận. Người chơi trên đời Tu La thu được 16 điểm thế giới vang lực, căn cứ cầu tặng lại, tưởng 160 đội danh 4 cánh trí thiên sứ, 10 ngũ giai vương giả binh chủng, 160 ma long kỵ sĩ, lục giai tinh anh binh chủng, 20 đội vĩnh viễn hằng cổ long, thập giai truyền thuyết binh chủng, 10 danh tiên thiên hỗn độn nguyên tố, 18 giai truyền binh chủng, 1 cao cấp văn minh xây. Thế giới chi lực thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc thu được 640 đội 4 dực thần thánh thiên sứ, 10 ngũ giai kim sắc nói binh chủng, 800 đội tam đầu ma long kỵ sĩ, thập lục giai kim sắc vương binh chủng, 20 ngũ trảo kim long, thất giai thần thoại, 10 danh tiên thiên hỗn độn thần linh, 18 giai kim sắc thần thoại binh, một tòa truyền cấp văn minh kiến trúc tụ linh trận hình ảnh. Hạ quốc thượng quốc trong quốc gia mới tăng thêm một tòa 10 thành thị, 9 cấp thành thị thăng cấp cấp 10, tăng thêm 22 điểm vận. Nhiều như vậy thành thị thăng cấp. Diệp Tu thu được 2400 điểm thế giới lực ảnh hưởng còn chà một lớp nguyện lực. 200 cấp 10 thành thị, biểu 360 vạn điểm lực. Diệp Tu còn cắt lấy một lớp cỡ trung nguyện vọng quả. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1418, 320, 174, 320. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, từ đó lấy được 2 điều chân lý điều số lượng, chân lý trước chức nghiệp thêm được lấy được đề thăng. Thu được cỡ trung trái cây nguyện vọng, cấp độ sử thi cụ, bí bảo thần thăng cấp tiến độ 11, hiện nay vào 1435, 320, 174, 320. Chủ yếu là không ngừng lấy được truyền kỳ cấp bảo rương liền đại biểu cho từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên 10 thành thị. Diệp Tu mục tiêu chính là chậm rãi đem thiên xu tinh thể ở trên thành thị, được, đều lên tới cấp 10. Diệp Tu tàn sát Titan cự thú đồng thời cũng chiếm đoạt vài tòa trong bí cảnh thành thị. Chiếm 10 tòa thành thị sau đó, Diệp Tu liền phát hiện hắn khai phát tiến độ đạt được 0,03%. Titan giới tổng cộng có 24.000 tòa thành thị. Đây là Titan giới bản thể thành thị quy mô cái kia 8 viên vệ tinh, quy mô cũng không dưới 6.000 tòa thành thị muốn triệt để khai phát Titan giới. Nhất định là cái gánh nặng đường xa sự tình. Cho tới bây giờ, Diệp Tu cũng còn không có triệt để chiếm xong phù văn thế giới bởi vậy có thể thấy được muốn công chiếm một tòa dị giới khó chiếm. Diệp Tu cầm xuống 10 tòa thành thị. Cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Chỗ sung yếu đến 10% khai phát. Diệp Tu ít nhất phải ở Titan giới bên trong công chiếm 3.000 tòa thành thị. Mà Diệp Tu điên cuồng như vậy tàn sát. Cái tòa này bí cảnh chủ nhân rốt cuộc đã bị kinh động theo gầm lên giận dữ. Chương 1781. Tiến độ tăng vọt, đệ nhất càng. Nguồn Mê truyện audio.com. Sử dụng chân lý thăm dò, thành công tham sau tơ chi nộ khổng lồ ảnh thiên sát chi bầu trời thánh phá hư chi nguyên Titan thần biển thú bên trong dâu Tagore, hạ vị thần thú, phân tích bên ngoài tin tức thu được 3 điều chân lý điều số lượng, chân lý biết chức danh thêm được thăng, chứng kiến bí cảnh chủ nhân xuất hiện. Diệp Tu thuận tay quăng cái chân lý thăm dò. Hắn thu được cái này chỉ Titan thần thú tin tức đây là hổ hình Titan thần thú. Cũng là thần thú chủng trong đám một cái chi nhánh. Bất quá bên ngoài đơn độc chiếm giữ một tòa bí cảnh. Vậy có thể giết chết. Diệp Tu ở Titan giới căn bản không kinh sợ. Chỉ cần không giết tới những thần thú đó chi chủ đi. Bình thường thần thú, căn bản không làm gì được hắn. TV dị nhân anh hùng, ngươi lại dám ta bầu trời thánh chủ trong lãnh địa tùy ý lục, ngươi là nói chữ chết sao viết a. Cái này chỉ tiểu lão hổ thập phần phẫn nộ. Bên ngoài trống giận tiếng điếc tai nhức óc. Diệp Tu lại căn bản không nhìn đối phương. Một con hạ vị thần thú mà thôi, lại dám xưng bầu trời thánh chủ ai cho ngươi dũng. Lương tĩnh như sau, đơn giản là ít ngồi đáy giếng. Ta để cho ngươi xem cái gì gọi là thực sự cường giả a. Vì để tránh cho đem cái này chỉ bầu trời thánh chủ 637. Diệp Tu triệu hoán ra một con Titan chi hồn. Hắc ám Titan chi hồn. Cái này chỉ thượng vị thần thú vừa xuất hiện. Liền đem bầu trời thánh chủ sợ đến tứ chi như nhũng ra. Trung vị thần thú đối với hạ vị thần thú thì có lớn uy áp. Cao cấp một thượng vị thần thú. Càng là có thể hoàn toàn nghiền ép hạ vị thần thú. Bầu trời thánh chủ lập tức bị chấn nhiếp. Ở hắc ám Titan chi hồn trước mặt. Bầu trời thánh chủ thực sự giống như là ở tráng hán mặt tiểu nải miêu. Một điểm uy hiếp cũng không có. Có vẻ hết sức thương cảm, nhỏ yếu, bất lực thượng vị thần thú. Điều này sao có thể? Ở thản giới bên trong, bên trên thần thú đều cũng có mình địa bàn, tại sao muốn vào ta bí cảnh? Thượng vị thần thú tuyệt đối không thiếu bí cảnh a, sẽ phải kinh doanh mấy sào huyệt mới, chỉ có. Bởi vì sào huyệt quan hệ Titan thần thú thành. Một vị Titan thần thú chỉ có thể chiếm theo một tòa bí cảnh. Ở Titan giới bên trong, có thần thú sào huyệt thần thú. Lẫn nhau trong lúc đó cực nhỏ đối chiến. Chỉ có những cái này không có địa bàn tân tấn thần thú mới có thể tìm người yếu tiến hành khiêu chiến. Muốn cướp đoạt thuộc về mình thần thú sào huyệt dưới loại tình huống này. Người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến, hầu như có thể còn sống sót những cái này tại ngoại du đảng thần thú. Hoặc là người yếu. Hoặc là chính là bị những cường giả khác thu nạp và tổ chức tay. Bây giờ một con thượng vị thần thú sát tiến chính mình. Bầu trời thánh chủ kém chút bị sợ khóc. Thượng vị thần thú, làm sao có khả năng để ý hắn thần thú sào huyệt đâu? Hắc ám Titan chi hồn, sở hữu Titan huyết, Titan thần thú, cũng đều có thản huyết mạch. Cái này chỉ Titan thần thú hiểu lầm, cho rằng hắc ám Titan chi hồn cũng là chính tông Titan thần thú. Nhìn như vậy tới, có thể hắc ám Titan chi cũng có thể chiếm giữ thái giới thần thú ổ. Diệp Tu trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Hắn rất muốn thử một lần. Mang theo loại ý nghĩ này, Diệp Tu làm cho hắc ám Titan chi hồn thẳng hướng bầu trời chủ. Diệp Tu không có hỗ trợ, trực tiếp làm cho hắc ám Titan chi hồn nghiền ép đối phương nhị thập giai binh chủng, đối phó thập cửu giai sơ kỳ hạ vị thần thú. Đó nhất định chính là một phương diện chà đạp. Bầu trời thánh chủ bị đè xuống đất ma sát. Coi như Diệp Tu không có hỗ trợ, hắc ám Titan chi hồn cũng có thể ung dung giải quyết đối với. Chỉ là không bằng Diệp Tu cái dạng nào, có thể trực tiếp miễu sát đối phương mà thôi. Ngài muốn cướp chiếm ta thần thú sao huyệt, ta lấy nhường lại, chỉ cần ngươi không giết. Chúng ta căn bản không phải là một cấp bậc tồn, ta đối với ngươi không có uy hiếp. Mời thả ta một mã. Thiên không thánh chủ cũng cơ hồ không có chiến đấu thư. Nó vốn là vô cùng cuồng ngạo. Có ở hắc ám Titan chi hồn loại này thượng vị thần trước mặt, nó căn bản cuồng không đứng dậy. Mà, Aze, một dạng thần thú tranh đoạt thần thú huyệt. Cái kia đều là thấy sinh tử. Người thắng vì phòng bị người thua tiếp tục khiêu chiến. Bình thường đều là đuổi tận giết tuyệt. Có thể hắc ám Titan chi hồn có thể hoàn toàn nghiền ép không thánh chủ. Theo đạo lý, coi như bầu trời thánh chủ trong khi nô bộc đều được bầu trời thánh chủ hoàn toàn chỉ cầu một đường sinh cơ. Có thể Diệp Tu căn bản không cần như vậy nô bộc giết chết bầu trời thánh chủ sau đó. Sống lại lên chết vong thần thú hoàn toàn chịu hắn vung, cái này không hương. Tại sao muốn giữ lại một cái tùy thời đều có thể phản bội bất ổn nhân tố đâu? Huống hồ kích sát bầu trời thánh chủ, Diệp Tu còn có thể thu được sát thần thương mảnh nhỏ đâu. Mang theo loại ý nghĩ này, Diệp Tu không chút do dự chỉ huy hắc ám Titan hồn. Không cần nói nhảm với hắn, đem diệt. Chỉ cần nó thể. Diệp Tu lời nói bị hắc ám Titan chi hồn nghiêm ngặt được rồi. Vị này thượng vị thần thú hoàn toàn chỉ cần dùng ra thực lực là có thể đem bầu trời thánh chủ ung dung nghiền sát. Kích sát Titan chi nộ khổng lồ mà ảnh sát chi hổ thiên thánh chủ phá hư nguyên Titan hải lý dâu go, hạ vị thần thú, gây ra sát thần thương, tam tinh, cướp đoạt thần hồn hiệu, cướp đoạt bên ngoài 25% thần hồn, thu được 50,000 điểm thần lực cùng 500 điểm thuộc tính, 100 điểm kỹ năng, 25 hoàng kim điểm kỹ năng, 5 điểm thần cấp điểm kỹ năng. Kích sát một danh Titan thần, hạ vị thần, gây ra cướp bóc chi vương thiên phú hiệu quả, thưởng cho 6,000 kim tệ, 20 ức điểm kinh giá trị, 60 điểm kỹ năng điểm, 5 điểm vàng điểm kỹ năng, 1,200 điểm chỉ huy lực, 120 điểm thần lực. 3 tích Titan tinh huyết, cấp độ sử thi đạo cụ. Cướp bóc thưởng cho thu được gấp 100 lần tăng phúc, lấy được 600 ức kim tệ, 2,000 ức điểm S, 60 điểm vàng điểm kỹ năng, 5 điểm thần kỹ năng điểm, 120 điểm chỉ huy lực. 1,200 điểm thần lực. 3 tích Titan thần tủy, thần cấp đạo cụ. Kích hoạt bảo rương thăm dò hiệu quả, tìm được cái cấp độ sử thi bảo cùng 5 cái truyền kỳ rương. Coi như là hắc ám Titan chi hồn đánh chết thiên thánh chủ, Diệp Tu giống nhau có thể cướp đoạt đến thần hồn. Diệp Tu cắt lấy một lớp thần lực và thần cấp kỹ năng điểm. Hắn còn lấy được 3 tích thái thần tủy. Đây là mỗi cái Titan thần thú đều có thể cung cấp bối. Diệp Tu tồn trữ Titan thần tủy đạt được 8 tích, vĩnh cửu kích sát Titan chi nộ khổng lồ ảnh thiên sát chi bầu trời thánh chủ phá hư chi nguyên thản thần thú hải tan tago, hạ vị thần thú, kích sát hạ vị thần, thu được 4,000 chiến công. Cuồng nộ chi long tử vong, còn làm cho Diệp Tu mới tăng thêm 4,000 vạn chiến công. Coi là kích sát Titan cự thú đại lượng chiến công. Diệp Tu hôm nay chiến công đạt tới 25 ức, hắn đã có thể liên tục hối đoái 2 tòa 7 cấp bí mật. Chỉ là Diệp Tu còn cần chủng tộc chí bảo đi vào bí cảnh. Hắn cũng sẽ không vội vã hối đoái bí cảnh. Nếu như cơ hội thỏa đáng, hắn tự nhiên sẽ đem 7 cấp bí mật đều thu vào tay.